Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết vì sao lại dạng này, thế là mang theo nghi vấn quay đầu nhìn thoáng qua Gia Gia. Nhưng mà phía sau nơi nào còn có Gia Gia cái bóng, vừa rồi Gia Gia đã biến mất không còn tăm tích. Thiên Mãn trước hết nhất kịp phản ứng, kéo Trời Quýnh lên bận bịu hô, hỏng bét, chúng ta giống như bị lừa, chạy mau. Nhưng vừa vặn chạy đến bức tường kia mặt tường trước, đột nhiên trời vừa phát ra một tiếng hét thảm, giống như bị cái gì cho níu lại, Thiên Mãn căn bản liền kéo không nhúc nhích hắn. Thiên Mãn nhìn lại, phát hiện trên quan tài kiếm đã sớm bị chấn khai, gãy thành từng đoạn rơi trên mặt đất, mà nắp quan tài đã sớm không gặp, có một đoàn hắc khí từ trong quan tài chui ra, cũng gắt gao cuốn lấy trời một. Thiên Mãn gấp, vội vàng sử xuất hoàng phù cùng các loại bí thuật, nhưng đoàn kia hắc khí hoàn toàn không có chút nào tổn thương, đồng thời đã từng bước một đem trời một hướng quan tài lạp. Thiên Mãn lúc này mới nhớ tới Gia Gia đã nói, thiên gia máu sinh ra liền khắc chế tà mị, thế là hắn không chút do dự liền cắn nát ngón tay, sau đó đem giọt máu tại đoàn kia quỷ dị hắc khí bên trên. Nhưng nào biết được đoàn kia hắc khí nhiễm phải Thiên Mãn máu về sau, ngược lại buông ra trời một, hướng phía Thiên Mãn quấn quá khứ, Thiên Mãn kêu thảm một tiếng về sau, bị hắc khí quấn lấy kéo hướng quan tài, Trời Quýnh lên vội vươn tay ra nghĩ giữ chặt ca ca, nhưng tay quá chậm, không có gặp phải, Thiên Mãn trực tiếp bị từng bước một kéo đến quan tài bên cạnh. Đừng tới đây, ra ngoài tìm Gia Gia. Thiên Mãn hô một câu, đột nhiên phịch một tiếng, mình liền bị hắc khí bắt vào quan tài, lại nói tiếp phanh một tiếng, nắp quan tài đột nhiên từ mật thất đỉnh che xuống, lập tức chung quanh một mảnh đen kịt, chẳng qua cũng không tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, thích ứng hắc ám về sau, vẫn là có thể miễn cưỡng trông thấy trong quan tài hoàn cảnh. Lúc này rất yên tĩnh, một điểm tiếng vang đều không có, bao quát quan tài bên ngoài, Thiên Mãn có chút sợ hãi, vội vàng giãy giụa lấy. Hắn liều mạng đập mấy lần quan tài về sau, lại kêu trời một danh tự, nhưng không có người ứng, trời một giống như đã đi. Thiên Mãn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù mình gặp nạn, nhưng đệ đệ nếu như trốn đi ra ngoài, cũng coi như được cứu một cái, nếu như có thể kịp thời đem Gia Gia tìm đến, nói không chừng còn có thể đem mình từ quan tài bên trong cứu ra ngoài, chẳng qua cái này trong quan tài đến cùng có cái gì, cũng quá quỷ dị, nghĩ tới đây, Thiên Mãn không khỏi sợ hãi. Đúng vào lúc này, đột nhiên Thiên Mãn trông thấy một gương mặt hướng mình nguyễn động tới, gương mặt này rất trắng, không có lông mày, cũng không có râu ria, giống như một nửa mặt là nữ nhân, một nửa mặt là nam nhân, nó vẫn đối với Thiên Mãn cười, lộ ra một hơi buồn nôn răng vàng khè. Ngươi là ai? Ngươi không được qua đây. Thiên Mãn một bên hô hào, một bên lui về sau, nhưng quan tài có thể lớn bao nhiêu, rất nhanh liền đến bên cạnh, Thiên Mãn không đường thối lui. Bắt con! Người muốn ăn ta, vẫn là muốn ta ăn ngươi. Nó quỷ dị đối với Thiên Mãn hỏi. Thiên Mãn không trả lời, chỉ là liều mạng lắc đầu, hắn sợ hãi cực, liền khóc đều quên làm sao khóc, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trong lòng chỉ muốn trời một có thể nhanh lên mang theo người tới cứu hắn, nhưng sự thực là cũng không có người tới cứu hắn, mà lại, hắn còn bị cái này người cho tươi sống ăn. Ăn một điểm không dư thừa. Cái kia người như là dã thú, hắn tứ chi ghé vào trong quan tài. Sau đó chậm rãi nhúc nhích đến Thiên Mãn trước mặt, tấm kia cùng bột mì đồng dạng mặt, gần như đã cùng Thiên Mãn dán chặt lại với nhau. Thiên Mãn kinh hô một tiếng về sau, đột nhiên hướng cái kia người vung tới một quyền, nhưng khó mà tin nổi là, nắm đấm của hắn thế mà xuyên qua. Là quỷ, vẫn là yêu. Thiên Mãn không còn kịp suy tư nữa, cũng không kịp phản ứng, cái kia người đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, sau đó đem tay chân của hắn đều xé xuống. Thiên Mãn hoảng sợ tới cực điểm, hắn càng là sợ hãi, đầu não càng là thanh tỉnh, tay chân bị mạnh mẽ kéo xuống đến một khắc này, loại kia toàn tâm đau nhức trực tiếp trải rộng toàn thân, thật giống như toàn thân bị kim đâm đồng dạng, vào trong lòng, vào đầu óc loại kia toàn tâm đau nhức. Máu ẩm phun tới, đem quan tài đều nhuộm đỏ, Thiên Mãn muốn gọi, nhưng cổ họng của hắn giống như nhét sợi bông đồng dạng, há hốc miệng lại nói không ra lời. Cái kia người quỷ dị mà cười cười. Sau đó đem Thiên Mãn tay chân từng ngụm nhả tiến trong bụng, liền cùng hắn ăn đùi gà đồng dạng, ăn xong vẫn không quên lau lau miệng, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Thiên Mãn coi là sẽ cứ như vậy kết thúc, sinh mệnh nương theo lấy để người chịu không được đau đớn chậm rãi tan biến, nhưng hắn sai, mặc kệ là sợ hãi vẫn là đau khổ, hết thảy đều còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua hắn vẫn không có hối hận vì cứu đệ đệ làm ra hết thảy hy sinh. Cái kia người lau miệng về sau, cũng không có đình chỉ xuống tới, hắn bắt đầu đi xé Thiên Mãn thịt trên người, từng khối xé, loại đau khổ này, có ai có thể tưởng tượng được sao?
Thiên Mãn đã chết lặng, hắn thậm chí nhìn thấy trên người mình đã không có thịt, chỉ còn lại một bộ bạch cốt âm u, cái kia người mới ngừng lại được. Thiên Mãn hiện tại chỉ muốn an tĩnh chết đi, hắn cũng không tiếp tục nghĩ gặp dạng này tra tấn, nhìn xem mình bị từng bước một ăn hết, loại thống khổ này cùng sợ hãi, trên đời đoán chừng không ai có thể chịu được, huống chi Thiên Mãn chẳng qua là một cái 6 tuổi tiểu hài. Rốt cục, hết thảy đều phải kết thúc, Thiên Mãn đầu lại bị vặn xuống, càng thêm khó mà tin nổi là, hắn còn sống, hắn cảm giác cùng ý thức đều rất rõ ràng, chỉ là loại này không phải người cảm giác đau, để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khủng bố. Mấy giây qua đi, đột nhiên Thiên Mãn bị cái kia người một hơi cho nuốt mất, trước mắt của hắn tối đen, rốt cục không còn chi giác, hắn giải thoát. Không, cũng không có, không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại. Thiên Mãn tỉnh về sau, toàn thân đều cảm thấy đau đớn kịch liệt, hắn sờ sờ thân thể của mình, phát hiện thế mà tất cả thân thể bộ vị đều khỏe mạnh, lúc này hắn thở dài một hơi, mình hẳn là biến thành quỷ. Thiên Mãn nhìn một chút đen như mực chung quanh, nghĩ thầm hẳn là nơi này chính là âm tào địa phủ. Không đúng, cái này không phải là bộ kia quan tài sao? Thiên Mãn gấp vội vươn tay ra đi sờ, có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này xác thực vẫn là trước đó bộ kia quan tài, chẳng lẽ mình quỷ hồn còn không có ra ngoài, bị vây ở bộ này trong quan tài rồi? Không đúng, nếu thật là dạng này, kia trong quan tài hẳn là huyết hồng một mảnh, bởi vì lúc trước hắn nhưng lưu không ít huyết dịch. Còn có, chính hắn cảm giác thân thể của mình không có thay đổi gì, cùng làm người thời điểm giống nhau như đúc. Thiên Mãn sờ sờ trái tim của mình, tay vừa mới chạm đến liền toàn thân run lập cập, trái tim còn tại nhảy lên, nguyên lai mình không chết. Không có khả năng, mình rõ ràng bị ăn, làm sao có thể còn sống. Mà lại thân thể đồng dạng không kém, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là ảo giác. Có khả năng, đây đã là Thiên Mãn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Chẳng qua hắn hiện tại cảm giác trong thân thể mình mặt giống như nhiều một vật giống như, có một loại quái dị không nói ra được. Còn có, cái kia quỷ dị người đâu? Hắn cũng là ảo giác sao? Nghĩ tới đây, Thiên Mãn vội vàng dùng mắt liếc về phía quan tài các nơi, nhưng bộ này quan tài trừ mình, cái gì yêu ma quỷ quái đều không có, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác? Mặc kệ, đi ra ngoài trước lại nói, Thiên Mãn cũng không muốn một mực ở tại trong quan tài. Còn có hắn hiện tại có chút lo lắng trời một, không biết hắn có hay không thuận lợi chạy đi, người có sao không? Thiên Mãn bắt đầu dùng tay đi đẩy nắp quan tài, hắn biết bằng hiện tại khí lực của mình, muốn đẩy ra nắp quan tài đoán chừng quá sức. Nhưng lúc này chuyện thần kỳ phát sinh, Thiên Mãn tay vừa mới đụng phải nắp quan tài, đột nhiên liền phịch một tiếng, nắp quan tài mình bay ra ngoài, sau đó đụng vào trên tường vỡ thành vô số khối. Thiên Mãn hơi kinh ngạc, hắn nhìn một chút mình tay. Không thể nào hiểu được vì sao lại dạng này, chẳng qua nắp quan tài mình mở là chuyện tốt, hắn không rảnh nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp lộn ra ngoài. Trời vừa đã không gặp, trước đó kia mặt tường phía sau lộ ra thông đạo còn tại kia, Thiên Mãn không cần suy nghĩ, trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Thông đạo rất đen, nhưng coi như không có đèn pin Thiên Mãn y nguyên có thể thấy rõ rõ ràng ràng, hắn thuận thông đạo trực tiếp đi đến đáy, cuối thời điểm, Thiên Mãn trước mắt xuất hiện một cái lỗ tròn. Mà trên mặt đất tất cả đều là cục gạch, đoán chừng những cái này cục gạch đều là dùng để ngăn chặn cửa động, hẳn là bị trời đưa một cái cầm xuống dưới. Thiên Mãn chui ra lỗ tròn, tại lỗ tròn lưng sau là một hơi giếng cạn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, rất nhanh liền nhìn thấy thiên không, cái này giếng cạn có giếng bậc thang, thời điểm trước kia, cái này miệng giếng cạn mùa đông đều là dùng để cất giữ đồ ăn, về sau có tủ lạnh, miệng giếng này tác dụng gần như cũng không có, dù sao khô, cũng không có nguồn nước. Thiên Mãn vội vàng thuận giếng bậc thang lên trên bò, giếng bậc thang có chút cũ, đạp lên phát ra chi chi thanh âm, may mắn Thiên Mãn thể tích nhỏ, bằng không, giếng bậc thang rất có thể sẽ không chịu nổi. Thiên Mãn chạy thoát về sau, toàn bộ cao hứng xấu, trong miệng kêu trời một danh tự liền hướng phòng bên trong chạy, sau khi trở lại phòng, Thiên Mãn phát hiện trời một thế mà yên tâm thoải mái nằm ở trên giường đi ngủ, mà lại ngủ say sưa, hoàn toàn không có đem hắn người ca ca này an nguy để ở trong lòng. Kia Thiên Mãn liều mạng cứu hắn là vì cái gì? Nếu như không phải hắn cứng rắn muốn tiến cái kia cấm phòng, Thiên Mãn sẽ tao ngộ loại đau khổ này trải qua sao? Nếu như không phải liều mạng cứu hắn, khả năng hiện tại ngủ trên giường chính là Thiên Mãn, mà không phải hắn. Thiên Mãn cực kỳ sinh khí, hắn đang nghĩ đem trời kéo một cái lên mắng to một trận, ngay tại lúc này, đột nhiên một cái tay ôm lấy eo của hắn đem hắn ôm ra tới, Thiên Mãn vùng vẫy một hồi. Đột nhiên liền bất động, ôm hắn người kia thế mà là ra ra cùng phụ mẫu. Thiên Mãn nhớ tới chuyện tối nay,
lúc đầu dự định ủy khuất nhào vào Gia Gia trong ngực rơi nước mắt, nhưng hắn lập tức tưởng tượng, cái chỗ kia là cấm địa, mình đi vào sự tình nếu như bị Gia Gia biết, phiền phức liền lớn a, thế là liền nhịn xuống không dám lên tiếng. Nhưng Gia Gia cùng phụ mẫu đối thoại để Thiên Mãn trong lòng siết chặt, bọn hắn thế mà đang thương lượng muốn đem Thiên Mãn trục xuất Thiên Gia, Thiên Mãn lập tức minh bạch, mình tiến cấm địa sự tình đã bị Gia Gia biết. Thiên Mãn kêu khóc cầu tình, nũng nịu, nhưng đều vô dụng, tấm lòng của cha mẹ mềm, chất vấn đạo liền không có thỏa hiệp biện pháp sao. Gia Gia lắc đầu, biểu lộ rất là kiên quyết, nói là Thiên Gia tương lai, âm hành an nguy, Thiên Mãn không thể nuôi, nhưng dù sao là máu của mình mạch, không có khả năng hạ thủ được, chỉ có thể ném tới dã ngoại để hắn tự sinh tự diệt. Thiên Mãn nghe xong đầu óc ông một tiếng, hắn không nghĩ tới Gia Gia thế mà lại như thế nhẫn tâm cùng kiên quyết, còn có, vì cái gì trời một không có việc gì, liền tự mình muốn bị vứt bỏ. Vì cái gì, đến cùng là vì cái gì? Thiên Mãn vội vàng hướng Gia Gia khóc lóc kể lể lấy vì cái gì, không phải liền là xông vào cấm địa sao? Chẳng lẽ mình tử tôn cũng phải tuyệt tình như vậy? Trời một cũng tiến, vì cái gì hắn cũng không cần bị đuổi ra Thiên Gia? Gia Gia trầm mặc không trả lời, Thiên Mãn tiếp tục khóc lớn đại náo, hắn không rõ vì sao lại dạng này, đúng vào lúc này, đột nhiên một cái tay bóp ở cổ của hắn đằng sau, Thiên Mãn mắt tối sầm lại, người liền ngất đi. Thiên Mãn tỉnh lại thời điểm, người đã bị ném tới dã ngoại hoang vu, chung quanh đều là tiếng sói tru, Thiên Mãn dọa đến khóc giống lên, trong lòng của hắn vừa thống khổ lại bất lực, khắp khuôn mặt là sợ hãi, đương nhiên nhiều nhất vẫn là không cam tâm. Nhưng Thiên Mãn tiếng khóc, ngược lại dẫn tới một đoàn sói, đám kia sói mắt ở trong màn đêm tản ra hung ác tia sáng, bọn hắn đem Thiên Mãn bao quanh vây lại, sau đó lộ ra răng dài đối cái này đợi làm thịt đồ ăn. Thiên Mãn sợ hãi cực, cái này tối thiểu có 30, 40 con sói, không bao lâu, hắn liền sẽ bị được chia xương cốt đều không thừa, nhưng hắn đã bị bao bọc vây quanh, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Lúc này một con cường tráng sói từ trong bầy sói nhảy ra ngoài, vì thử đối thủ một cái có bao nhiêu cân lượng, hắn đầu tiên hướng Thiên Mãn nhào tới, Thiên Mãn dù sao cũng nhận qua Thiên Gia huấn luyện đặc thù, hắn lập tức liền hướng bên cạnh tránh khỏi, nhưng không hoàn toàn né tránh, cánh tay bị vuốt sói cho cào thương. Nhìn xem trên cánh tay chảy ra máu tươi, Thiên Mãn ngược lại không có sợ hãi, không có thương tâm, hắn đột nhiên phá lên cười, trong lòng của hắn đột nhiên chỉ còn lại không cam lòng cùng cừu hận, hắn thậm chí đều cảm thấy, trời một chẳng những không có cứu hắn, ngược lại hãm hại hắn, đi ra ra kia cáo hắn một hình, để cho mình thoát thân. Cừu hận cùng không cam lòng để Thiên Mãn sôi trào lên, đầu óc của hắn giống như cùng nước sôi đồng dạng, không ngừng ục ục đi lên bốc lên, ánh mắt của hắn bắt đầu có chút mơ hồ. Thân thể cùng đầu óc đều có chút phiêu, đột nhiên, đám kia sói đều biến thành trời một, hắn chính chỉ vào Thiên Mãn mũi đang cười nhạo. Thiên Mãn giận, một đám lửa từ trong lồng ngực dâng lên, một cỗ hắc khí từ trong thân thể của hắn toát ra, Thiên Mãn gầm rú một tiếng về sau, thời gian giống như cùng bay đồng dạng chạy tới, chờ hắn lại có ý thức thời điểm, kia 30-40 sói đầu đàn đã chết rồi, toàn bộ đều là bị tươi sống cắn chết, mà chính hắn thì một miệng lông, trong mồm còn có khó ngửi ngọt tinh vị. Đúng vào lúc này, một tiếng A-di-đà Phật truyền đến, Thiên Mãn mắt nhoáng một cái, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Người này chính là Nguyên Không Đại Sư, chờ Thiên Mãn lúc lại tỉnh lại, đã bị Nguyên Không Đại Sư cứu trở về trong miếu, cũng thu làm đồ đệ, mà lại Thiên Mãn bởi vì quá mức thống khổ cùng phẫn nộ, thế mà chia ra đệ nhị trọng nhân cách, chờ Thiên Mãn chân chính lúc tỉnh lại, báo thù rốt cục bắt đầu. Thiên Mãn sau khi nói xong, trên mặt còn lộ ra dữ tợn cười. Năm đó ủy khuất cùng không cam lòng, rèn đúc hôm nay hắc hóa sau Thiên Mãn. Hắn muốn báo thù, đoạt Thiên Gia, không âm hành, thế giới này, không còn có người dám vứt bỏ hắn, mà hắn cũng phải nói cho chết đi Gia Gia, hắn có thể làm so trời canh một tốt, so trời canh một mạnh, tất cả âm hành người đều phải quỳ lạy tại dưới chân hắn. Chỉ có điều thẳng đến Thiên Mãn cố sự kể xong, ta y nguyên không biết cái kia bám vào Thiên Mãn thứ ở trên thân đến cùng là cái gì. Từ Thiên Mãn tự thuật bên trong có thể biết được, bộ kia trong quan tài khẳng định bị phong ấn cái gì không được yêu vật, mà lại một nam một nữ, yêu khí quỷ dị, hai huynh đệ trong lúc vô tình phá hư phong ấn, thả ra con kia đồ vật, Thiên Mãn vì cứu trời một, đem giọt máu tại con kia đồ vật phía trên, cho nên Thiên Mãn bị ăn, tình huống cụ thể đến như thế nào, không ai biết, Thiên Gia người biết cũng đều chết rồi, còn có Nguyên Không Đại Sư cũng bị Thiên Mãn cho sát hại, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Năm chỉ sợ chỉ có Thiên Mãn tự mình biết. Nói lâu như vậy, người vẫn là không có nói phụ ở trên thân thể ngươi chính là thứ đồ gì. Ta hỏi.
Đúng vào lúc này, đột nhiên Thiên Mãn nụ cười ngưng kết, trong miệng hắn lẩm bẩm, nó là cái gì? Là cái gì? Nó là... A, à, nó là cái gì? Thiên Mãn đột nhiên gầm thét một tiếng, một đoàn hắc khí từ trên người hắn bắn ra, nương theo lấy một cỗ nam nữ hỗn âm hắc hắc âm thanh. Không biết, ta không biết nó là cái gì, nhưng ta biết, nó có thể trợ giúp ta báo thù, ha ha ha. Ngươi muốn biết là cái gì, liền tự mình hỏi nó đi, hoặc là, xuống dưới hỏi Diêm Vương. Trời một nụ cười quỷ quyệt một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên vặn vẹo lên, hắn kia đoạn mất tứ chi thế mà bắt đầu biến hình, giống như nhện đồng dạng, hắn chợt một tiếng, vượt qua thân thể đến quát, tất cả mọi người, đều phải chết, một tên cũng không để lại. Cuối cùng một tiếng đã không còn là Thiên Mãn thanh âm, giống như ba loại âm đạo hỗn lại với nhau, có nam có nữ, Thiên Mãn thanh âm cũng xen lẫn trong bên trong, nhưng phi thường nhỏ, mà lại nghe đặc biệt quái. Đúng vào lúc này, đột nhiên phốc một tiếng, một con trắng bệch tay từ Thiên Mãn trong đầu chui ra, cái tay kia vừa mảnh vừa dài, trắng đến cùng giấy đồng dạng, trên tay dính đầy máu, còn có dịch nhờn, ta không biết là óc vẫn là cái gì buồn nôn đồ chơi, ta chỉ muốn biết, dạng này Thiên Mãn không sẽ chết sao. Nhưng quỷ dị chính là, Thiên Mãn rõ ràng không có đổ xuống dấu hiệu, mặt của hắn vặn vẹo lên, cùng bùn đồng dạng, rất nhanh vặn thành một đoàn, không ngừng xoay tròn lấy, trở lại lúc ngừng lại, Thiên Mãn mặt giống như biến, một bên nam, trắng bệch như tờ giấy, khủng bố dị thường, một bên nữ, môi sắc cực ngon lành, yêu diễm vô cùng. Hắc hắc hắc, tiếng cười quỷ dị giơ lên, tất cả ly pha lê cùng cửa sổ tất cả đều biến thành mảnh vỡ, loại kia tiếng cười phi thường sắc bén, liền cùng máy khoan điện đồng dạng tại ngươi lỗ tai khác biệt chui, tất cả mọi người khó chịu ngồi xổm xuống bịt lấy lỗ tai. Chiến tranh đình chỉ, tất cả mọi người hỗn thành một đoàn, có ít người bởi vì chịu không được tiếng cười kích thích thất khiếu chảy máu, thậm chí ngất đi một mảng lớn, còn lại có thể che lỗ tai miễn cưỡng bảo mệnh tính không sai, ta cũng chịu không được, che lỗ tai lui về sau, nhưng cuối cùng dạng này, ta y nguyên cảm giác được xoang mũi có một cỗ ấm áp huyết dịch rơi xuống, phải biết, ta là cách hắn gần đây người. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, trước đó cùng huyền âm đối chiến thời điểm, vật kia căn bản không có hoàn toàn hiện hình, hiện tại tốt, rốt cục ra tới. Chỉ có điều cái này tà mị trình độ, trên trận ai có thể là đối thủ của nó. Thiên Mãn lại vô lương, dù sao vẫn là người, nhưng thứ này ta có thể cảm giác được nó lệ khí, nó là thật muốn đem tất cả mọi người giết. Thiên Mãn thân thể như cũ tại tiếp tục biến hình bên trong, mặt sau khi ra ngoài, trong đầu lại chui ra một cái tay. Hai cánh tay đột nhiên xoay ngược lại, sau đó bắt đầu lại từ đầu, đem thân thể chậm rãi vặn bung ra hai nửa, Thiên Mãn gan tràn ra đến đầy đất. Trên mặt đất tất cả đều là ruột, thấy chúng ta nhìn thấy mà giật mình, buồn nôn liên tục. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn hoàn toàn khống chế chiếm dụng Thiên Mãn thân thể sao? Dạng này Thiên Mãn còn thế nào sống? Thân thể biến thành hai nửa về sau, từ trong bụng chui ra ngoài một đoàn hắc khí kia huyễn hóa thành một cái tay, trong tay mang theo màu đen kim khâu, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ thế mà đem thân thể cho may trở về. Thân thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không có một chút bị lột ra vết tích, chỉ có điều thân thể có chút kỳ quái, một nửa biến thành nam, một nửa biến thành nữ. Mấy phút đồng hồ sau, Thiên Mãn không còn là Thiên Mãn, giống như biến thành một người, không đúng, là hai người, bán nam bán nữ, cũng không đúng, kia bán nam bán nữ bộ dáng, là một người, cái này. Đến cùng là cái gì quỷ Đông Tây? Tiếng cười đình chỉ, ta một lần nữa đứng lên, lau khô mũi máu về sau. Ta cắn răng có chút nói không ra lời, vừa rồi kia lực còn không có qua, thứ này quá lợi hại, chấn động đến ta hiện tại chân còn có nhẹ nhàng, đầu đều vô cùng đau đớn, ta cách hắn vẫn là quá gần. Những người khác cũng không có thoảng qua thần đến, trông thấy Thiên Mãn có chút sợ hãi, có thể đứng lên đến, cũng liền mấy cái kia có thể đánh, chẳng qua trên mặt đều là máu, mũi lỗ tai lưu vô số tơ máu ra tới, xem ra tất cả mọi người thụ khác biệt trình độ tổn thương. Bọn hắn cũng không tâm tư lại đánh, trước mắt cái này quỷ Đông Tây, có thể sẽ đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên mấy cái lộn nhào muốn chạy trốn, Thiên Mãn vung tay lên, mấy người kia đột nhiên thi thể liền làm, một đoàn máu từ trên người bọn họ tràn ra tới, sau đó vò hòa vào nhau biến thành một viên huyết châu, Thiên Mãn lẻ lưỡi một liếm, nuốt vào trong bụng. Hô, thật tươi đẹp hương vị, thật nhiều năm không uống qua máu, thoải mái. Một nam một nữ thanh âm nói. Nghe được chúng ta nổi da gà tất cả đứng lên, lại quỷ dị lại làm người ta sợ hãi. Ta nhìn qua trên mặt đất kia mấy cỗ thây khô, nhíu mày, cái này cái gì quỷ Đông Tây, cũng quá lợi hại, Hắc Sơn lão yêu sao.
trong hiện thực thật có cái đồ chơi này, một cơn gió đen qua đi người liền không có rồi. Những người khác trông thấy, trên mặt đều lộ ra ánh mắt sợ hãi, không người nào dám lại chạy trốn, rụt lại thân thể nhìn qua trên đài ta. Bọn hắn dĩ nhiên không phải trông cậy vào ta có thể cứu bọn hắn, mà là ta cách thiên mãn gần đây, bọn hắn muốn nhìn ngay tại rằng có ta là thế nào chết, có thể hay không cũng cùng kia mấy cỗ thây khô kết quả giống nhau. Ngươi đến cùng là, ta một điểm không giả trực tiếp hướng hắn hỏi, nhưng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên tay hắn bóp lan hoa chỉ vung lên, một đoàn hắc khí hóa thành một cái bàn tay to hướng ta đánh tới, ta hai tay bên cạnh cản, nhưng vẫn là bị chấn bay ra ngoài. Ta ngã xuống đất về sau. Hắn âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, dùng lan hoa chỉ lấy cái mũi của ta mắng, lớn mật, dám đối với ta như vậy cửu thiên tuế nói chuyện. Ta ho ra hai ngụm máu, hơi nghi hoặc một chút, cửu thiên tuế. Chẳng lẽ, con hàng này là thái hậu cái gì? Nhưng thái hậu dùng kim long quan tài táng, cái này cũng không phù hợp lẽ thường, không đúng, con hàng này không giống, âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, đến cùng là cái gì đồ chơi? Lúc này Mã Lâm mẫu thân đột nhiên đứng dậy. Không biết khi nào Mã gia tất cả mọi người dây thừng đã bị giải khai, bọn hắn tất cả đều nhảy đến trên đài, một bộ muốn diệt thứ này dáng vẻ. Hẳn là, người chính là yêu nhân Ngụy Trung Hiền. Mã Lâm mẫu thân lớn tiếng hỏi, chẳng qua sắc mặt của nàng khó coi, biểu lộ giống như không quá chấn định. Ngụy Trung Hiền, đây không phải Minh Triều một cái thái giám chết bầm sao? Về sau tựa như là mình thắt cổ chết rồi, làm sao liền biến thành Mã Lâm trong miệng mẫu thân yêu nhân? Chẳng qua theo ta được biết, cái này thái giám chết bầm thật còn liền xưng mình cửu thiên tuế, hắn vào cung làm thái giám sau kết đại thần chi viện, lấy khuyển mã thanh sắc lấy sủng tại Hy Tông Đế, về sau còn trưởng quản Đông Xưởng, quyền thế triều chính, các lộ đại thần đều gọi hắn cửu thiên tuế, về sau đổi hoàng đế, bị hạ tội liền tự mình thắt cổ chết rồi. Ta đi, chẳng lẽ bộ kia kim long trong quan nằm không phải hoàng đế, mà là cái này thái giám chết bầm. Cũng không phải là không thể được. Trong lịch sử muốn làm hoàng đế thái giám nhiều đi, chỉ có điều cuối cùng đều không có kết quả gì tốt, có thể dùng tới kim long quan tài có thể nói là ít càng thêm ít. Cái này Ngụy Trung Hiền chết có chút kỳ quặc, phải biết hắn cũng không phải hoàng thượng ban chết, hắn là mình thắt cổ tự sát, như thế một cái dã tâm bừng bừng người, ta cũng không tin tưởng hắn sẽ tự sát, bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Mã gia hậu nhân vẫn có chút bản lĩnh, thế mà có thể nhận được bản cung. Ngụy Trung Hiền vân vê lan hoa chỉ nói. Đông Xưởng đốc chủ xác thực xưng mình vì bản cung, nhưng ta không rõ hắn một nam một nữ này là chuyện gì xảy ra, thái giám liền thái giám, thế nào còn phân cái nữ thể ra tới, cũng quá tà mị. Ngụy Trung Hiền thừa nhận thân phận của mình về sau, Mã Lâm mẫu thân sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, biểu lộ có chút rung động, người không phải bị thiên gia tổ tông cho phong ấn đúng không, cho nên ta cái này không hiện tại mới ra ngoài sao. Còn nhiều phải tiểu tử này, hắc hắc. Ngụy Trung Hiền âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua nói, sau đó chỉ thiên mãn thân thể, cuối cùng thế mà chỉ hướng ta, còn có. Ngươi, ta hơi nghi hoặc một chút, cái này có quan hệ gì với ta, thiên mãn cùng trời một cái hắn thả ra mà thôi, ta nhưng cái gì đều không có làm. Ngụy Trung Hiền nói, nếu không phải ta đem thiên mãn bước đến tuyệt lộ, thiên mãn tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đem thân thể cho hắn, vì báo thù, thiên mãn đã đem thân thể hiến tế cho hắn. Cứ việc Ngụy Trung Hiền bám vào thiên mãn trên thân nhiều năm, nhưng vẫn là muốn thiên mãn cam tâm tình nguyện hiến tế, hắn đang chờ một cái cơ hội, chính là hôm nay. Ngụy Trung Hiền giang hai cánh tay ra, dùng âm dương quái khí nói chuyện chanh chua, nam nữ hợp âm thanh cười nói, thiên mãn chết rồi, Ngụy Trung Hiền phục sinh, ha ha, âm hành tính là gì, ta muốn làm hoàng đế, lần này hoàng đế nên ta làm, ha ha, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Dựa vào. Thế giới này đến cùng là làm sao vậy, một cái so một cái dã tâm lớn, thống nhất âm hành thì thôi, lại còn có muốn làm hoàng đế, đây là cái gì quỷ, muốn phản thanh phục minh vẫn là sao? Chẳng qua có một việc ta cuối cùng minh bạch, thiên mãn cố sự bên trong, hai người bọn họ huynh đệ nhìn cái kia linh bài không có chữ thiên, cho nên nhận định đây không phải là thiên gia tổ tông linh bài, nhưng cái kia tổ tông là minh triều thời kỳ người, kiểu chữ cùng hiện tại căn bản liền không giống, cho nên cái kia chữ thiên không giống. Bọn hắn lại không biết chữ, tự nhiên nhận không ra, kỳ thật đó chính là trấn áp Ngụy Trung Hiền thiên gia tổ tông, ta đoán chừng cỗ kia thi cốt chính là thiên gia tổ tông. Lần này thật đúng là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt, thả ra cái như thế tà mị đồ chơi, đến bây giờ ta đều còn không biết hắn là cái gì. Mã gia tất cả mọi người nghe, tập trung tinh lực đối phó cái này yêu nhân, cái đồ chơi này cũng không phải loại lương thiện, hắn nhưng là uống hơn vạn nữ nhân máu.
Mã Lâm mẫu thân nói. Mã gia người hô một tiếng phải, sau đó tản ra đem Ngụy Trung Hiền bao quanh vây lại, bọn hắn hai ngón dựng đứng, tay trái bóp lấy hai ngón, miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngụy Trung Hiền âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, hừ một tiếng, sau đó cười lạnh, chỉ bằng mấy người các ngươi. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Ngụy Trung Hiền hai tay mở ra, hắn hét lớn một tiếng, từng đoàn hắc khí từ trong cổ họng hắn phun phát ra, cuối cùng hóa thành từng đoàn buồn nôn tóc hướng mã ra người quấn quá khứ. Mã ra người vội vàng tản ra, đột nhiên phù một tiếng, bọn hắn thân thủ bên trên nhiều một tấm hoàng phù, vài tiếng chú ngữ về sau, hoàng phù cùng mũi tên một loại hướng những cái kia tóc bay đi. Hoàng phù phịch một tiếng, nháy mắt nổ tung, tóc bị thiêu đến hô hô rung động, không quá mức phát lại nháy mắt hóa thành hắc khí, lửa cũng đi theo nháy mắt dập tắt. Hắc khí lại một lần nữa huyễn hóa, lần này biến thành vô số chỉ thon thon tay ngọc, mà lại nháy mắt xuất hiện tại người mã ra trước mặt. Những cái kia tay tựa như tia chớp bóp hướng mã ra người phản ứng cũng nhanh, rút ra trên lưng đào mộc kiếm huy kiếm liền chặt, bị chặt tới tay biến thành bạch cốt rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng biến thành một đống bột phấn. Đánh nhau không lợi hại, nhưng mã ra người đối phó tà mị vẫn có chút bản lãnh, nam mao bắc mã, câu nói này hàm lượng rất cao. Ngụy Trung Hiền mấy lần công kích không có kết quả, đều bị mã ra người lưu luyến phá giải, hắn thu hồi lan hoa chỉ, âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, hừ gọi một tiếng, xem ra, ta vẫn là xem thường các ngươi mã ra người. Mã Lâm mẫu thân phất phất tay thế, ra hiệu mọi người đừng có ngừng, nhất định phải thừa thắng xông lên, mặt nàng biểu lộ vẫn không có hỏa hoãn lại, nàng vẫn đối với Ngụy Trung Hiền trầm mặt, dường như căn bản không hề nắm chắc thu phục tên yêu nghiệt này. Dùng vải vàng trận, Mã Lâm mẫu thân chỉ huy nói. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên có vài chục khối vải vàng từ những người khác trên thân chui ra, cuốn thẳng dưới mặt đất. Vải vàng bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn, như là kiến hôi, Ngụy Trung Hiền hừ một tiếng, chân một điểm, bay đến giữa không trung, nhưng trên đất vải vàng giống như lưới đánh cá, ở trên mặt đất mà lên, theo sát Ngụy Trung Hiền dưới chân. Ngụy Trung Hiền nhíu mày, lan hoa chỉ bắn ra, mấy chục đạo hắc khí từ đầu ngón tay bay ra, cùng đạn đồng dạng bắn tới vải vàng bên trên. Vải vàng phát ra kim quang, vậy mà đem hắc khí hóa giải, đồng thời vải vàng bên trong duỗi ra từng cái kim thủ hướng Ngụy Trung Hiền bắt tới. Ngụy Trung Hiền không có tránh đi, bị kim thủ cho quấn chặt lại, vải vàng tiếp theo mà lên, như dây thường đem Ngụy Trung Hiền bảo hộ, chỉ lưu lại một cái đầu lâu ra tới. Ngụy Trung Hiền liều mạng giãy giụa, nhưng là vải vàng phát ra kim quang, phù chú như nòng nọc nhỏ bay ra vờn quanh ở xung quanh hắn, hắc khí tràn ra tới cũng bị phù chú cho hòa tan. Ngụy Trung Hiền giống như toàn thân thiếu phương pháp đồng dạng. Ta lau mồ hôi lạnh, một mực không có gì cống hiến mã gia nhất tộc, rốt cục tính phát huy, nếu như đem cuối cùng này boss cho diệt đi, vậy hôm nay chiến tranh coi như triệt để kết thúc. Ngay tại ta coi là có thể vô hại chiến thắng thời điểm, đột nhiên Mã Lâm hô một câu, cẩn thận, còn xa xa không xong. Ngụy Trung Hiền quỷ mị nở nụ cười, đột nhiên hắn lấy khó mà tin nổi mở lớn mở ra miệng, lúc này ta nhìn thấy cổ họng của hắn đột nhiên phồng lên. Thuận vết tích, ta có thể thấy rõ ràng, giống như có một cái tay từ cổ họng của hắn bên trong bò ra tới. Quả nhiên, một con lại thanh lại từ tay từ Ngụy Trung Hiền miệng bên trong chậm rãi đưa ra ngoài. Cái tay kia rất nhỏ, hẳn là tay nữ nhân, đầu ngón tay có miếng bích chiếc nhẫn màu xanh lam, còn tản ra hàn quang quỷ dị. Cái tay kia vươn ra về sau, đột nhiên vải vàng bên trên phù chú bắt đầu như là kiến hôi bò hướng nó, không đầy một lát. Vải vàng bên trên phù chú liền bị cái tay kia cho hấp thu hơn phân nửa. Ta có chút kinh ngạc, cái này tay là cái gì đồ chơi, thế mà có thể hấp thu phù chú. Mã Lâm mẫu thân đột nhiên hô to một tiếng, cái này tay, là chúng ta mã gia nữ nhân. Ngụy Trung Hiền liếm liếm đầu lưỡi, làm ra một bộ khiến người nôn khan biểu lộ cùng động tác, ngươi không biết đi, ta ăn một nữ nhân đầu tiên, chính là các ngươi mã gia, hắc hắc. Nghe được câu này, tất cả chúng ta sắc mặt đều biến. Cái này thái giám chết bầm cũng quá buồn nôn đi. Vốn cho là hắn chỉ là hút máu, không nghĩ tới thế mà còn đem người cho ăn, vẫn là mã gia người, hắn đến cùng là vì cái gì? Chính là vì tu luyện thành như bây giờ. Yêu không yêu, người không ra người. Đem hắn đầu chặt, đừng để hắn tránh thoát vải vàng trận. Mã Lâm mẫu thân lớn tiếng hô. Muốn đầu đúng không, ta cho các ngươi chính là. Ngụy Trung Hiền cười hắc hắc, đột nhiên đầu soạt một tiếng, liền từ giữa không trung rớt xuống. Chỉ có thân thể còn quấn tại vải vàng bên trong. Có cái mã gia đệ tử đột nhiên rút ra đào mộc kiếm, hướng Ngụy Trung Hiền đầu chọn đâm tới,
nhưng Đào Mộc Kiếm một kiếm chém vào đầu lâu bên trên thời điểm, thế mà ba một tiếng đoạn mất. Lúc này Ngụy Trung Hiền trên mặt không ngừng lóe ra lục quang, nửa nữ nửa nam mặt một hồi biến thành nữ dạng, một hồi biến thành nam dạng, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Cái kia người Mã gia có thể có chút sợ hãi, vội vàng lui về phía sau mấy bước, nhưng thời gian một cái chớp mắt, Ngụy Trung Hiền thế mà xuất hiện tại trước mặt hắn, mai đợi mọi người kịp phản ứng, Ngụy Trung Hiền đã một hơi cắn. A, một tiếng hét thảm qua đi, người Mã gia vài giây đồng hồ liền biến thành thây khô, Ngụy Trung Hiền miệng đầy máu cười như điên. Máu, ha ha, máu, nữ nhân máu, mỹ vị. Ngụy Trung Hiền đầu lưỡi liếm miệng một cái một bên, không biết có phải hay không là Ngụy Trung Hiền uống máu nguyên nhân, hắn quấn tại vải vàng bên trên thân thể thế mà phát ra một trận hắc quang, vô số hắc khí cùng sương mù dày đặc đồng dạng tuôn ra, đem toàn bộ đại sảnh đều không khác mấy bao phủ lại, có chút thân ở trong hắc khí người, thân thể đột nhiên run rẩy mấy lần, liền giãy giụa cũng không kịp, liền biến thành thây khô. Hừ, nam nhân máu, thật thối. Ngụy Trung Hiền âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, phun một bãi nước miếng, bộ dáng cực kỳ ghét bỏ. Mã Lâm lúc này liều mạng vẫy tay cánh tay, ra hiệu mọi người nhanh tản ra đào mệnh, không muốn bị hắc khí chạm đến, nếu không sẽ bị hút khô toàn thân hơi nước cùng huyết dịch. Còn tưởng rằng Mã gia người có thể giải quyết cái này thái giám chết bầm, xem ra ta vẫn là quá ngây thơ, cái đồ chơi này hút một người máu đều mạnh như vậy, nếu để cho hắn còn sống ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì thiên gia người muốn đem thiên mãn cho xử tử. Ta cắn chót lưỡi, năm ngón tay hỏa chú, lấy huyết tế trưởng, một đạo lôi quang hiện lên, phát ra một trận nhỏ bé tiếng sấm về sau, ta vòng qua hắc khí một cái ngũ lôi chú hướng Ngụy Trung Hiền đánh tới. Ngay tại ta nhanh bổ chúng thời điểm, đột nhiên Ngụy Trung Hiền đầu phanh một tiếng nổ ra, nhưng cũng không có máu bắn tung tóe, óc bay loạn, chỉ thấy một cái tay mang từ trong đầu của hắn đưa ra ngoài. Cái tay kia quấn quanh lấy hắc khí, trên ngón tay có giống như ta chú ấn cùng chú phù, chỉ là máu của ta quang lăn tăn, mà hắn thì hắc quang nổ hiện, giống nhau như đúc tiếng sấm, chỉ là thoáng hiện lôi quang lại mang theo xương đen, ta sửng sốt một chút, nhưng ngũ lôi trưởng vẫn là đánh tới. Song trưởng lấy đúng, tiếng sấm quấn giao cùng một chỗ, phù chú phát ra tới cương phong đem chung quanh người Mã gia đều thổi lui, ta lui lại 10 bước, trên tay trở nên có chút cháy đen, toàn bộ cánh tay đều tê dại, không có một chút chi giác. Mà cái tay kia rụt trở về, biến mất không thấy gì nữa, Ngụy Trung Hiền đầu một lần nữa khép lại. Hắc hắc, hắc hắc, Mao Sơn quỷ đạo diệt môn về sau, thế nhưng là lưu lại không ít người, ta khi đó bốn phía tìm kiếm, mới ăn mấy cái vào bụng tử, thật đúng là Mao Sơn một cái cường hãn chi nhánh A. Ngụy Trung Hiền vừa quay đầu, mặt tái nhợt bên trên lộ ra để người dùng mình biểu lộ, cái này đến cùng là cái thứ đồ gì, ta Mao Sơn quỷ đạo thế mà cũng bị hắn cho nếm qua. Mã Lâm. Trước hủy thân thể của hắn, quỷ đạo tiểu tử, đầu của hắn liền nhờ ngươi. Mã Lâm mẫu thân đột nhiên hô. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị hết sức nỗ lực, cái đồ chơi này năng lực rất lớn, lại tà môn lại quỷ mị, ta chỉ có thể hết sức kiềm chế hắn. Chẳng qua kỳ quái là, Ngụy Trung Hiền cũng không vội, chỉ là gượng cười, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Mã Lâm hai mẹ con, có vẻ như cũng không sợ thân thể bị các nàng hợp lực cho hủy, hắn cũng không công kích ta, giống như đang nhìn trò hay đồng dạng. Mã Lâm vung tay lên, áo cưới bên trong bay ra đến vô số viên đồng tiền, nàng bốn ngón tay quấn dao, đồng tiền lập tức xếp một thanh kiếm, Mã Lâm cắn nát đầu ngón tay, đem máu lau tại đồng tiền trên thân kiếm, đồng tiền kiếm lập tức phát ra kim quang. Đồng tiền kiếm phát ra kim quang về sau, Mã Lâm nhảy lên một cái, một kiếm bổ về phía Ngụy Trung Hiền thân thể. Ngụy Trung Hiền thân thể vốn là không có đầu, chỉ có một cánh tay ngọc nhỏ dài leo đến trước ngực của hắn đang nhanh chóng hấp thu vải vàng bên trên phù chú. Mã Lâm huy kiếm thời điểm, Ngụy Trung Hiền thân thể lại đột nhiên từ trên cổ vươn ba nữ nhân đầu. Kia ba nữ nhân đầu sắc mặt xanh trắng, tóc tai bù xù, đầu lưỡi không sai biệt lắm vươn ra có dài hơn một thước, trên mặt thịt nát một khối lại một khối, khóe miệng tất cả đều treo nụ cười quỷ dị. Oa oa oa, oa oa oa, ba nữ nhân đầu kinh khủng hô hào, đột nhiên đầu lưỡi cùng roi đồng dạng vung bay tới, thẳng quấn Mã Lâm cổ. Mã Lâm huy kiếm một chặt. Ba đầu lưỡi đều bị nàng cho bổ xuống, nhưng đầu lưỡi rất nhanh lại dài đi ra, đồng thời so vừa rồi dài, còn rất dài có gai ngược. Long thần sắc lệnh, hỏa thần trúc dung tá pháp, chu tà. Mã Lâm hai ngón tại không trung vẽ linh tinh một trận, nhưng trên đầu ngón tay sẽ lưu lại màu vàng ấn phù, chờ sau khi hoàn thành, Mã Lâm hô một câu chú ngữ, hai ngón tại đồng tiền trên thân kiếm quét một cái,
đồng tiền trên mũi kiếm lập tức phun ra một chuỗi màu vàng ngọn lửa. Ngọn lửa hình thành một đầu quấn quanh hỏa xà, ba nữ nhân đầu kêu thảm một tiếng về sau, biến thành tro tàn. Có thể để Mã Lâm không tưởng được chính là, lúc này lại mọc ra một viên mới đầu lâu, viên này đầu lâu có một tấm quen thuộc mặt, là Thiên Mãn. Mã Lâm đột nhiên sửng sốt, kiếm trong tay cũng rủ xuống, chau mày cắn môi. Chặt ta a, nhanh chặt, không phải các ngươi hôm nay tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, biến thành một bộ lại một bộ thê thảm thây khô. Ha ha ha, Thiên Mãn điên cuồng cười lớn, nhưng Mã Lâm tại Thiên Mãn điên cuồng khiêu khích dưới, vẫn không có muốn ý xuất thủ. Mã Lâm mẫu thân gấp, vội vàng hô, ta nữ nhi ngoan, ngươi ngược lại là chặt a, hắn cũng không phải ngươi trời một. Đều lúc này, người đến cùng suy nghĩ cái gì? Lúc này Ngụy Trung Hiền đổ đột nhiên âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, nở nụ cười, ha ha, Mã gia nữ nhân quả nhiên đều là si tình loại, nghĩ thế Thiên một còn thiếu nợ, ha ha, ngươi trả được hết sao? Trời một thiếu Thiên Mãn nợ, chính hắn cũng còn không rõ, ngươi làm sao còn phải rồi? Muốn thật có thể trả, hắn cũng sẽ không làm con rùa đen rút đầu trốn đi. Ta cũng gấp. Gọi Mã Lâm không muốn nghe cái này thái giám chết bầm nói hưu nói vượt, mau đem đầu cho chặt, đầu này có phải là Thiên Mãn còn không biết đâu. Ta nói chuyện thái giám chết bầm, Ngụy Trung Hiền lập tức cuồng bạo lên, từng đợt âm phong nương theo lấy hắc quang từ bên cạnh ta thổi qua, hắn hét lớn một tiếng cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi kêu người nào thái giám chết bầm. Ai nói tiếp người đó là, ta nhếch miệng, lườm hắn một cái, nơi này ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn có khác thái giám sao? Minh Triều những năm cuối chính là đông xưởng các ngươi thái giám chết bầm tác quái, mới làm cho dân chúng lầm than. Ngụy Trung Hiền tức giận đến mặt đều biến đen, nữ nhân mặt cùng nam nhân mặt đều nghiêm trọng biến hình, tiểu tử thúi, lại dám dạng này cùng ta Cửu Thiên Tuế nói chuyện, ngươi chán sống. Ta cũng không quan tâm, nói hình như không mắng hắn liền sẽ bỏ qua ta đồng dạng, chẳng lẽ lão nhân ra ngài, có nam nhân ra hỏa. A, ta vừa dứt lời, đột nhiên Ngụy Trung Hiền đầu cuồng hống một tiếng. Một đạo hắc khí từ trong miệng của hắn phun ra ngoài, hắc khí hóa thành cự xà, hướng phía ta liền cuốn tới. Ta dọa khẽ run rẩy, cái này rắn to hơn thùng nước, không sai biệt lắm ba người cao bao nhiêu, miệng to như chậu máu hướng ta gặm tới thời điểm, ta phải rút lui 20 bước khả năng tránh thoát đi, chợt xuống một lần nó công kích tới thời điểm, ta đã không cách nào lại tránh. Hắc xà cái đuôi một cái quét ngang, ta chỉ có thể hai tay bên cạnh cản, nhưng vẫn là bị quét bay đến không trung. Hắc xà biến thành một cái to lớn nữ nhân mặt, há hốc mồm liền phải nuốt ta. Ta không chung vẽ bùa sau đó chân vừa đạp, một cái câu hồn tay đánh hướng nữ nhân mặt, thật đúng là đừng nói, nữ nhân mặt bị đánh nát về sau, thật có một cái hồn phách cho ta câu ra tới, cho tới bây giờ ta mới có chỉ da trắng, những hắc khí này bên trong đều là có hồn phách, Ngụy Trung Hiền chẳng những ăn bọn hắn, còn đem hồn phách cũng nô dịch. Chờ một chút, trước đó không biết ai nói Ngụy Trung Hiền ăn hơn vạn nữ nhân, chẳng lẽ... Gia hỏa này trên thân ép không sai biệt lắm hơn vạn cỗ hồn. Những hắc khí này đều là từ hồn tạo thành. Cỗ kia nữ nhân hồn bị ta móc ra đến về sau, đột nhiên cùng chim chóc phá lồng đồng dạng vui vẻ, vèo một cái liền chui nhập trần nhà không gặp. Trong lòng ta vui mừng, có vẻ như tìm tới gia hỏa này sơ hở, mặc dù vạn hồn có chút nhiều, nhưng câu hồn tay xác thực có thể phá hắn hắc khí. Nhưng lại tại ta cao hứng thời điểm, ta từ giữa không trung rơi xuống. Ngụy Trung Hiền đột nhiên từ trong miệng thốt ra một đầu bén nhọn đầu lưỡi. Đầu kia đầu lưỡi liền cùng một thanh lợi kiếm đồng dạng, bay thẳng trái tim của ta, ta hô to hỏng bét, vội vàng tại không trung uốn éo người, may mắn trái tim tránh khỏi, nhưng là đầu lưỡi cũng đánh trúng, trực tiếp đem vai trái của ta bàng cho xuyên qua. Chờ ta rơi xuống đất thời điểm, song trọng cảm giác đau đớn truyền khắp ta toàn thân, Ngụy Trung Hiền không có từ bỏ ý đồ, trực tiếp dùng đầu lưỡi cuốn lên ta kéo hướng hắn. Đầu lưỡi kia bên trên còn có gai ngược, nó cuốn lấy ta thời điểm, ta gần như thân thể đều bị nó cho đâm bên trên. Ta không có dãy giụa, đã hắn muốn ta đến trước mặt hắn, vậy ta liền đi trước mặt hắn cho hắn chúc mừng năm mới đi. Ta trong lòng suy nghĩ, tay phải đã tế ra ngũ lôi chú, vừa đến trước mặt hắn thời điểm, ta chịu đựng đau đớn, một chưởng đánh vào đầu lưỡi của hắn bên trên. Phù chú cùng lôi dẫn lực lượng trực tiếp từ đầu lưỡi truyền đến Ngụy Trung Hiền trên đầu. Chỉ thấy tóc của hắn đều dựng lên, trên mặt tất cả đều là phù chú, những cái kia phù chú cùng axit đồng dạng, trực tiếp đem hắn nửa gương mặt đều cho hòa tan. Ngụy Trung Hiền vội vàng cắn đứt đầu lưỡi của mình, sau đó lăn một khoảng cách lớn, cắn đứt đầu lưỡi biến thành một đoàn hắc khí nghĩ bay đi, ta một cái câu hồn tay lại bắt tới, quả nhiên lại có một cái hồn trốn thoát,
chui vào trần nhà lại biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ta đoán không sai, gia hỏa này hắc khí tất cả đều là hồn, chỉ có điều ta hiện tại bả vai trái bị xỏ xuyên, đã đau đến tê liệt, nghĩ nhấc cũng không ngẩng lên được, ta phải chậm một hồi. Ngụy Trung Hiền xấu kia nửa gương mặt là nữ, nó đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn nữ nhân âm thanh, sau đó sở lấy mặt hô lớn, mặt của ta, a. À. Ta hừ lạnh một tiếng, nói đừng kêu, người mặt mũi này cùng không có hủy trước đó cũng không kém là bao nhiêu. Ngụy Trung Hiền tức giận đến nghiến răng, nhưng hắn không có quản ta, hắc khí từ lỗ tai của hắn trên tuôn ra đến, sau đó hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, hắn bàn tay màu đen hướng dưới đài một chảo, lập tức bắt lên đến một người. Bàn tay đem bắt lên đến người kia bóp thành dẹp quả hồng, toàn thân đều máu hòa với nội tạng trượt xuống đến Ngụy Trung Hiền kia nửa gương mặt bên trên. Mặt đem máu hút khô về sau, lại khôi phục, chỉ có điều nhìn qua muốn so trước đó làm người ta sợ hãi, một mực lóe lục sắc u quang. Gia hỏa này, trách không được thiên gia tổ tông đều chỉ có thể phong ấn hắn, cái này tà mị năng lực, căn bản giết không được. Lúc này ta nhìn về phía Mã Lâm, phát hiện nàng còn không có động thủ, nhưng con kia mã gia nữ nhân tay đã hút khô vải vàng bên trên phù chú, về sau nó đột nhiên bay đi, một cái bóp lấy đứng tại vải vàng phía trên Mã Lâm. Trong lòng ta kêu không tốt, Mã Lâm nha đầu này, lại không ra tay chết chính là nàng. Nữ nhi, còn nhớ rõ chúng ta Mã gia tổ huấn là cái gì sao? Ngươi không thể vì nhi nữ tư tình chậm trễ trừ ma vệ đạo đại sự, mau ra tay, nữ nhi, coi như ta van cầu ngươi. Mã Lâm mẫu thân tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Con kia Mã gia nữ nhân tay đã chăm chú thẻ bóp lấy Mã Lâm cổ mười mấy giây, ta nhìn thấy Mã Lâm khí đều nhanh không xuyên thấu qua được. Sắc mặt một khối xanh một miếng trắng. Lúc này Mã Lâm khóe mắt nhỏ xuống một giọt nước mắt, biểu lộ trở nên nghiêm túc, giống như làm xảy ra điều gì quyết định, nàng dương đầu lên, tay trực tiếp bắt lấy con kia mã gia nữ nhân quỷ thủ. Thật xin lỗi, tổ tông. A, à, Mã Lâm hét lớn một tiếng, nàng tay đột nhiên dùng sức bóp, cái tay kia lập tức vỡ thành hắc khí, Mã Lâm nhấc lên đồng tiền kiếm liền chặt, hắc khí lập tức tán đến khắp nơi đều là, căn bản không cách nào lại tụ họp thành một đoàn. Nhân cơ hội này, Mã Lâm dẫm lên vải vàng nhảy lên một cái, vung đồng tiền kiếm liền phải chặt Thiên Mãn đầu. Ngay tại lúc này lại ra thiêu thân, Thiên Mãn biểu tình dữ tợn trầm xuống, đột nhiên trở nên lạnh như băng lên, hắn lạnh lùng nói, ta không phải Thiên Mãn, ta là trời một, chẳng lẽ ngươi liền ta cũng phải giết sao? Mã Lâm trên tay kiếm lại ngừng lại, nàng liều mạng lắc đầu, chân từ vải vàng bên trên tuột xuống, không, không có khả năng, ngươi là Thiên Mãn, làm sao có thể là trời một? Đúng vào lúc này, đột nhiên Thiên Mãn trên mặt lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, hắn đầu lưỡi duỗi ra, như là một thanh lợi kiếm đâm về Mã Lâm cổ. Nhưng đầu lưỡi còn chưa tới, đột nhiên Thiên Mãn đầu liền lăn đến trên mặt đất, sau đó hóa thành một đoàn hắc khí phiêu về trong thân thể. Mã Lâm mẫu thân vùng khu ma bổng đứng tại Ngụy Trung Hiền trên bờ vai, vừa rồi Thiên Mãn đầu chính là bị nàng đánh rớt trên mặt đất. Mã Lâm mẫu thân dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt Mã Lâm, giống như đang trách cứ. Mã gia nữ nhân quả nhiên si tình, từ đầu đến cuối đều là thua ở một cái chữ tình phía trên. Mã Lâm cúi đầu không dám nhìn mẫu thân mắt, giống như làm sai sự tình tiểu hài. Mọi người nghe, ta Mã Na lấy Mã gia trưởng môn nhân thân phận mệnh lệnh các ngươi, hôm nay cùng Ngụy Trung Hiền huyết chiến đến cùng, không phải ai cũng không cho phép lùi bước, nghe không? Mã Na ra lệnh nói. Vâng, Mã gia đám người toàn bộ một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, xem ra đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phản nhìn cái khác âm hành người, bọn hắn chẳng những không giúp đỡ, ngược lại tông cửa xông ra, nhưng không có một cái có thể chạy, cửa bên kia tụ tập rất nhiều xương đen, những cái kia xương đen bên trong giống như có vô số người, vô số hai tay cùng ác quỷ quơ, bị kéo vào người tất cả đều biến thành thây khô, cái khác dù sao lợi hại người, chỉ là bảo đảm chính mình, không chạy cũng không tham chiến, chẳng qua bọn hắn trên mặt có vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là có chút sợ hãi Ngụy Trung Hiền, nói không chừng bọn hắn cũng biết Ngụy Trung Hiền lai lịch. Đặc biệt là khỉ ốm cùng lưng còng lão lục hai cái này phản đồ, xem ra trừ ma vệ đạo không thể trông cậy vào bọn hắn. Chẳng qua may mắn là chúng ta bên này người làm thành một đoàn, bọn hắn ngoan cường chống cự lại xương đen, tử thương tương đối ít, Ngụy Trung Hiền loại này cấp bậc liền không trông cậy vào bọn hắn đối phó, vẫn là ta tự mình tới đi, hy vọng có thể cùng Mã gia liên thủ cộng đồng giết cái này thái giám chết bầm. Ngụy Trung Hiền đầu nở nụ cười gằn, giống như y nguyên không đem Mã gia để vào mắt. Lúc này vải vàng đã không có phù chú, Ngụy Trung Hiền thân thể thoáng giãy giụa, vải vàng liền bạo ra, biến thành mảnh vỡ,
vừa rồi lôi kéo vải vàng người nhao nhao bị đánh ngã trên mặt đất. Ngụy Trung Hiền đầu hóa thành một đạo hắc khí, không có vài giây đồng hồ liền dài trở lại trên thân thể đi. Lúc này đứng tại Ngụy Trung Hiền trên bờ vai, Mã Na vung khu ma bổng trực tiếp đánh vào Ngụy Trung Hiền trên đầu, nhưng Ngụy Trung Hiền đầu bị đánh nổ về sau, vẫn là khôi phục nguyên dạng, hắn ở một cái, nhìn xem trên mặt đất những cái kia thây khô nói, mấy trăm năm, rốt cục có một bữa cơm no ăn, máu uống đủ rồi, hiện tại nên gặm người. Vừa mới nói xong, đột nhiên Ngụy Trung Hiền bả vai liền vươn hai cánh tay bắt lấy Mã Na chân, mà bờ vai của hắn liền cùng vũng bùn đồng dạng, chậm rãi hướng xuống hãm. Mã Na vùng vẫy một hồi, phát hiện càng dãy dụa hãm phải càng nhanh, nàng giống như sắp dung nhập vào Ngụy Trung Hiền trong thân thể đồng dạng. Thiên đạo vô cực, vạn pháp quy nguyên, càn khôn ngũ hành, âm dương nghịch chuyển, bức tường ngăn cản vô hình, quỷ thần tá pháp, chư tà. Mã Na hét to một câu chú ngữ về sau, khu ma bổng phát ra một vệt kim quang, sau đó một gậy đánh vào Ngụy Trung Hiền bả vai trái bên trên. Ngụy Trung Hiền bả vai ăn một gậy về sau, lập tức lõm lún xuống dưới, tay cũng vỡ thành hắc khí, Mã Na lại một gậy đánh vào trên vai hữu, vai phải bàng cũng lõm lún xuống dưới, tay cũng biến mất, Mã Na chân buông lỏng, vội vàng nhảy xuống, sau đó phản chân đá vào Ngụy Trung Hiền trên thân thể, có thể để ta không nghĩ tới chính là, kia hai cước giống như đá vào tường đồng vách sắt bên trên đồng dạng, phát ra một tiếng to lớn trầm đục về sau, Ngụy Trung Hiền không có chuyện, Mã Na lại bị chấn bay ra ngoài. Hiện tại ta nhớ tới trước đó Thiên Mãn cùng Huyền Âm cuộc chiến đấu kia, quả thực chính là thần tiên đánh nhau, nếu quả thật muốn giết Ngụy Trung Hiền, chỉ có thể dùng âm dương thuật, luận quyền cước chúng ta thật liền một con kiến cũng không bằng. Mẹ, Mã Lâm lo lắng hô một câu, sau đó hai tay cầm đồng tiền kiếm đầu cùng đuôi, nàng dùng sức vịn lại, tất cả đồng tiền lập tức tán bay ra. Những cái kia đồng tiền hỗn hợp có kim quang, sau đó tạo thành một cái to lớn ký tự, chờ sau khi hoàn thành, Mã Lâm hô một câu đi. Chữ phát ra chói mắt kim quang hướng Ngụy Trung Hiền bay đi. Ngụy Trung Hiền hai tay chấn động, mấy chục đạo hùng hậu hắc khí từ thân thể của hắn bắn ra, sau đó huyễn hóa thành lấp kín lại lấp kín tường cao vây quanh ở Ngụy Trung Hiền bên người. Chữ đánh phía màu đen tường cao thời điểm, phát ra một cỗ trước nay chưa từng có gió lốc, cỗ này gió đem đại sảnh trần nhà đều sốc lên, bên trong tường bị thổi đi hơn phân nửa, cuối cùng còn giống như là chữ thắng, đồng tiền tất cả đều xuyên qua đen tường, chẳng qua đã có chút loạn, chữ cũng ngã trái ngã phải, lúc này lại đụng phải Ngụy Trung Hiền thân thể thời điểm. Đột nhiên liền biến thành bột phấn, Ngụy Trung Hiền hét lớn một tiếng, hai tay chấn động, một cỗ cương phong gảy ra, tất cả đồng tiền bột phấn đều biến mất không thấy gì nữa. Mã Lâm lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu, đan tất quỳ xuống đất chống đỡ trên mặt đất. Cái khác người Mã gia đột nhiên đều đem kiếm ném tới giữa không trung, nói cũng trách, bọn hắn đào mộc kiếm đều không có rơi xuống đến, ngược lại lơ lửng ở không trung, cuối cùng tất cả đào mộc kiếm thế mà hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh khổng lồ đào mộc kiếm. Đỉnh ta đi lên, Mã Na đột nhiên nhảy lên một cái, giẫm lên mọi người bả vai nhảy hướng không trung, nàng nắm lấy cái kia thanh mấy chục người lớn đào mộc kiếm dùng sức bổ về phía Ngụy Trung Hiền. Ta có chút giật mình, như thế lớn đào mộc kiếm, thế mà có thể vung phải động, cũng quá khó mà tin nổi. Đào mộc kiếm đang đến gần Ngụy Trung Hiền thời điểm, đột nhiên phát ra một vệt kim quang, Ngụy Trung Hiền biến sắc, hai tay giơ lên chặn lại. Hắn phía trên lúc này cũng xuất hiện hai con to lớn hắc thủ, nó cùng Ngụy Trung Hiền tay đồng dạng tư thế cản trở. Nhưng Mã Na đào mộc kiếm càng hơn một bậc, đào mộc kiếm trực tiếp liền đem hắc thủ cho chặt đứt, sau đó xuyên qua Ngụy Trung Hiền hai tay, trực tiếp đem Ngụy Trung Hiền chặt thành hai nửa. Đào mộc kiếm đem Ngụy Trung Hiền chặt thành hai nửa về sau, ta hơi kinh ngạc, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy liền kết thúc đi? Tuyệt không có khả năng, bằng không, Thiên Gia tổ tông cũng sẽ không chỉ có thể đem hắn phong ấn mà thôi. Quả nhiên, Ngụy Trung Hiền hai nửa thân thể tại hắc quang quấn quanh dưới, thế mà biến thành hai người, một cái nam nhân, một nữ nhân, nhưng là bộ dáng lại là không sai biệt lắm. Ta dựa vào, cái này chết yêu nhân, thế mà biến thành hai cái, này làm sao làm? Ta có chút mộng, cái đồ chơi này còn có thể phân liệt. Mã Na cũng có chút mơ hồ, trong tay to lớn đào mộc kiếm không biết chặt cái nào tốt, thế nhưng là tại nàng ngây người một lúc thời điểm. Hai cái Ngụy Trung Hiền đều lấy tốc độ cực nhanh bay về phía nàng bên này. Cẩn thận, Mahaji, ta vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, Mã Na kịp phản ứng về sau, cũng không nghĩ nhiều nữa, đào mộc kiếm bổ về phía nam Ngụy Trung Hiền, một trận kim quang nương theo lấy cương phong thổi qua, to lớn đào mộc kiếm đem nam Ngụy Trung Hiền lại chặt thành hai nửa. Nhưng bởi vì đào mộc kiếm quá khổng lồ, trong thời gian ngắn khó mà huy động lần thứ hai, Mã Na không có cách nào,
chỉ có thể hai tay vung lên, để đào mộc kiếm tất cả đều tán ra. Mười mấy đem đào mộc kiếm một lần nữa trở về vị trí cũ, tại cái khác mã ra điều khiển, bọn chúng quanh quẩn trên không trung một tuần sau, lại một lần nữa đâm về nữ Ngụy Trung Hiền. Nữ Ngụy Trung Hiền đột nhiên hai tay chấn động, lồng ngực cao thẳng, tất cả đều đào mộc kiếm đâm ở trên người nàng thời điểm, đều biến thành mảnh vỡ, xem ra không có lắp ráp cùng một chỗ, uy lực còn chưa đủ. Dùng thần phù thiên lôi trận, Mã Na ra lệnh. Vâng, Mã Lâm dẫn đầu trả lời, sau đó hai tay vung lên, áo cưới bên trong thế mà bay ra mười mấy tấm kim phù. Kim phù uy lực muốn so hoàng phù lớn mười mấy lần, nhưng giá tiền đắt, không phải chúng ta những cái này nhà cùng khổ hài tử dùng đến lên, Mã Lâm ra tay chính là mười mấy tấm, Mã ra người chính là có tiền. Cái khác người Mã ra cũng nhao nhao hai ngón niệm chú, trên thân bay ra mười mấy tấm kim phù. Những cái này kim phù tạo thành một đầu màu vàng dây thừng, đồng phát ra màu vàng sấm sét âm thanh. Kim phù đem nữ Ngụy Trung Hiền vây quanh về sau, đột nhiên sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, Mã Lâm cắn chót lưỡi, đem máu nhả hướng kim phù, đúng vào lúc này, kim phù phanh một tiếng, phát ra to lớn oanh tạc cùng lôi minh, tựa như là một cái tiếng sấm nổ tại trên đỉnh núi đồng dạng. Lúc này mặt đất trực tiếp bị nổ ra một cái động sâu, chung quanh đen như mực, thật đúng là cùng bị sét đánh qua đồng dạng. Mà cửa hang bên cạnh thì tất cả đều là tàn chi, nữ Ngụy Trung Hiền đầu rơi đến đáy động, lần này trực tiếp liền bị nổ cái thịt nát xương tan. Cái này cái gì quỷ trận, uy lực lớn như thế sao? So với ta ngũ lôi chú lợi hại nhiều. Nhưng sự tình xa xa không có kết thúc, nữ Ngụy Trung Hiền đầu đột nhiên từ đáy động hạ nhảy tới, những cái kia tàn chi tay chân cũng tại ngo ngoe muốn động, trên mặt đất cùng đầu bò sát đồng dạng, chậm rãi hướng nữ Ngụy Trung Hiền đầu lâu nhúc nhích. Trong lòng ta lạc một tiếng. Sẽ không lại là vô dụng công a. Cái đồ chơi này làm sao đều giết không chết sao? Không được, ta phải thừa dịp nó không có phục hồi như cũ trước đó, đem tay chân của nó lại một lần nữa phá hủy, ta nhìn nó nữ phục hồi như cũ mấy lần. Nhưng ta vừa định tiến lên, Mã Lâm một cái liền giữ chặt ta, gọi ta không cần tiền đi, nghiêm túc nhìn, lần này nó nhưng không dễ dàng như vậy phục hồi như cũ. Quả nhiên, tất cả thân thể bộ vị tập hợp lại cùng nhau thời điểm. Đột nhiên một vệt kim quang phù chú nương theo lấy sấm sét đưa chúng nó nổ tung, bọn chúng y nguyên không từ bỏ, còn muốn gây dựng lại thân thể, cũng mặc kệ bọn chúng đến bao nhiêu lần, kim quang phù chú đều có thể đem bọn họ nổ tung. Lúc này hắc khí lại xuất hiện, nhưng lúc này hắc khí đều vô dụng, kim quang đưa chúng nó ngăn tại bên ngoài, căn bản vào không được. A, nữ Ngụy Trung Hiền đầu lâu phát ra một tiếng thê thảm kêu to, thanh âm bén nhọn vô cùng, lỗ tai ta kém chút đều bị chấn điếc. Lúc này bị chém thành hai khúc nam Ngụy Trung Hiền đã phục hồi như cũ, chẳng qua thân thể của hắn đã biến thành hắc khí, trên lưng cùng trên đầu tất cả đều là bạch cốt xâm xâm tay, nhìn xem có chút khủng bố, cùng nhện đồng dạng. Ta gãi đầu một cái, hỏi Mã Lâm cái này lại là cái gì hình thái, thứ này cũng quá tà môn đi. Làm sao đổi tới đổi lui, chính là đánh không chết, đem hắn thân thể đánh tan đều đã phế lão chút lực. Mã Lâm nhíu mày lẩm bẩm nói, cuối cùng đem nội tình lộ ra, phải cẩn thận. Mã Lâm vừa dứt lời, đột nhiên siêu một tiếng, một đạo hắc quang hiện lên, nam Ngụy Trung Hiền liền không gặp, chờ chúng ta lại phát hiện hắn thời điểm, hắn đã xuất hiện tại Mã Na sau lưng. Mẹ, cẩn thận sau lưng, Mã Lâm vội vàng nhắc nhở, Mã Na kỳ thật đã sớm biết được, chỉ là tốc độ quá nhanh, nàng lập tức phản ứng không kịp, đợi nàng huy động khu ma gậy đánh hướng phía sau thời điểm, đột nhiên nam Ngụy Trung Hiền trong bụng vươn một cái tay kia năm ngón tay sát nhập, tựa như một cái lộ ra hung quang đao. Mã Na khu ma gậy đánh tại cái tay kia bên trên thời điểm, thế mà phanh một tiếng, gãy thành hai đoạn. Xong, trong lòng ta lạc một tiếng, Mã Na muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, cái tay kia thẳng tiến không lùi, cùng đem lưỡi dao đồng dạng từ phía sau lưng đem Mã Na lồng ngực cho xuyên thấu. Quẹ, Mã Na phun ra một ngụm máu lớn, thân thể của nàng bị cái tay kia giơ lên giữa không trung, mà nam Ngụy Trung Hiền đầu kia hai cánh tay từ trên xuống dưới hướng Mã Na đầu đánh ra. Một trường này nếu như vỗ chúng, kia Mã Na đầu tuyệt đối cùng dưa hấu quẳng xuống đất đồng dạng. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tải, trước, chu tà. Đột nhiên tất cả người Mã ra đều cắt vỡ lấy cổ tay, bao quát Mã Lâm, sau đó cùng kêu lên đọc lấy thần long quyết. Lấy huyết triệu rồng, Mã ra cuối cùng sát thủ, thần long quyết, chẳng qua một chiêu này có phong hiểm, có khả năng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bọn hắn đọc trong miệng thần long quyết. Mười ngón giao nhau không ngừng biến hóa, thủ quyết nhanh chóng hoàn toàn về sau,
Đột nhiên máu của bọn hắn huyễn hóa thành một đầu huyết long, dựa theo thực lực lớn nhỏ, bọn hắn rồng cũng có lớn có nhỏ, ở trên bầu trời xoay quanh một lát sau, toàn bộ gầm thét phóng tới Nam Ngụy Trung Hiền. A, à, Nam Ngụy Trung Hiền bị mười mấy đầu huyết long xuyên thấu về sau, hét thảm một tiếng, thân thể lập tức biến thành hư ảo, chỉ để lại một đống máu cùng huyết long hỗn lại với nhau rơi xuống, lập tức trên đài liền hạ lên huyết vũ, mà lúc này Mã Na cũng từ giữa không trung rớt xuống, nàng bị thương rất nặng, lồng ngực đều bị xỏ xuyên, may mắn là bên phải, không phải nếu như thương tới trái tim, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, không có người tiến lên đỡ Mã Na, Mã Gia người sắc mặt tái nhợt, nhao nhao ngã xuống, coi như có thể miễn cưỡng ngồi dậy, cũng là một bộ dáng yếu ớt, bọn hắn xé rách quần áo, bắt đầu xử lý miệng vết thương của mình, không phải phải chảy máu lưu chết. Mã Lâm cũng rất suy yếu, nhưng nàng lo lắng mẫu thân an nguy, trên mặt đất giấy giụa lấy nghĩ bỏ qua đi, ta gọi nàng đừng giày vò, ta thay nàng đi xem một chút, không phải liền ngươi bây giờ thân thể, đoán chừng cứu trở về mẫu thân ngươi, ngươi cũng không gặp được nàng. Mã Lâm lưu máu nhiều nhất, màu trắng áo cưới đều nhuộm đỏ. Ta gấp vội vàng đi tới vịn Mã Na, sau đó nhìn một chút vết thương của nàng, phát hiện vết thương của nàng cực kỳ nghiêm trọng, một cái lỗ máu không ngừng chảy ra máu tươi, thật sự nếu không cấp cứu, hậu quả khó mà lường được. Nhưng lúc này Mã Na lại đột nhiên cầm ta tay, gọi ta trước đừng quản nàng, sự tình kỳ thật. Còn xa xa chưa xong, thiên gia tổ tông phong ấn cái này yêu nhân, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Ta nghe xong trong lòng lạc một tiếng, không thể nào. Còn chưa có chết, không có khả năng, chúng Mã Gia nhiều như vậy đầu thần long quyết, làm sao có thể sống sót, vừa rồi ta rõ ràng đều trông thấy hắn hóa thành hư không, kia nữ thân cũng là gây dựng lại không được thân thể, lần này chúng ta hẳn là thằng A. Ngay tại lúc này, ta đột nhiên nghe thấy một trận hì hì âm thanh, chờ trên trời mưa máu hạ xong, tiếng cười càng lớn, mà đem sàn nhà nhuộm đỏ những cái kia huyết vũ, thế mà biến thành màu đen, còn phát ra khó ngửi tinh mùi thối. Sàn nhà đột nhiên không ngừng bốc lên hắc khí, liền cùng lồng hấp đồng dạng, có vô số một tay từ sàn nhà ở giữa đưa ra ngoài, những cái kia tay rất nhỏ, xem xét chính là nữ nhân, bọn chúng giống như đang giãy giụa, nghĩ đứng lên, cố gắng sau khi, các nàng rốt cục đứng lên, thế nhưng lại là một bộ khung xương, một điểm huyết nhục đều không có, trên thân còn quấn hắc khí. Những hắc khí kia cuối cùng vậy mà đem những nữ nhân kia hồn từ khung xương bên trong rút ra, sau đó vặn thành một đoàn, một lần nữa ném vừa rồi lỗ máu bên trong, không sai biệt lắm rút 100 cỗ hồn hắc khí mới ngừng lại được. Lúc này một người từ phía dưới leo lên, hắn mặc một thân thái giám phục, một bộ âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, dáng vẻ, má trái là nữ nhân, má phải là nam nhân, mặt mũi tràn đầy đều thoa bạch phiến, bờ môi một bên đỏ ngầu, một bên đen tử, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Ta đi, cái này thái giám chết bầm lại khôi phục rồi. Ta vội vàng nhìn về phía vừa rồi cái kia nữ Ngụy Trung Hiền, nàng nơi nào vẫn còn, cũng sớm đã hóa thành một bãi hắc thủy. Hắc hắc hắc, Mã Gia hậu nhân là lợi hại, nhưng ta cái này yêu pháp, liền thiên bá tiểu tử kia đều không có biện pháp bắt ta, chỉ có thể đem ta phong ấn tại Kim Long trong quan, các ngươi Mã Gia lại có thể thế nào. Ngụy Trung Hiền âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, nở nụ cười, tiếng cười một chút nam, một chút nữ. Mã Na cũng không biết là khí vẫn là thương thế tăng thêm, lúc này lại ho ra hai ngụm máu, đưa nàng áo của mình đều nhuộm đỏ, giống như một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ, ta hiện tại lại không thể giúp nàng xử lý thương thế, chỉ có thể giúp nàng vỗ vỗ lưng thư giãn một chút, nhưng vô dụng, nàng hiện tại nhất định phải cầm máu cùng xử lý vết thương. Lúc này Mã Na đột nhiên đè lại ta tay, gọi ta đừng giày vò, nàng đã không sống nổi, để ta lưu lại tinh lực đối phó Ngụy Trung Hiền, Mã Gia đã không thể cứu vãn. Tiếp xuống toàn bộ nhờ ta. Ta nhìn một chút toàn bộ ngã xuống Mã Gia hậu nhân, bọn hắn cơ bản đã không có sức chiến đấu gì, có thể bảo trụ mệnh tính không sai thần long quyết chính là cá chết lưới rách sát thủ, không có thắng trên cơ bản chính là chờ chết, nhưng Ngụy Trung Hiền lợi hại như vậy, dựa vào ta một người không biết có thể hay không đối phó hắn, còn có đám này người Mã Gia, bọn hắn đều là trừ ma vệ đạo chính nghĩa chi sĩ, cùng tranh quyền đoạt lợi âm hành người không giống, ta không nghĩ bọn hắn có việc, ta muốn cứu bọn họ. Lúc này Mã Na gắt gao níu lại ta tay, gọi ta không muốn phân thần, cẩn thận nghe nàng nói, ta nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, bởi vì ta biết Mã Na hiện tại khẳng định là muốn bàn giao Ngụy Trung Hiền cái này yêu nhân sự tình cho ta nghe, nàng tuyệt đối hiểu rõ tình hình, bởi vậy nói không chừng ta có thể tìm tới nhược điểm của hắn. Mã Na nói, Ngụy Trung Hiền năm đó làm thái giám lúc sau đã là quyền nghiêm triều chính, hắn đông xưởng thế lực rất lớn,
mà lại rất nhiều đại thần đều đã hiệu lực với hắn, nếu như hắn nghĩ phản, làm hoàng đế cũng không phải là không có khả năng sự tình, nhưng hắn không muốn làm hoàng đế, hắn khi đó cái gì cũng có, cùng hoàng đế cũng không có gì khác biệt, thời điểm đó hoàng đế cũng chẳng qua là hắn con rối thôi, mà hắn duy nhất muốn làm, chính là đầu tiên làm về cái nam nhân. Ngụy Trung Hiền bắt đầu tìm kiếm lương phương, hy vọng có thể đem mình cắt đứt đông tây dài trở về, nhưng hắn giết không sai biệt lắm có 100 cái danh y, chính là tìm không thấy thuộc về nam nhân đồ vật. Về sau Ngụy Trung Hiền đi Trường Bạch Sơn đi săn, hắn bắt một con màu trắng trồn, bình thường trồn đều là màu vàng, nào có màu trắng, Ngụy Trung Hiền cảm thấy có chút tà môn, liền sai người tại chỗ giết cái này trồn. Trồn biết mình muốn chết, thế mà ngậm lấy nước mắt quỳ xuống đến cho Ngụy Trung Hiền dập đầu, những người khác xem xét, đây rõ ràng là thành tinh cây hồng bì ra, dọa đến vội vàng hấp tấp gọi Ngụy Trung Hiền đem thả. Ngụy Trung Hiền là ai, trên tay dính máu đều đủ những người này ngâm tắm. Coi như thực sự là yêu quái tinh hắn cũng không sợ, hắn hỏi trồn, nếu như đem nó đem thả, có chỗ tốt gì? Trồn do dự một chút, nói nó có thể mang Ngụy Trung Hiền trở về thấy chủ nhân, nó chủ nhân kia toàn là đồ tốt. Ngụy Trung Hiền nghe xong, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, hắn thích nhất liền là đồ tốt, coi như không cho, cũng có thể cướp về, thế là vội vàng gọi trồn dẫn đường. Một canh giờ sau, trồn mang Ngụy Trung Hiền đi vào trước một hang núi, cái sơn động kia có phiến thanh đồng cửa. Thanh đồng cửa có một cái hình tròn cửa hang, trồn lập tức liền chui vào, Ngụy Trung Hiền lại bị ngăn tại bên ngoài tức giận đến vỏ đầu bứt tai, coi là bị giảo hoạt trồn cho lừa gạt. Nhưng cũng không lâu lắm, lúc này trong động truyền đến thanh âm của một nam nhân, hỏi Ngụy Trung Hiền muốn cái gì. Ngụy Trung Hiền nhíu mày, nói ngươi cho là mình là thần tiên sao? Ta muốn cái gì đều có thể cho. Trong động người không nói gì, chỉ là ừ một tiếng, Ngụy Trung Hiền cũng không biết hắn là có ý gì. Ngụy Trung Hiền lúc này nửa tin nửa ngờ mà nói, mình muốn làm về nam nhân. Trong động người thở dài, nói đây là nghịch thiên mà đi, đã cắt, liền không khả năng khôi phục, chẳng qua Ngụy Trung Hiền cái này thể chất, vừa vặn có thể luyện trường sinh bất tử thuật, nam nhân nữ nhân cũng không thể trường sinh bất tử, chỉ có thái giám loại này bất âm bất dương thể chất khả năng đột phá sinh tử. Ngụy Trung Hiền nghe xong, mắt chừng phải càng lớn, nếu như có thể trường sinh bất tử, vậy hắn làm nam nhân nữ nhân đều đồng dạng. Thế là hắn vội vàng hỏi trong động người muốn làm thế nào. Trong động người trầm mặc một hồi, đột nhiên ném ra một quyển sách, sau đó nói theo như sách viết luyện. Ngụy Trung Hiền vội vàng nhặt lên trên đất sách, sợ người khác trông thấy, về sau hắn lại hỏi trong động người đến cùng là ai, trong động người gọi hắn đem lỗ tai ngả vào cửa hang tới. Ngụy Trung Hiền do dự một chút, sau đó chần chờ đem lỗ tai đưa tới, không bao lâu hắn đột nhiên cao hứng bừng bừng hô nói, thật sự là thiên ý a. Thế mà để bọn hắn ở đây gặp phải. Ngụy Trung Hiền cầm quay về chuyện về phía sau, gần như không thế nào đi ra ngoài, cả ngày trốn ở trong nhà, kỳ quái là, trong nhà hắn nữ nhân toàn bộ biến mất, ngẫu nhiên sẽ còn từ hắn phủ thượng truyền ra mùi thơm. Về sau Ngụy Trung Hiền còn toàn thành bắt nữ nhân, những nữ nhân kia bắt vào về sau, liền biến mất, chỉ biết hắn thái giám phủ ban đêm sẽ thường xuyên vận xương cốt ra tới chôn ở trên một ngọn núi. Ngụy Trung Hiền quỷ dị như vậy. Trên đời lại không có tường nào gió không lọt qua được, về sau mọi người mới biết được, Ngụy Trung Hiền bắt những nữ nhân kia không phải ăn, chính là uống sạch máu. Đổi hoàng đế về sau, Ngụy Trung Hiền sự tình bại lộ, hoàng đế liền phái người đi giết hắn, nhưng những người kia tất cả đều không hiểu thấu chết rồi, cuối cùng vẫn là thiên gia tổ tông ra mặt, mới liều chết đem hắn phong ấn, hoàng đế vì không tầm thường thiêu thân, liền tuyên truyền Ngụy Trung Hiền là tự sát. Chuyện này người biết không nhiều, Mã Gia tính một cái, Mã Gia Gia phả bên trên hiện tại cũng còn có ghi chép. Ta cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi Ngụy Trung Hiền cầm quyển sách kia đến cùng là cái gì? Vì sao lại như thế tà môn, vì cái gì chỉ hại nữ nhân? Dạng này thật có thể trường sinh bất tử. Mã Na nói, Ngụy Trung Hiền quyển sách kia về sau thiên gia người cũng tại hắn phủ thượng lục soát ra tới, kia là một bản yêu sách, gọi âm hồn bất tán. Nam vì dương, nữ vì âm. Trên sách nói tới âm hồn chính là nữ tử hồn, đây là một bản đại khái xuân thu chiến quốc thời kỳ yêu sách, về sau quyển sách này chủ nhân không biết tung tích, chỉ để lại như thế một bản yêu sách, về sau liền rơi vào đến Ngụy Trung Hiền trên tay. Quyển sách này ghi lại chính là nô dịch rất nhiều âm hồn cung cấp mình thúc đẩy cùng đền mạng, mặc kệ giết hắn bao nhiêu lần, đều sẽ có âm hồn thay hắn đi chết, hắn chủ thể cơ hồ là vĩnh viễn không tiêu tan, cho nên bản này yêu sách mới gọi âm hồn bất tán. Trừ phi đem hắn tất cả âm hồn đều đánh tan, mà Ngụy Trung Hiền nghe nói nô dịch hơn vạn cỗ âm hồn, muốn giết hắn thật sự là khổ sở lên trời,
gia hỏa này chỉ có thể phong ấn. Nhưng thực lực của người này phi thường cường hãn, phong ấn hắn càng khó khăn. Cái này thật có điểm khó giải quyết, nhưng nếu như lợi dụng ta Mao Sơn quỷ đạo câu hồn thuật, đó có phải hay không liền có thể đem hắn đánh giết? Nghĩ tới đây trong lòng ta không khỏi vui mừng, chúng ta Mao Sơn quỷ đạo sẽ không phải là khắc tinh của hắn đi. Mã Na nói, may mắn là, kia bản yêu sách đã bị đốt, thiên gia người sợ về sau quyển sách này lại vì họa nhân gian, thế là một mồi lửa thiêu thành cho tàn, nhưng nếu như không tiêu diệt Ngụy Trung Hiền, vậy cái này thế gian sẽ có tai nạn vô cùng. Mã Na lúc này tay đã lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt dọa người, nàng chăm chú nắm tay của ta cánh tay nói, nếu như ta không có lòng tin thắng Ngụy Trung Hiền, ta có thể đi, nhưng hy vọng ta có thể bảo vệ Mã gia tất cả mọi người. Ta nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái, cái này Mã Na lần thứ nhất thấy ta, tại sao phải đem nặng như vậy gánh giao đến trên tay của ta, Ngụy Trung Hiền lợi hại như vậy, nàng tin tưởng ta có thể thắng sao? Tin tưởng ta có thể bảo vệ tất cả người Mã gia. Mahaji, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt a. Ngươi đem nặng như vậy gánh giao cho ta, ta lời còn chưa nói hết, đột nhiên Mã Na liền cắt ngang lời ta đầu. Không, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp, khi còn bé, ta còn ôm qua ngươi. Mã Na đối ta cười cười. Ta sửng sốt một chút, nàng khi còn bé ôm qua ta, chẳng lẽ? Nàng cùng nhà ta người nhận biết. Mã Na nghiêm nghị nói, Nam Mao Bắc Mã, tất cả Mao Sơn đạo sĩ đều là bằng hữu của chúng ta, bao quát quỷ đạo, Mã gia cũng có ghi chép qua, một lần kia quỷ đạo diệt môn sự kiện bên trong. Liền chính thống Mao Sơn đạo sĩ đều tham gia đi vào đồ sát trong đại quân, cũng chỉ có chúng ta Mã gia không có tham dự, còn hỗ trợ cứu rất nhiều tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ. Nghe Mã Na, ngực ta thân không khỏi nóng lên, hóa ra Mã gia vẫn là chúng ta Mao Sơn quỷ đạo đại ân nhân, nếu thật là dạng này, kia ngày xưa phần này ân, phần nhân tình này, ta hôm nay nhất định phải báo. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng Mã Na thỉnh cầu, ta sẽ không đi, Mã gia người cũng sẽ bảo trụ. Ngụy Trung Hiền cái này thái giám chết bầm mặc dù lợi hại, nhưng ta có biện pháp đối phó hắn. Ta đứng lên, đối Mã Na hỏi câu nói sau cùng, yêu sách người sáng lập là ai, bên trong hang núi kia cho yêu sách Ngụy Trung Hiền người, người cũng đã biết là ai. Mã Na che lấy lồng ngực miễn cưỡng đáp, không biết, nhưng có nghe nói qua, không biết là thật hay giả. Ai, nói, nghe nói yêu sách là quỷ cốc tử sáng tạo, bên trong hang núi kia người. Nghe nói là thay Tần Vương tìm thuốc trường sinh bất lão Từ Phúc, cũng chính là quỷ cốc tử đồ đệ. Ta sửng sốt một chút, lại là Từ Phúc, ngày đó thuyền của hắn trở về, sau đó trên đời liền có thêm 4 cái cương thi vương, còn có trong lịch sử ghi chép thần bí biến mất quỷ cốc tử, 2 người này đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn chẳng lẽ hiện tại cũng còn sống à? Ta lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ ngổn ngang kia sự tình, hiện tại chuyên tâm đối phó Ngụy Trung Hiền trọng yếu nhất. Ngụy Trung Hiền nhìn ta đột nhiên đứng lên, hắn dùng lan hoa chỉ âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua chỉ vào người của ta mắng, thằng danh con, ngươi thế mà còn không sợ. Vừa rồi ngươi mắng ta thái giám chết bầm thù, ta nhưng đến hiện tại cũng còn nhớ kỹ. Ta lườm hắn một cái, bất nam bất nữ âm dương quái, quả nhiên không có nam nhân đồ vật chính là không có nam nhân ý chí, thật sự là hẹp hòi mang thù. Ngươi, Ngụy Trung Hiền tức giận đến mặt đều vặn vẹo xuống dưới. Hừ, bản cung coi như không có nam nhân đồ vật, nhưng trường sinh bất tử, có thể so sánh người sống dài mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, người cái thẳng danh con, mà chết sớm, tính là thứ gì? Ta chẳng thèm ngó tới, thậm chí móc móc lỗ mũi, đừng, ta cũng không muốn cùng ngươi đồng dạng làm cái vạn năm thái giám, ta tình nguyện làm ma chết sớm, không có đồ chơi kia, 100 triệu tuổi lại có cái gì niềm vui thú. Ta câu nói này có vẻ như đánh trúng Ngụy Trung Hiền yếu điểm. Hắn đột nhiên sửng sốt một chút, còn lẩm bẩm một câu, đúng à? Ta dựa vào, cái này đồ đần sẽ không phải là cho ta lắc choáng đi. Cổ nhân trí thông minh đều như thế đáng lo sao? Cũng không có mấy giây Ngụy Trung Hiền giống như lại phản ứng lại, dùng lan hoa chỉ vào cái mũi của ta mắng. Hừ, tiểu tử thúi, đã ngươi phách lối như vậy, vậy ta liền đem ngươi cắt, vậy ngươi chính là cái đoản mệnh thái giám. Ta đột nhiên cảm giác giữa hai chân mát lạnh. Vội vàng kẹp chặt một chút mới phát giác được hơi có chút cảm giác an toàn, cái này thái giám chết bầm cũng quá âm độc, không hổ là tai họa minh triều đại thái giám Ngụy Trung Hiền. Bớt nói nhiều lời, hiện tại Mã gia gần như toàn quân bị diệt, những người khác không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta một người, thắng, tất cả đều vui vẻ, thua, một nồi quen. Ngụy Trung Hiền đột nhiên lan hoa chỉ bắn ra, một cỗ hắc khí bắn ra, kia cỗ hắc khí không bao lâu liền biến lớn.
tiếp lấy lại chia ra vô số cái màu đen đầu lâu, những cái kia đầu lâu cầm đao thương cùng người sống đồng dạng hướng ta tư giết tới đây. Ta vội vàng một cái bổ nhào tránh ra, nhưng bọn hắn y nguyên không bỏ qua, vây quanh ta không ngừng xoay quanh, sau đó từng đao hướng ta đầu chặt đi qua. Ta né tránh mấy đao về sau, đột nhiên liền một cái câu hồn tay bấm ở trong đó một cái đầu lâu cổ, sau đó bóp, đầu lâu biến mất, sau đó biến thành một bộ hồn phách tiến vào trần nhà. Ta bắt chước làm theo, mấy cái đầu lâu đều bị ta đánh ra âm hồn, sau đó cao hứng tiến vào trần nhà không gặp. Ngụy Trung Huyền đột nhiên kinh hô lên, quả nhiên, Mao Sơn quỷ đạo là khắc tinh của ta, tiểu tử ngươi thế mà lại câu hồn, vừa rồi ta còn không có chú ý tới, hiện tại mới phát hiện, vừa rồi ta nên trước hết giết tiểu tử ngươi. Hiện tại phát hiện cũng không muộn, dù sao không phải ngươi chết chính là ta sống. Ta cười nói, xem ra ta vừa rồi phỏng đoán đúng, thắng hắn có hy vọng. Mọi người nghe xong ta là Ngụy Trung Huyền khắc tinh, thế mà đều hưng phấn reo hò lên, vừa rồi Mã gia người toàn quân bị diệt, trên mặt của bọn hắn đã mặt xám như tro. Không phải ta chết, chính là ngươi sống. Cái này nói cho cùng vẫn là ta chết a. Ngụy Trung Huyền rốt cục phát hiện ta trong lời nói có hàm ý. Ta ha ha phá lên cười, nói ngươi rốt cục phát hiện. Ngụy Trung Huyền giận dữ, nói ngươi tiểu tử đừng muốn đắc ý, hắn có hàng vạn con âm hồn, tùy tiện để ta câu cái đủ. Nói xong một trưởng đánh ra ngoài, một trưởng kia so ta 10 người đều đánh, cùng lấp kín tường đồng dạng hướng ta đánh tới. Ta một cái câu hồn tay đánh nát hắc thủ trưởng, tại xuyên qua thời điểm, thẳng đến Ngụy Trung Huyền trước mặt, hừ, ta mới không có ngốc như vậy, đã ta có thể câu hồn, vậy nói rõ ta có thể bị thương hắn, ta cái này một cái câu hồn tay, trực tiếp chụp vào Ngụy Trung Huyền trán. Kia một cái câu hồn tay, mang theo một cái cương phong trực tiếp hung hăng chụp vào Ngụy Trung Huyền. Ngụy Trung Huyền nhíu mày, vội vàng hai tay hoành ngăn tại trán một bên, hắn tay rất cứng, ta sử xuất 12 phần khí lực đều chiếm không được nửa điểm tiện nghi, ngược lại bị hắn chấn tê dại tay mạch, tăng thêm bờ vai của ta trước đó bị hắn cho đâm tổn thương, đau đớn khó nhịn ta chỉ có thể lui về nửa bước. Ngụy Trung Huyền không có bỏ qua ta, hắn đột nhiên đưa tay ra, sau đó cánh tay hóa thành vô số chỉ bạch cốt chảo hướng ta bóp đi qua. Ta hai ngón vân vê, từ miệng trong túi cầm ra một tấm hoàng phù. Sau đó quát to, phần thiên chú. Hoàng phù phát ra một cỗ to lớn hỏa diễm đem toàn bộ bạch cốt tay thiêu thành cho tàn, nhưng những cái kia cho tàn lại biến thành hắc khí, cho tàn lại cháy về sau, hắc khí lại một lần nữa biến thành bạch cốt tay. Lần này bạch cốt tay không tiếp tục hướng ta bóp tới, ngược lại bóp hướng đằng sau ta người Mã ra. Thật hèn hạ, ta khí mắng một câu, sau đó một cái câu hồn tay đem bạch cốt tay đánh tán, lần này rốt cuộc không thể phục hồi như cũ. Có rất nhiều âm hồn tiến vào trần nhà không gặp. Ngụy Trung Huyền lắc lắc ống tay áo, một cỗ hắc khí từ tay cụt bên trong tràn ra tới, hắn tay rất nhanh liền khôi phục. Ta có chút buồn bực, tuy nói ta câu hồn tay hoàn toàn chính xác có thể khắc chế Ngụy Trung Huyền, nhưng hắn hắc khí kia cũng quá nhiều, ta có thể đánh rơi bao nhiêu. Câu hồn tay dùng đến nhiều, không nói ta tay gánh vác rất lớn, liền thể lực cũng theo không kịp. Nhưng Ngụy Trung Huyền rõ ràng so ta còn khó chịu, hắn cau mày nhìn ta. Giống như xem ta như cái đinh trong mắt. Ta cũng nắm đấm nắm chặt, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, phải một lần tính bắt hắn cho giải quyết, bằng không, hao tổn cũng bị hắn cho mài chết, chẳng qua liền thiên gia tổ tông đều giết không được yêu nhân, ta có thể chứ. Ngụy Trung Huyền hừ lạnh một tiếng về sau, hắn không còn dùng hắc khí, trực tiếp liền lấy tốc độ cực nhanh lao đến, vừa rồi chính là cỗ này tình thế đem Mã Na cho tổn thương, liền dùng âm dương thêu huyền âm cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái chia 5 năm. Quả nhiên, ta còn không có kịp phản ứng, Ngụy Trung Huyền liền biến mất không thấy gì nữa, lúc này có một cỗ lệ phong từ trên mặt ta thổi qua, ta liền cảm giác được phía sau lưng có thêm một cái người, ta minh bạch chuyện gì về sau, nhìn cũng không nhìn trực tiếp một cái nhanh quay ngược trở lại khuỷu tay đụng tới. Lần này giống như đánh trúng Ngụy Trung Huyền lồng ngực, phát ra phanh một tiếng vang trầm về sau, trong lòng ta vui mừng, nhưng sau đó ta liền không vui, cánh tay của ta giống như bị cái gì hút lại. Sau đó chậm rãi tại hướng phía sau hãm. Ta thay đổi cổ quay đầu về sau nhìn, phát hiện Ngụy Trung Huyền lồng ngực như là một cái lỗ đen đồng dạng, ngay tại đem ta chậm rãi đi đến hút. Hắc hắc, tiểu tử, người biết ta nếm qua bao nhiêu Mao Sơn quỷ đạo nhân sao? Ta coi là đem các ngươi ăn diệt tuyệt, không nghĩ tới còn có chết thừa loại. Ha ha, dạng này đem ngươi ăn, đoán chừng câu hồn tay cũng không phát huy được tác dụng a. Ngụy Trung Huyền âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua cười nói. Thật giống như ta đã là vật trong túi của hắn. Trong lòng ta kêu to không ổn,
trong lòng mặc niệm một trận chú ngữ về sau, trên tay lên điện hoa, còn mang theo lôi trầm đục. Ngụy Trung Hiền chừng lớn suy nghĩ quát, tiểu tử thúi, tay ngươi không nghĩ muốn à nha. Thế mà tại trong bụng ta dùng ngũ lôi chú. Ta cười lạnh nói, không muốn cũng không cần, cũng tốt hơn bị ngươi ăn tươi. Đúng vào lúc này, Ngụy Trung Hiền đột nhiên toàn thân đều nổi lên điện quang, giống như điện giật đồng dạng, tóc càng là cùng bị sét đánh đồng dạng, có một trận lại một trận hắc khí từ trên người hắn phiêu lên, cuối cùng hóa thành một đạo âm hồn tiến vào trần nhà không gặp. Ta ở trong lòng mắng một câu nương, nếu như không phải có những cái này âm hồn đền mạng, cái này thái giám chết bầm chết sớm mấy trăm lần. A, tiểu tử thúi, đi chết. Ngụy Trung Hiền cuối cùng đem cánh tay của ta cho phun ra, nhưng hắn còn lâm thời bổ một chưởng cho ta, một chưởng kia đánh vào trên lưng của ta, ta cảm giác giống như bị đại pháo oanh tạc một hồi giống như, cả người bay ra ngoài về sau, rơi xuống đất cùng tan ra thành từng mảnh cũng không có gì khác biệt, toàn bộ phía sau lưng đều nóng bỏng, phun ra mấy ngụm máu cổ họng vẫn là tinh ngọt khó chịu. Ta giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, mà người đều không có đứng vững, liền lại bị Ngụy Trung Hiền cho nâng lên giữa không trung. Ta cắn răng một cái câu hồn tay chụp về phía Ngụy Trung Hiền cánh tay, nhưng cái này thái giám chết bầm rất giảo hoạt, trực tiếp đem ta ném tới giữa không trung, sau đó cùng đá bóng đồng dạng đem ta đá bay ra ngoài, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, ta trực tiếp đem tường đều đụng cửa sổ, nhưng chúng ta không có đến rơi xuống, ngược lại kẹp ở kia mặt trên tường động trong khe. Quẹ, ta lại phun ra mấy ngụm máu, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đập nát đồng dạng, đầu vô cùng đau đớn. Nếu không phải ta cắn răng kiên trì, đoán chừng đã ngất đi. Lúc này mắt của ta đã meo thành một đường nhỏ, nhìn phía dưới Ngụy Trung Hiền đã có chút mơ hồ, nhưng trong chớp mắt, Ngụy Trung Hiền thế mà không gặp, hiện tại ta đã học thông minh, lấy tốc độ của hắn, ta không thể lại dùng mắt đi tìm hắn, đã hắn biến mất, kia một giây sau khẳng định xuất hiện tại bên cạnh ta không thể lại ăn hắn bất luận cái gì một kích tổn thương, bằng không, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta giống lớn một tiếng. Sau đó song quyền nắm chặt trở tay nện ở trên tường, thân thể lúc này mới mạnh mẽ tự động trong khe bị chấn xuống dưới. Thời gian gần như chênh lệch không đến 0,01 giây, ta vừa mới rơi xuống, ta vừa rồi vị trí kia liền phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ, một mảng lớn tường bay ra ngoài không gặp, mà Ngụy Trung Hiền nắm đấm liền nằm ở nơi nào. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ta vỗ nhẹ lồng ngực, nhưng coi như tránh thoát một kích này, còn có một kích sau. Cái này thái giám chết bầm khi còn sống chính là cái người cổ đại, vẫn là đông xưởng đô đốc, võ công khẳng định không kém, hiện tại tăng thêm hắn cái này yêu pháp, liều thân thủ ta căn bản không phải là đối thủ. Sau khi hạ xuống ta ngay tại chỗ lộn một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên không hắn, sau đó cắn nát ngón tay trên mặt đất họa một vòng tròn. Là thời điểm mời tổ sư ra, không biết là vị nào, nhưng nếu như là khai sơn tổ sư ra, kia thu phục cái này yêu nhân xác suất thành công liền cao. Ta lấy ra giấy vàng cùng đồng tiền đặt ở trong vòng, sau đó niệm chú thêm thủ quyết một mạch mà thành, lúc này ta xa xa liền cảm giác được một cỗ cương phong bay tới, ta một cái cá chép xoay người, nhanh chân liền chạy, quả nhiên một giây qua đi, trên mặt đất lại có thêm một cái động. Mời tổ sư ra thân trên, tại chạy trốn một khắc cuối cùng, nghi thức hoàn thành, hiện tại ta càng ngày càng thuần thục, không có mấy lần liền xong việc, hy vọng có thể thành công. Ngụy Trung Hiền nhíu mày chỉ vào người của ta âm dương quái khí, nói chuyện tranh chua mắng, tiểu tử thúi, ngươi vừa đang làm gì? Vừa rồi không có đem ngươi đánh chết đáng tiếc. Ta cho hắn giơ ngón giữa, nói coi như lão tử chết, cũng phải tìm ngươi đệm lưng. Nhưng lại tại ta ngón giữa ra tới vậy nhưng về sau, thân thể của ta dừng lại, ta lập tức hiểu được, mời tổ sư ra thân trên thành công, đến cùng là vị nào sư ca sư bá sư thúc sư phó sư cha sư nương. Nhã nhận một điểm. Chúng ta Mao Sơn quỷ đạo nhân, không cần loạn làm loại động tác này. Một cái thanh âm quen thuộc từ cổ họng của ta bật đi ra, thanh âm này ta nhận ra, đánh doanh câu thời điểm cũng là hắn. Hắn là khai sơn tổ sư Gia Lâm Thần, vẫn là tiểu hài thời điểm liền khai sáng Mao Sơn quỷ đạo phái, chính là âm dương giới bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, liền doanh câu cũng bị hắn phong ấn qua. Lâm Thần, Mao Sơn quỷ đạo khai sơn tổ sư Gia, ta ở trong lòng hỏi. Tổ sư Gia kỳ quái ừ một tiếng. Nói ta tiểu tử này làm sao lại biết hắn. Chiêu hồn lại không nhìn thấy bộ dáng, còn không tên không họ. Ta nói đoán, trước đó có người đã nói với ta chuyện của hắn, kết hợp với lần trước mời kinh nghiệm của hắn, ta một đoán chính là hắn. Tổ sư ra ừ một tiếng, nói nhảm không nói nhiều, hắn bên trên ta thân cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian, phải mau đem chính sự làm, còn hỏi ta kêu hắn đi lên cần làm chuyện gì.
ta nói phía trước có cái yêu nhân Ngụy Trung Hiền, mau đem hắn giải quyết, miễn cho hắn gieo hại bốn phương. Tổ sư ra nhíu mày, sau đó nhìn về phía Ngụy Trung Hiền, nha, thật đúng là yêu nhân, quỷ cốc tử lão đầu kia không phải biến mất sao? Làm sao còn có cái đồ chơi này? Ngụy Trung Hiền nhìn thanh âm của ta cùng biểu lộ đều biến, không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua hắn cũng không nghĩ quản nhiều như vậy, chỉ muốn làm thịt ta. Ngụy Trung Hiền lại một lần nữa vọt mạnh hướng ta một chưởng vỗ đi qua, ta đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, tổ sư gia liền tránh khỏi, cái cuối cùng phản tha, đi vào Ngụy Trung Hiền lưng về sau, một chân mạnh mẽ đá vào Ngụy Trung Hiền trên cái mông to. Ngụy Trung Hiền ai u một tiếng, ngã trên đài chổng võ, tổ sư gia ha ha phá lên cười, nói cái này người làm sao âm dương quái khí, nói chuyện tranh chua, nói chuyện bất nam bất nữ, bộ dáng lại một nửa nam một nửa nữ, thật sự là chơi vui chi cực. Ta nói đây là thái giám, đem mình nhị đệ cắt đổi quyền lợi người, bán nam bán nữ là bởi vì hắn tu luyện yêu pháp, ăn hơn vạn nữ nhân, còn uống máu. Tổ sư ra cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói lúc trước hắn nghe nói qua yêu nhân cứ như vậy, trước kia còn có rất nhiều người đi tu luyện, chẳng qua đều tẩu hỏa nhập ma điên, không nghĩ tới thế mà là muốn thái giám khả năng luyện, hắn chết cũng còn có thể chứng kiến thức, đa tạ ta cái này cháu trai cho hắn chiêu tới. Ta nói không cần cảm ơn. Tranh thủ thời gian dậy một chút ta sao có thể đuổi theo tốc độ nhanh như vậy. Tổ sư ra ngón tay chỉ mắt nói, mắt có thể nhìn thấy đồ vật rất ít, muốn dùng tâm nhãn, đó mới là người chân chính mắt. Ta có chút cái hiểu cái không, đây cũng quá cao thâm, nói dễ làm khó a. Ngụy Trung Hiền ngã rơi xuống mặt đất về sau, một chưởng vỗ tại dưới đài, toàn bộ đài đều run rẩy, còn nhiều ra mấy đầu khe nứt to lớn. Hắn tiếp sức xoay tròn nhảy dựng lên về sau. Sắc mặt cực kỳ khó coi, đối ta mạnh mẽ trừng mắt, sau đó lại một lần hướng ta một quyền đập tới. Lần này tốc độ càng nhanh, nắm đấm của hắn chỉ xem đi lên liền tràn ngập lực lượng, chung quanh còn kèm theo một cỗ sắc bén cương phong, đến trước mặt ta thời điểm, kia cỗ lệ phong thổi đến mặt ta đều biến hình, mắt cũng thiếu chút không mở ra được. Tổ sư ra lui ra phía sau nửa bước, đầu nghiêng lệch ra 30 độ, sau đó dùng tay xuất trưởng chăm chú tiếp được Ngụy Trung Hiền nắm đấm, cả người không nhích động chút nào. Ngụy Trung Hiền mộng ở, tất cả mọi người ở đây cũng mộng ở, sau đó tất cả mọi người reo hò lên, không có ai biết hiện tại ta căn bản cũng không phải là ta, một quyền này, ta đoán chừng còn phải một năm sau mới đỡ được. Ngươi, Ngụy Trung Hiền kinh ngạc nói không ra lời, hắn không biết ta vì cái gì đột nhiên biến hóa lớn như thế, đây quả thực cùng đổi một người giống như. Ngụy Trung Hiền nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nắm đấm uốn éo, Ngụy Trung Hiền thân thể cũng chỉ có thể nhảy đến không trung. Tổ sư ra một chân đá phải Ngụy Trung Hiền trên lồng ngực, hắn phát ra rên lên một tiếng, người bay ngược ra ngoài, nhưng tổ sư ra lại mãnh túm hắn tay cho kéo lại, lại là một chân, nhiều lần năm sáu lần sau Ngụy Trung Hiền rốt cục chịu không được, toàn bộ cánh tay đều phát ra một đạo hắc quang, cuối cùng hóa thành mấy đầu màu đen trường xà quấn quanh ở trên tay của ta. Ất xì, tổ sư ra đột nhiên hắt hơi một cái, những cái kia hắc xà lập tức hóa thành hắc khí, cuối cùng thế mà tán. Tổ sư ra liền hắt hơi một cái, những cái kia âm hồn thế mà trực tiếp bị đánh tan rồi. Cái này cũng, quá, trách không được, ta nhìn tiểu tử ngươi thực lực cũng còn có thể, nhưng ở đông đảo yêu ma quỷ quái bên trong, lợi hại không tính là, làm cái yêu nhân thế mà có thể sống lâu như thế, hóa ra là dùng âm hồn đền mạng. Tổ sư ra trà sát mũi nói. Ngụy Trung Hiền rốt cục kịp phản ứng, dọa đến vội vàng lui lại vài chục bước, hắn hét lớn, người đến cùng là thần thánh phương nào. Tổ sư ra không trả lời, một cái câu hồn tay như là mị ảnh một loại chụp vào Ngụy Trung Hiền, không có niệm chú, không có thủ quyết, không có kết ấn, cái gì cũng không có, trực tiếp liền ra câu hồn tay, tổ sư ra này cũng quá trâu bò đi. Ngụy Trung Hiền trông thấy câu hồn tay đến, dọa đến quay đầu liền chạy, nhưng vẫn là bị tổ sư ra bắt đến tóc kéo lại, Ngụy Trung Hiền cũng tuyệt, dứt khoát đầu cũng không cần, tay biến thành một cái màu đen đại đao, trực tiếp hướng trên cổ một vòng. Toàn bộ đầu tính cả tóc cùng một chỗ cho tổ sư ra một cái câu hồn tay, đầu liền biến thành hư ảo, từng đoàn âm hồn lao ra về sau, không còn giống như trước đó lòng tràn đầy yêu thích, bọn hắn hình như rất sợ tổ sư ra, cùng đào mệnh đồng dạng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Trung Hiền giống như trốn qua một kiếp đồng dạng, vội vàng cùng tổ sư ra kéo dài khoảng cách, nhưng đầu của hắn cũng là rất nhanh liền dài đi ra, cũng không có cái gì đặc biệt tổn thất, trong lòng ta có chút buồn bực. Sẽ giải quyết không được hắn, 5 phút đồng hồ liền đi qua. Ta hỏi tổ sư ra có cái gì phương pháp đặc biệt, có thể một lần tính giải quyết Ngụy Trung Hiền. Tổ sư ra nhíu mày,
nói đương nhiên là có, chiêu âm binh tới, đem tất cả âm hồn một lần mang đi, vậy cái này yêu nhân trên cơ bản cũng không có gì lợi hại. Chiêu âm binh, đây chính là cuốn thứ ba Mao Sơn Quỷ Đạo bên trên lớn nhất thuật, cái này thuật không thể dùng linh tinh, uy lực không thể coi thường, âm đi ba, dương đi bốn, dương người thấy đều muốn né tránh, bằng không, thế tất sẽ bị âm binh mang đi, âm binh mượn đường sự tình dương gian không ít truyền. Mao Sơn Quỷ Đạo bên trên từng ghi chép, có một cái quỷ đạo đệ tử bởi vì bị cừu hận che đôi mắt, vì giết trong làng một cái cừu nhân, hắn đưa tới âm binh báo thù, nhưng về sau kia một đầu thôn người đều bị âm binh mang đi, âm binh là Diêm Vương binh, coi như ngươi đưa tới, hắn cũng không nghe ngươi, cho nên về sau Mao Sơn Quỷ Đạo đem thuật này liệt vào nửa cấm thuật, có thể học, cũng có thể dùng, nhưng không phải nhanh mất mạng thời khắc, tuyệt đối không thể dùng. Chúng ta cái này trong đại đường còn có nhiều như vậy người sống, nếu quả thật đưa tới âm binh, coi như diệt Ngụy Trung Hiền, đại giới sẽ không quá lớn rồi. Còn có, âm binh không phải chỉ đem người sống sao? Làm sao cũng câu âm hồn? Tổ sư gia nói ta khờ a. Âm binh chính là chuyên môn bắt ở lâu dương gian ác quỷ, người sống thấy, âm binh liền mượn gió bẻ măng lấy ra bổ thân thể thôi, dẫn đầu âm tướng quân, khi còn sống cũng chẳng qua là cái ác tướng. Ta nghe xong, giống như cũng có đạo lý, lúc này tổ sư gia nói không có thời gian, trước khi đi đưa ta cái lễ vật. Nói xong hắn cười xấu xa lấy chạy về phía Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền không biết làm sao giọt, giống như có chút sợ tổ sư gia, tổ sư gia khẽ dựa gần hắn liền hướng sau chạy, chẳng qua hắn vẫn là sẽ trả tay, hắn giống lớn một tiếng, miệng lại một lần nữa trương thành một cái lỗ đen, một cỗ to lớn hắc khí dâng lên mà ra, những hắc khí kia biến thành từng trương nữ nhân mặt, hướng tổ sư gia gặm cắn tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tổ sư ra một chút cũng không có đem những nữ nhân này mặt để vào mắt, hắn lại hắt hơi một cái, những hắc khí kia liền tự mình tán, Ngụy Trung Hiền càng sợ, run run ngón tay lấy tổ sư ra hỏi, ngươi, đến cùng là ai? Tổ sư ra vẫn không có trả lời, một cái ta thấy không rõ quỷ bộ nhảy đến Ngụy Trung Hiền trước mặt, trở tay chính là một bàn tay, chỉ nghe thấy ba một tiếng, Ngụy Trung Hiền trên mặt nhiều một cái đỏ tay số đỏ trưởng ấn, chỉ có điều một tầng hắc khí bao phủ qua đi, ai, không đúng. Thủ trưởng ấn vẫn còn, ta liếc liếc mắt mình tay, phát hiện nhiều một chút ta xem không hiểu phù chú. Ngụy Trung Hiền khả năng vẫn là cảm giác nóng bỏng, vội vàng sờ sờ mình nửa bên mặt, tổ sư gia cũng không có nhàn công phu, lại một bàn tay quạt tới, tính cả hắn bụng mặt tay đều cho phiến đoạn mất, Ngụy Trung Hiền trên mặt lại nhiều một cái thủ trưởng ấn. Ngụy Trung Hiền tay rất nhanh liền có thể khôi phục, nhưng là trên mặt tổn thương vẫn là rất rõ ràng, mặc kệ bao phủ bao nhiêu hắc khí đều vô dụng. Lúc này ta phát hiện một chút mánh khóe, tổ sư gia chỉ phiến kia hé mở nữ nhân mặt. Ngụy Trung Hiền cảm giác có điểm gì là lạ, vội vàng muốn chạy, nhưng tổ sư gia một tay liền bóp lấy cổ của hắn, cùng một con gà con đồng dạng, sau đó cuồng quạt Ngụy Trung Hiền kia nửa gương mặt. Ngụy Trung Hiền muốn chạy trốn, nhưng là tổ sư gia trên tay thế mà phát ra kim quang, Ngụy Trung Hiền liền hắc khí đều hóa không thành, chỉ có thể làm đạp chân, trong lòng ta trực tiếp hô một câu, ta đi, tổ sư gia thực nhiêu ích. Tổ sư gia nói Ngụy Trung Hiền trên thân âm hồn nhiều lắm, hắn không có thời gian trừ bỏ, mặc kệ là phong ấn hắn vẫn là chiêu âm binh cũng không kịp, chẳng qua Ngụy Trung Hiền trên thân cái này nửa cái nữ nhân, hắn cũng có thể giúp ta diệt trừ. Ngụy Trung Hiền sở dĩ sẽ có nửa cái nữ nhân yêu tướng, là bởi vì hắn hại nữ nhân nhiều lắm, những nữ nhân kiệu án khí cùng lệ khí toàn góp nhặt đến cùng một chỗ, liền hình thành nửa cái nữ nhân yêu tướng. Cái này yêu tướng không khó giải quyết. Tổ sư gia có thể đem nàng tươi sống cho tách ra ngoài, khi đó Ngụy Trung Hiền khẳng định hội nguyên khí đại thương, đồng thời cũng có thể để cho ta thở một ngụm, tiếp xuống liền dựa vào chính ta. Tổ sư gia sau khi nói xong, đã phiến Ngụy Trung Hiền không sai biệt lắm mấy trăm bàn tay, lúc này tất cả mọi người nhìn ngốc, vừa rồi đem Mã gia toàn quân bị diệt yêu nhân, thế mà để ta bóp cổ tại tát một phát, giống như một điểm sức hoàn thủ đều không có, bọn hắn miệng há phải so trứng gà đều lớn hơn, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Đoạn đường này biểu hiện của ta giống như đều nhanh muốn kinh bạo con mắt của bọn họ, đội thứ tư đội trưởng thực lực, bọn hắn cảm thấy mình có phải là có cái gì hiểu lầm. Không bao lâu, tấm kia nữ nhân mặt giống như mình có ý thức đồng dạng, đau đến thực sự chịu không được bộ dáng, mình tuột xuống, mà Ngụy Trung Hiền kia nửa bên mặt lập tức huyết nhục mơ hồ, ta thậm chí đều có thể trông thấy xương cốt. Tổ sư ra thấy thế, vội vàng đem kia hé mở nữ nhân mặt nhặt lên, nhưng Ngụy Trung Hiền lại cùng như chó điên nhào tới. Còn cho ta, còn cho ta. Tổ sư gia đương nhiên không nguyện ý, một trường đánh vào Ngụy Trung Hiền trên lồng ngực,
hắn lập tức bay khỏi xa hơn 5 thước, lồng ngực đều đã bị đánh nát, trái tim toàn bộ lồi ra tới, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Còn cho ta, Ngụy Trung Hiền sau khi hạ xuống, y nguyên không chịu bỏ qua, cùng người điên lại một lần nữa nhào tới, lúc này nắm đấm của hắn cùng đạn đồng dạng lít nha lít nhít, còn mang theo từng đoàn hắc khí, những hắc khí kia một hồi mọc ra kim châm, một hồi mọc ra đao nhọn, tổ sư gia không dám đón đỡ, lui ra phía sau nhanh chóng tránh né lấy, Ngụy Trung Hiền liền nửa điểm đều đụng không được hắn. Nhưng đột nhiên tổ sư gia hô một câu, hỏng bét, thời gian đến, tiểu tử nghe, cái này hé mở nữ nhân mặt chính là oán khí, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý nó, kia Ngụy Trung Hiền liền sẽ nguyên khí đại thương, ngươi thừa cơ lại giết hắn. Tổ sư gia nói xong câu đó về sau, ta đột nhiên thân thể mềm nhũn, một cái quỳ một chân trên đất, một cái tay chống đất tấm, một con cầm kia hé mở nữ nhân mặt, mà Ngụy Trung Hiền công kích cũng không có dừng lại, tổ sư gia vừa mới đi, ta là nửa điểm khí lực đều không có, trực tiếp liền ăn đại mãn quán, Ngụy Trung Hiền nắm đấm trực tiếp tại trên người ta mở vô số hoa, máu đem hai người chúng ta quần áo đều tung tóe đỏ. May mắn Ngụy Trung Hiền đa nghi, hắn sợ ta có bẫy, vội vàng tránh ra lui ra phía sau mấy bước, ta lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó, tổ sư gia đưa tới không có giải quyết Ngụy Trung Hiền, kém chút còn đem chính ta cho góp đi vào, may mắn còn có chút thu hoạch, ta nhìn một chút trong tay nữ nhân mặt, phun ra một ngụm máu. Ngụy Trung Hiền nhìn ta vài lần, giống như nhìn ra mánh khóe, hắn đột nhiên ha ha phá lên cười, vừa rồi ta liền cảm giác trên người ngươi nhiều một bộ cường đại linh hồn, hiện tại giống như đã đi, vừa rồi ta không dám xác định, hiện tại ta xem như xác định, ta liền nói ngươi tiểu tử làm sao có thể ở giữa mạnh nhiều như vậy, mau đưa mặt trả ta, không phải ta lập tức giết ngươi, ngươi bây giờ, hẳn không có sức hoàn thủ. Tốt, tới bắt a. Ta đem hé mở nữ nhân mặt bỏ trên đất, Ngụy Trung Hiền mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là lao đến đoạt, tại hắn nhanh tay có thể chạm đến thời điểm, ta đột nhiên một cái ngũ lôi chú đánh xuống, kia nửa gương mặt phát ra một tiếng thê lương thét lên, cuối cùng hóa thành cho, một cỗ hắc khí từ cho bên trong phiêu đến trên không. A, à, Ngụy Trung Hiền kêu thảm một tiếng, ôm ngực liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng còn đau khổ lăn lộn trên mặt đất, trên người hắn không ngừng có hắc khí đi lên trên. Còn mang đi trên người hắn một khối nhanh ra cùng thịt, huyết dịch từ hắn kia nửa gương mặt bên trên tuôn ra, cùng suối phun đồng dạng, có thể phun đến trần nhà cao như vậy, nhốt mọi người những cái kia xương đen cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, tất cả mọi người thở dài một hơi, chẳng qua ta biết còn chưa kết thúc, Ngụy Trung Hiền vẫn chưa xong. Chờ hắn khôi phục lại, chúng ta đều phải chết, chờ ta tác dụng phụ tiêu trừ về sau, ta chỉ có thể chiêu âm binh. Cuốn thứ ba Mao Sơn Quỷ Đạo ghi lại tất cả đều là hồn thuật. Âm binh cũng là hồn, ta hiện tại chẳng những sẽ câu hồn, thí hồn, sẽ còn chiêu hồn, cái này chiêu hồn so phổ thông chiêu hồn lợi hại hơn, lần này chiêu chính là âm binh. Âm binh cũng không phải phổ thông quỷ hồn, nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia, câu người chết hồn quỷ sai đen bạch vô thường cũng thuộc về âm binh, người nói thực lực này có thể so sánh sao. Qua đại khái mấy phút đồng hồ sau, Ngụy Trung Hiền rốt cục an tĩnh lại, trên người hắn tình trạng cũng đã đình chỉ. Chẳng qua kia nửa bên mặt từ đầu đến cuối đều không có khôi phục, mà ta tác dụng phụ hầu như đều đi qua. A, à, tiểu tử thúi, ta hôm nay nhất định phải ăn ngươi. Ngụy Trung Hiền nằm trên mặt đất giống giận, toàn bộ đại sảnh đều giống như đang run rẩy. Nhưng khi hắn đứng lên thời điểm, ta đã trên mặt đất vẽ xong phù chú, ta ba ngón giao nhau, không ngừng biến đổi thủ quyết, đồng tiền đặt ở 8 cái phương hướng, bát quái kính thả ở giữa, tất cả hoàng phù tại ta trên đỉnh đầu nổi lơ lửng. Ta cắn nát bờ môi đem giọt máu tại trên ngón tay, sau đó chỉ hướng phương Tây nói vạn pháp huyền giáo, còn năm biển năm họ, âm binh phong lột, rút lui xối niệm, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ mới ra, lập tức âm phong nổi lên bốn phía, sáng rõ ban ngày đột nhiên tối xuống, từng đợt vang dội chỉnh tề tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, còn kèm theo tiếng hò hét, xe ngựa lao nhanh tư tiếng kêu. Nghe được kia từng đợt dục ngựa lao nhanh thanh âm, mí mắt ta mềm nhũn, cả người kém chút té xỉu. Ngã trên mặt đất cũng kém không nhiều chỉ còn lại một hơi, cắn răng kiên trì lấy không để cho mình mất đi chi giác, âm binh đến, sống hay chết, toàn bằng vận khí, âm hành các vị, nghe theo mệnh trời đi. Ngụy Trung Hiền nghe thấy thanh âm này, biến sắc, cả người đều khẩn trương lên, hắn cảm thấy một cỗ khổng lồ âm khí ngay tại đột kích, nhưng hắn không biết chuyện gì xảy ra, còn có cái này hôn thiên địa ám, âm u đầy tử khí đột nhiên đột kích, để hắn nhiều một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Tiểu tử thúi. Người vừa rồi đến cùng đã làm gì? Đều sắp chết đến nơi, còn liều chết. Ngụy Trung Hiền nổi giận mắng, lần này thanh âm của hắn bình thường,
mặc dù còn có chút âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, nhưng đã không có mang theo giọng nữ, thanh âm của thái giám vốn chính là dạng này. Lần này đến phiên ta Cuồng thiếu, nói ngươi hiện tại sợ sao? Ta không nói sao, ta cho dù chết, cũng tìm ngươi đệm lưng. Ta vừa dứt lời, đột nhiên từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân đi tới, trong miệng còn hô hào chỉnh tề quân hào, bên ngoài vốn phải là mặt trời chói chang, nhưng trước cửa đen nghịt một mảnh, tranh thủ thời gian quỷ ảnh trùng điệp, lại cái gì đều nhìn không thấy, một cỗ cường đại âm phong từ ngoài cửa thổi vào, ta ho ra một ngụm máu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là treo nụ cười, âm binh đến, đây là ta liều chết đánh cược một lần, tại không thành công, kia chết liền thật sự là ta. Qua hồi lâu, chúng ta mới nhìn đến một cái một thân khôi giáp, cầm dài ngân thương tướng quân mang theo một đám đen nghịt binh sĩ đi đến, bọn hắn toàn bộ mặt không có chút máu, trắng đến cùng giấy đồng dạng, biểu lộ cũng không có một cái, trên mặt tất cả đều là lệ khí, toàn thân tản ra cường đại âm khí, khôi giáp lóe hàn quang, tướng quân trên mặt có màu tím đen mặt sẹo ngấn, nhìn xem rất là khủng bố. Tướng quân đi thẳng, thẳng đến tiến đại sảnh ở giữa, ta giãy giụa lấy ngồi dậy, sau đó hướng quân đội đằng sau nhìn lại, phát hiện đen nghịt một mảng lớn, cơ bản trông không đến đầu, không biết cái này có bao nhiêu âm binh, chẳng qua âm khí nặng dọa người, 3 giây đồng hồ không đến thời gian, nhiệt độ cực tốc hạ xuống, giống như đã đến âm mấy chuyến, liền hơi nước đều kết thành băng, ta lạnh đến run lẩy bẩy, toàn thân đều là xương, lông mày cùng tóc đều là, mặc ngắn tay ta nhiều sợ trực tiếp bị đông cứng chết rồi. Những người khác thì co lại thành một đoàn, hoảng sợ nhìn qua âm binh. Là ai, chiêu ta đến đây? Âm binh tướng quân thanh âm rất vẹn toàn, từng chữ nói ra nói, muốn cùng lão đầu, nhưng lại cực kỳ cổ quái. Ta nghĩ trả lời là ta, thế nhưng là quá lạnh, răng thẳng run lên, lời nói đều nói không nên lời. Âm binh tướng quân quay đầu nhìn về phía ta, nhưng hắn quay đầu thời điểm, cổ là bất động, chỉ có đầu động, trực tiếp xoay tròn 180 độ nhìn về phía ngồi dưới đất ta, đem ta dọa phát lạnh rung động. Cái này mẹ nó, còn là lần đầu tiên có người dạng này cùng ta trò chuyện. Chiêu ta tới làm gì? Âm binh tướng quân từng chữ nói ra mà hỏi. Ta nắm chặt nắm đấm, cố gắng để cho mình nói ra lời. Có người, chết mấy trăm năm, trên thân nô dịch hơn vạn cái âm hồn, có thể nói tội ác tày trời, đặc biệt mời tướng quân đem hắn áp tải Diêm Vương Điện hậu thẩm. Âm binh tướng quân đem đầu xoay trở về, sau đó nhìn về phía Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền so ta còn sợ hãi. Hắn cũng toàn thân phát run, nhưng hắn không phải lạnh, là sợ hãi. Tướng quân, người ta không oán không cừu, làm gì? Làm gì, vì một cái tiểu tử, sử dụng bạo lực, Ngụy Trung Hiền ăn nói khép nép nói. Âm binh tướng quân nhướng mày, đột nhiên giận không thể thành, trong tay ngân thương vung lên, lập tức một đạo màu nâu đen ngân quang vọt ra, Ngụy Trung Hiền kịp phản ứng về sau, mấy chục đạo hắc quang từ trong thân thể phun ra ngoài, nhưng ngân quang giống như thái thịt. Đem hắc khí đánh cho tan thành mây khói, xuyên qua hắc khí về sau, Ngụy Trung Hiền cánh tay trái bị ngân quang cho chặt đứt, hóa thành một bãi hắc thủy, đồng thời không cách nào lại phục hồi như cũ. Lúc này âm binh đột nhiên toàn bộ hò hét, chỉnh tề dậm chân bước, tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Bọn hắn một bên hô hào, một bên giơ lên vũ khí trong tay, gọi là tiếng điếc tai nhức óc, làm người ta sợ hãi tâm hồn. Âm binh tướng quân cười lớn. Hừ, bất nam bất nữ chết yêu nhân, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta sử dụng bạo lực, ngươi có phải hay không đầu óc ngăn chặn? Ngụy Trung Hiền không dám phản kháng, ăn nói khép nép trả lời, là, tướng quân nói đúng. Đối là được, trên người ngươi âm hồn về ta, tất cả đều là nữ quỷ, vừa vặn phân cho các huynh đệ của ta làm vợ. Âm binh tướng quân âm trầm trầm mà cười cười, đột nhiên hắn mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ khổng lồ âm khí từ miệng hắn bên trong vọt ra. Tận lực bồi tiếp phản hút, Ngụy Trung Hiền kêu thảm một tiếng, đột nhiên trên người hắn hắc khí bị vô cùng vô tận hút ra tới, đại khái sau 3 phút, hắn mới kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. Âm binh tướng quân hút xong tất cả âm hồn về sau, tay một tấm, ta nhìn thấy có vô số nữ nhân đầu co lại thành một đoàn hiện ra ra tới. Ha ha, lại nhiều một chi nương tử quân, còn có thể một đêm một cái phục thị ta. Âm binh tướng quân cười ha ha, tay hợp lại, những cái kia âm hồn tạm thời biến mất. Trong lòng ta mắng to một câu nương, lần này không ổn, vốn cho rằng đưa tới một đám âm binh trợ trận, không nghĩ tới là một đám thổ phỉ, Ngụy Trung Hiền là giải quyết, nhưng những cái kia âm hồn lại vẫn không có thể được cứu, vẫn là lâm vào lại một cái trong hố lửa. Ngụy Trung Hiền bị hút xong âm hồn về sau, đột nhiên ra cùng thịt ngon giống như vỏ cây già, từng chút rút đi, tóc cũng từng cây biến trắng, rơi xuống, cuối cùng biến thành đầu chọc,
không đầy một lát, da cũng cùng ve kén đồng dạng, chậm rãi lột xuống dưới, dần dần lộ ra thân thể mập mạp. Từ Phúc, người gạt ta, ta căn bản là không thể vĩnh viễn bất tử, người gạt ta. Ngụy Trung Hiền hô xong một câu cuối cùng, trên mặt cũng thoát một lớp da, cuối cùng lộ ra một cái quen thuộc diện mục, đây không phải Mập Hòa Thượng sao? Chờ một chút, không đúng, Ngụy Trung Hiền bị diệt, không phải hẳn là đổi về Thiên Mãn, Mập Hòa Thượng không phải Thiên Mãn một nhân cách mà thôi sao? Chẳng lẽ, cái này cuồng vọng xấu Thiên Mãn mới là Mập Hòa Thượng chia ra người tới cách, chân chính nhân cách là Mập Hòa Thượng? Bất kể như thế nào, Ngụy Trung Hiền hiện tại là hoàn toàn biến mất, một cái mấy trăm năm tai họa rốt cục cho kết thúc, Mập Hòa Thượng cũng là hôn mê bất tỉnh, không biết là chết hay sống. Ta vốn cho rằng sự tình hẳn là như vậy kết thúc, có thể khiến ta không nghĩ tới chính là, âm binh tướng quân thế mà còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Âm binh tướng quân nhìn một chút người chung quanh, một mặt âm trầm đối âm binh nói, những cái này người sống toàn mang đi, rất lâu không có ăn mặn, Diêm Vương tiểu tử kia quản được gấp, hôm nay xem như đi lên một lần rồi. Ta nghe xong lập tức nổi trận lôi đình, cái đồ chơi này không phải ta Triệu ra đến sao? Làm sao còn cùng quỷ tử đồng dạng, cướp bóc đốt giết, thực hành ba không chính sách, liền người sống cũng muốn mang đi sao? Ta vội vàng ngăn cản hành vi của hắn, chờ một chút tướng quân, ta chiêu ngươi đến chính là vì giải quyết những cái này âm hồn, vì sao ngươi còn muốn? Âm binh tướng quân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy ta mắng, ngươi cho rằng chiêu âm binh không cần tế phẩm sao? Đi lên một chuyến không thể để cho ta uổng công khổ cực, tiểu tử ngươi có hiểu quy củ hay không, nếu không phải ngươi chính là pháp thuật người. Diêm Vương bên kia không tiện bàn giao, ta liền ngươi cùng một chỗ mang đi, thật sự là không biết sống chết. Tế phẩm, không có khả năng, Mao Sơn quỷ đạo bên trên căn bản không có ghi chép muốn tế phẩm sự tình, khẳng định là cái này âm binh tướng quân lòng tham, mang đi âm hồn, còn muốn người sống. Dù sao đều là âm hành người, hẳn là đối phó âm binh cũng có thể tự vệ a. Ta hiện tại thân thể, giống như cũng làm không là cái gì. Nhưng ta sai. Coi ta nhìn về phía người chung quanh thời điểm, phát hiện bọn hắn cả đám đều bị đông cứng thành băng côn, trừ ta, một cái có thể động đều không có, khả năng bởi vì ta là pháp thuật người nguyên nhân, chính mình mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này phía sau âm binh đã xông tới, đối đông thành băng côn người chính là một đao, băng không có phá, người không có chết, chỉ là có một cái hồn rơi ra, hai cái âm binh kẹp lên hắn liền đi. Người kia giống như là người của ta, đối ta chính là một mặt sợ hãi hô. Đội trưởng, cứu ta không muốn chết. Không, ngươi không thể dạng này, ta là pháp thuật người, ta là lão đại ngươi, ngươi nhất định phải nghe ta. Ta liều mạng đứng lên, những cái này âm binh quá tà tính, không kịp ngăn cản nữa bọn hắn, thật sự là tất cả mọi người phải chết, vậy ta giết Ngụy Trung Hiền ý nghĩa ở đâu? Nhưng ta vừa mới đi hai bước, âm binh tướng quân ngân thương vung lên, ta liền bay ngược ra ngoài, lần nữa ngã nhào trên đất thời điểm, ta không còn có khí lực đứng lên. Rất nhanh người liền bị từng bước mang đi, bọn hắn đều dùng sợ hãi lại ánh mắt vô tội cùng biểu lộ nhìn ta, nhưng ta cũng rất bất lực, đại chiến qua đi ta, không còn có một điểm khí lực. Âm binh tướng quân đầu thương mạnh mẽ chỉ vào người của ta nói chỉ bằng ngươi cái mao đầu tiểu tử cũng muốn làm lão đại của ta. Cũng muốn chỉ huy ta, nghĩ quá nhiều. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cái âm binh báo cáo, tướng quân, thời gian đến, chúng ta phải đi. Âm binh tướng quân hừ lạnh một tiếng. Lưu luyến không rời nhìn xem những người còn lại, sau đó chừng ta liếc mắt, lúc này ngực ta bên trong cũng là có một đám lửa, không có chút nào hư hắn, hãy đợi đấy, lần sau lại chiêu ngươi đi lên thời điểm, ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt của ta. Âm binh tướng quân cười lạnh một tiếng, vậy chúng ta liền chờ xem. Một tiếng rơi xuống về sau, phốc một tiếng, âm phong về phá, tất cả âm binh đều biến mất, lúc này bị mang đi hồn phách người phanh một tiếng, ném xuống đất, băng phá, người cũng không có. Ta số một chút, không sai biệt lắm có tầm 10 người, may mắn ở trong đó không có mập mạp cùng Thi Ngôn, bằng không, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này âm binh tướng quân. Người chết băng hóa, nhưng người sống không có, dù cho âm binh sau khi đi nhiệt độ không khí tăng trở lại, trên người ta xương cũng thay đổi thành giọt nước. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại ta nhưng không có khí lực giúp bọn hắn hóa băng, chẳng qua đây đối với mã gia người có chỗ tốt, đóng băng lại vết thương. Thương thế kia liền sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy. Lúc này ta đột nhiên nghe thấy vài tiếng quái khiếu, ta nhíu mày, đưa đầu xem xét, phát hiện là nhân nhân đại đầu quỷ, nó gật gù đắc ý từ nhân nhân trên thân chui ra, sau đó lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Chẳng lẽ cái này quỷ còn không biết nói chuyện? Uy,
Đầu to nhi tử, tới. Ta đối với nó kêu lên. Đại đầu quỷ nhìn ta liếc mắt, đại đầu lắc lư dưới, do dự chỉ chốc lát, nó vẫn là hấp tấp đi tới. Nó vừa đến trước mặt của ta, đột nhiên liền móc ra một cây tẩu hút thuốc phốc suy quất, biểu lộ còn có chút hưởng thụ, ta định chử xem xét, đây không phải cửu thúc cho ta tẩu hút thuốc sao. Hóa ra để tiểu gia hỏa này cho trộm đi, cái này cái gì quỷ a, còn thích hút thuốc. Ta vội vàng đem tẩu hút thuốc rút trở về, nó lần này không vui lòng, nãi thanh nãi khí đưa ngón trỏ đối ta lẩm bẩm mắng lên. Ta nói người chủ nhân đều như vậy, còn hút thuốc, người cái này tâm đắc lớn bao nhiêu, mau đem băng đều cho ta hòa tan, nói xong còn cần tẩu hút thuốc gõ một cái hắn cái này đầu to. Đại đầu quỷ nhún vai, một mặt bất đắc dĩ, bày ra tay giống như đang nói nó cũng bất lực. Ta nói người có phải hay không quỷ, tan cái băng đều không được, nuôi ngươi làm gì dùng. Đại đầu quỷ đột nhiên mặt kéo xuống, sau đó vỗ nhẹ bụng, tiếp lấy đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta minh bạch hắn ý tứ, hóa ra là đói bụng, cái này dễ dàng, ta từ trên thân móc ra một chồng người chết tiền đốt cho nó. Không bao lâu, đại đầu quỷ trên tay liền có thêm một xấp tiền, nó phóng tới miệng bên trong cắn hai ngụm, sau đó liền phun ra, cho thấy không thể ăn. Ta một mặt phiền muộn, lão tử tiền này là nấu cho ngươi ăn sao? Cái này đại đầu quỷ có phải là đầu óc có chút vấn đề? Xem ra cần phải trực tiếp đốt ăn chút gì cho nó, nhưng ta cái này trên thân cũng không có đốt cho quỷ ăn, ai có thể tùy tiện đem nguyên bảo ngọn nến còn có cống phẩm mang trên thân. Ta nói thật không được, ngươi trực tiếp cắn ta một cái được rồi, quỷ gặm máu người thịt chẳng những có thể lấp bao tử, còn có thể tăng thêm đạo hành, không phải vì cái gì nhiều như vậy quỷ thích bắt người. Ta vươn tay cánh tay thời điểm, đại đầu quỷ cũng không khách khí, trực tiếp liền một hơi cắn, đau đến ta oa oa trực khiếu, kém chút nước mắt đều chảy ra, tiểu tử này thật đúng là không khách khí. Qua mười mấy giây đại đầu quỷ mới buông ra, ta xem xét thịt không có cắn rơi, ngược lại có hai cái dấu răng, giống như hút máu, ta lập tức cảm thấy một trận choáng đầu, lão tử có thể hay không mất máu quá nhiều mà chết. Vừa mới đại chiến xong, không nghĩ tới còn muốn hiến máu, ta cái này không biết sợ tinh thần cũng là không có ai. Đại đầu quỷ ợ một cái về sau, vỗ nhẹ bụng, ta lau mồ hôi lạnh, tiểu tử này đến cùng hút bao nhiêu máu, sẽ không đã đem ta hút khô đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên nó không hề có điểm báo trước phát ra một tiếng bén nhọn tư tiếng kêu, lập tức cả tòa phòng ở đều đang run rẩy, những cái kia băng tất cả đều phanh, phanh, phanh bể nát, lỗ tai ta lập tức ông kêu, cái gì đều nghe không được, ta sợ mình điếc, vội vàng chậm rãi vuốt, một lát sau mới khôi phục bình thường, chẳng qua màng nhĩ còn giống như có chút đau nhức. Ta đưa mắt nhìn lại, trên người mọi người băng đều phá, chẳng qua có ít người vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, có chút thì bịt lấy lỗ tai trên mặt đất cuộn lại giãy giụa lấy, kia đại đầu quỷ tiếng thét chói tai quá khủng bố. Tiểu lão đệ, ngươi lần sau kêu thời điểm, có thể hay không cho ta biết một tiếng? Ta đối đại đầu quỷ nói. Đại đầu quỷ vỗ nhẹ mình đại đầu, một bộ biết sai dáng vẻ, nhưng nó sau đó nhìn xem cánh tay của ta tại chảy nước miếng, ta vội vàng đem vết thương giấu đi. Nuôi quỷ không thể cho ăn huyết nhục, không phải tiểu quỷ về sau đều muốn ăn cái này, không ăn một bữa, liền sẽ phản phệ chủ nhân, ta lần này là hành động bất đắc dĩ, chờ ta khôi phục được giúp nó làm một chút pháp, nếu không về sau nhân khả năng có phiền phức, cái này đầu to nhi tử giống như đã nghiện, mà lại lấy nó vừa rồi kia một tiếng kêu uy lực, cái này quỷ tuyệt đối không phải bình thường quỷ. Nhưng lạnh chết bàn ra, mập mạp thân cường thể béo, hắn cái thứ nhất đứng lên, chẳng qua thân thể giống như còn không có hoàn toàn khôi phục, đi trên đường lung la lung lay. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Mập mạp sau khi tỉnh lại, cái thứ nhất đi hướng ta, chiều ta hắn phất phất tay, ra hiệu hắn không dùng qua đến, xem trước một chút Thi Ngôn. Thi Ngôn lúc này cũng ngồi dậy, nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu mình không có việc gì, còn có những người khác cũng một cái tiếp một cái ngồi dậy, mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng giống như vấn đề cũng không lớn, chỉ là bị đông cứng mộng mà thôi. Bị thương cực kỳ bé nhỏ, cùng ta so sánh kia đều là tiểu vu gặp đại vu. Mã gia người thương thế rất nặng, đặc biệt là Mã Na, trên ngực lỗ máu mặc dù không có chảy máu, nhưng nàng người rất suy yếu, phải tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện. Lúc này đại đầu quỷ đột nhiên bay lên, nó ở trên bầu trời lượn vòng lấy, trên thân phát ra một đạo u lục sắc ánh sáng nhạt, những cái kia ánh sáng nhạt rơi vào người Mã gia trên thân, miệng vết thương của bọn hắn thế mà kết vảy, mà lại sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên. Mã Na thậm chí đều từ trong hôn mê tỉnh lại tới, đôi môi tái nhợt cũng có huyết sắc. Ta dựa vào, cái này đại đầu quỷ thế mà lại còn trị người, vừa rồi kia ngụm máu không có phí công hút,
lần này Mã gia người đều từ quỷ môn quan lôi trở lại, ra sức. Đây là, cái này quỷ, là thổ địa công công, Mã Na nằm trên mặt đất chỉ vào đại đầu quỷ nói. Ta coi như nàng đang nói mê sảng, cái gì thổ địa công công, chính là người khác nuôi một con đầu to tiểu quỷ. Kết thúc rồi à, Mã Lâm nằm trên mặt đất hướng ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, nói kết thúc, Ngụy Trung Hiền triệt để bị tiêu diệt, thiên mãn cũng rất giống khôi phục, chẳng qua có phải hay không là chân chính thiên mãn ta cũng không biết, Mập Hòa Thượng đến cùng là chính chủ vẫn là phân liệt nhân cách, ta có chút bị làm hồ đồ. Mã Lâm nói, cái này mới thật sự là thiên mãn, trước đó cái kia là phân liệt nhân cách, chân chính thiên mãn cũng không có lệ khí, cũng sẽ không như thế cuồng vọng tự đại, hắn ôn nhu, khéo hiểu lòng người, chịu trách nhiệm, là trời một tốt nhất ca ca. Ta có chút không hiểu, đã Mập Hòa Thượng là chính chủ, vì cái gì phân liệt nhân cách ngược lại dáng dấp cùng trời một giống nhau như đúc đâu. Mã Lâm nói, lúc đầu song bào thai chính là chỉ có khi còn bé dáng dấp nhất giống, mà lớn lên về sau, cao thấp mập ốm đều sẽ chịu ảnh hưởng, sau đó bắt đầu để hai người dung mạo càng ngày càng xa, Mập Hòa Thượng cùng trời một mới là chân thật nhất khắc họa, mà cái này cùng trời một giống nhau như đúc thiên mãn, chỉ là Mập Hòa Thượng tăng thêm Ngụy Trung Hiền oán khí chia ra đến ảo tưởng nhân cách. Liền xem như song bào thai, cũng không có khả năng cao thấp mập ốm giống nhau như đúc, ngay cả âm thanh cũng thế. Rất rõ ràng là ảo tưởng nhân cách, bởi vì Ngụy Trung Hiền tồn tại, cái này ảo tưởng có thể thực hiện, liền cùng Ngụy Trung Hiền có thể đem hắc khí biến thành bất kỳ vật gì đồng dạng. Ý của ngươi là, thiên mãn một mực tưởng tượng lấy mình có thể là trời một. Ta nhíu mày hỏi. Mã Lâm nhẹ gật đầu, đúng, hắn suy nghĩ nhiều mình là trời một, vậy hắn cũng không cần bị ném bỏ. Hắn có thể làm thiên gia thiếu chủ, mà không cần bị sói ăn, đi làm một cái xú hòa thượng. Ta thở dài, đều là vận mệnh trêu người, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, để một cái người vận mệnh phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nếu như đêm hôm đó, bọn hắn không có tiến vào gian kia cấm phòng, kết quả kia có phải là liền sẽ mỹ mãn rất nhiều, chẳng qua còn có một cái nghĩ kỹ cực sợ kết quả. Nếu như Ngụy Trung Hiền bên trên chính là trời một thân, vậy hôm nay ta, có hay không còn có thể còn sống? Lấy trời một thiên phú tăng thêm tà ác Ngụy Trung Hiền, ta đoán chừng còn chưa đủ nhét kẽ răng, nghĩ tới đây ta liền mồ hôi đầm đìa, ta là nên cảm thấy may mắn tốt, vẫn là bi ai tốt. Đại đầu quỷ xoay quanh sau một lúc, đột nhiên thân thể mềm nhũn, từ không trung rớt xuống, giống như đã là mệt bở hơi tai, lúc này nhân kịp thời tiếp được nó, sau đó đưa nó ôm nhập trong ngực, đại đầu quỷ nãi thanh nãi khí gọi vài tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, mà thiên gia người vết thương cơ bản kết vảy, hẳn không có trở ngại. Đại đầu quỷ xem như giúp đại ân. Đúng vào lúc này, đột nhiên tất cả mọi người lao qua, sau đó đem ta nâng lên đến, ném không trung, sau đó miệng bên trong hưng phấn kêu Mao Sơn quỷ đạo. Chiều ta trên không vươn nắm đấm, làm một cái tư thế chiến thắng, lần này, ta thắng. Ra ra nhị thúc, các ngươi nhìn thấy sao? Ta thắng, ta không có ném Mao Sơn quỷ đạo mặt. Còn có, trời một, ta thắng, ngươi nhìn thấy sao? Ta tin tưởng hắn nhất định trốn ở nơi nào đó trông thấy, lần này ta giúp hắn đem Mã Lâm cướp về, lần này là ta đánh cứu ngươi. Sự tình kết thúc, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Ta tin tưởng hắn một lần kia khẳng định không có vứt bỏ thiên mãn, ở giữa tuyệt đối có hiểu lầm, mau ra đây giải thích một chút đi, dù sao trên người hắn tà mị đã biến mất, hai huynh đệ có thể quay về tại tốt, một lần nữa cùng một chỗ trưởng quản thiên gia, ta biết trời một khẳng định sẽ rất tình nguyện. Được rồi, đi. Đừng ném, lão tử choáng đầu, thiếu máu biết sao. Ta vội vàng hô, hiện tại thân thể hư, không chịu nổi mấy lần giày vò a. Nhưng ta vừa dứt lời, đột nhiên một trận cương phong đánh tới, thế tới phi thường mãnh, thổi đến mắt của ta đều kém chút không mở ra được. Không tới một giây, ta nghe thấy nhấc lên ta người đồng thời phát ra một tiếng hét thảm, tất cả mọi người bay ra ngoài, mà ta thì trùng điệp ném xuống đất, kém chút không có đem eo cho quảng đoạn. Ta dựa vào một tiếng. Nói đây là có chuyện gì, tại sao không ai tiếp lấy ta điểm, có hay không nghĩa khí. Nhưng khi ta ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên một tấm mỉm cười mặt từ trên xuống dưới nhìn ta, gương mặt này ta biết, cái này mẹ nó không phải Nguyên Không đại sư sao, hắn không chết, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn không phải bị thiên mãn giết sao, thi thể đều tách rời, đầu cùng thân thể tách ra treo ở trong miếu. Không đúng, chương này mỉm cười mặt không thích hợp. Không còn có loại kia hiền hòa cảm giác, ngược lại có chút âm trầm cùng cáo giả, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên Không đại sư chết không phải việc nhỏ, dù sao hắn là tên miếu đắc đạo cao tăng, hắn chết đã từng oanh động toàn cái âm hành,
hiện tại hắn trở ra, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm, còn có vừa rồi kia một chút rốt cuộc là ý gì? Tại sao phải tập kích chúng ta? Nguyên Không đại sư hai tay hợp nhất, niệm một câu A Di Đà Phật, nói thiên mãn đều không có giết, nhanh như vậy liền đắc ý quên hình chúc mừng, không tốt lắm đâu. Ta sửng sốt một chút, cái này lão hòa thượng là Nguyên Không đại sư sao? Chân chính Nguyên Không đại sư nuôi thiên mãn hơn 10 ngày, làm sao có thể bỏ được giết hiện tại tay trói gà không chặt thiên mãn, thậm chí thiên mãn cũng còn hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ là thiên mãn muốn giết hắn, cho nên hắn ghi hận trong lòng rồi. Không có khả năng, người xuất gia không phải giới hận sao? Huống chi Nguyên Không đại sư loại này đắc đạo cao tăng. Không thích hợp, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lúc đầu tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Không đại sư, hiện tại hắn manh mối một chỉ, tất cả mọi người nhìn về phía Mập Hòa Thượng Thiên Mãn, mà hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, bất kỳ người nào đều có thể không cần tốn nhiều sức giết hắn. Lúc này rất nhiều người đều một lần nữa lấy ra đao kiếm, sau đó chậm rãi đem Thiên Mãn vây lại, chết nhiều như vậy người đều là bởi vì hắn, khoản nợ này, đủ để đem Mập Hòa Thượng Thiên đao vạn quả, những người kia trên mặt phi thường dữ tợn, biểu lộ đều là tràn ngập cừu hận. Ta cho Mập Mạp nháy mắt, ra hiệu hắn đừng để người khác làm loạn, cái này Thiên Mãn không phải giết người Thiên Mãn, không thể giết. Tất cả mọi chuyện, đều phải chờ trời vừa ra tới lại từ từ giải quyết, chỉ cần đem Mập Hòa Thượng giam lại là được, không cần thiết giết hắn. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ, cái này Nguyên Không đại sư chính là đến báo thù, mà lại ta không biết hắn là thật, vẫn là giả, thật Nguyên Không đại sư hẳn là chết. Tất cả âm hành người tại Nguyên Không đại sư kích động dưới, toàn bộ đều hướng đã hôn mê Mập Hòa Thượng vây lại, bọn hắn khả năng cũng không biết vì cái gì Thiên Mãn biến thành một cái múc míp hòa thượng, nhưng bọn hắn nhận định, cái này Mập Hòa Thượng chính là hại toàn cái âm hành hung thủ. Mập Mạp tại ta ra hiệu dưới, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, hắn ngăn tại Mập Hòa Thượng trước mặt nói, mọi người đừng xúc động, người khác đã hôn mê, không có năng lực hoàn thủ, ta không thể xuống tay, cái này quá không giảng cứu. Nói nhảm, hiện tại không giết hắn, chờ hắn tỉnh, liền nên giết chúng ta. Không biết ai trách móc la một câu, những người khác cũng vội vàng đi theo phụ họa. Ta vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn chớ quấy rầy, hiện tại Thiên Mãn coi như tỉnh lại, cũng chỉ sẽ trở thành chúng ta tù nhân, không cần quá gấp giết hắn, ngược lại là cái này đột nhiên xuất hiện Nguyên Không đại sư có chút vấn đề. Ta địa vị bây giờ đã xưa đâu bằng nay, nói lời tự nhiên cũng rất có phân lược, mọi người cũng đều nghiêng đầu qua đến xem hướng Nguyên Không đại sư, sau đó lao nhau thảo luận, cái này lão hòa thượng không nên chết sao? Làm sao đột nhiên liền còn sống ra tới, mọi người trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị. Tại đại đầu quỷ trị liệu dưới, thương thế của ta cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, không nói sinh long hoạt hổ, chỉ ít có thể đứng có thể đi, ta đi đến Nguyên Không đại sư bên người quấn một vòng, sau đó hỏi, Nguyên Không đại sư, ngươi không phải chết sao? Tại sao lại sống rồi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Nguyên Không đại sư cười ha ha. Lần này nụ cười cũng không tiếp tục giống như trước kia, lần này là tiếu lý tàng đao, có loại nói không nên lời gian trá, ta nhìn ở trong mắt cảm thấy có chút rùng mình, đây là đắc đạo cao tăng sao? Mà lại đều đã cao tuổi, nụ cười này, so lão hồ ly cũng còn làm người ta sợ hãi. Nguyên Không đại sư sau khi cười xong, giải thích nói, hắn đã sớm biết lúc ấy Thiên Mãn muốn giết hắn, thế là bố trí một cái cục, để Thiên Mãn coi là giết hắn, nhưng lúc ấy hắn cũng chưa chết. Thi thể cùng hiện trường đều là hắn biên tốt, đầu người là đậu hũ làm, mặt khác thành hắn hình dạng của mình, không ai nhận ra được, may mắn có một chiêu lừa dối, bằng không, hắn sớm ở ra rắm, hiện tại Thiên Mãn rơi đài, hắn vừa vặn đến báo thù. Nói đến đây, đột nhiên Nguyên Không đại sư nước mắt tuôn đầy mặt lên, nói cái gì nuôi Thiên Mãn mười mấy năm, thế mà nuôi một đầu bạch nhãn lang, không hiếu thuận hắn thì thôi, còn muốn giết hắn, thật sự là thiên lý nan dung. Hiện tại hắn liền phải thanh lý môn hộ. Nguyên Không đại sư nói đến than thở khóc lóc, âm hành người đều không khỏi đồng tình lên hắn đến, nhìn qua trên đất Mập Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi, một bộ đợi chút nữa muốn đem hắn thiên đao vạn quả dáng vẻ, chẳng qua ta lúc này lại nhìn thấy Nguyên Không đại sư vụng trộm lau nước mắt dáng vẻ, đây không phải là đang khóc, kia là đang cười, lão gia hỏa này đang diễn trò. Ta nói Nguyên Không đại sư, người khởi tử hoàn sinh, cái này sự tình nhưng treo thật nhiều. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi chính là Nguyên Không đại sư? Ta nhíu mày, nghĩ cực lực vạch trần hắn không phải Nguyên Không đại sư, bằng không, Mập Hòa Thượng ta có thể muốn không bảo vệ nổi, hiện tại đám người xúc động phẫn nộ, âm hành cho Thiên Mãn làm cho chướng khí mù mịt, hôm nay lại là tử thương vô số,
ta thật không biết như thế nào lại giúp hắn nói chuyện. Ghê tởm hơn chính là, cái này chết trời một đến bây giờ còn không xuất hiện, lão tử tại cái này đả sinh đả tử, ngươi còn không ra chống đỡ chàng tử, đến cùng đến đó happy đi. Nguyên Không đại sư cũng là không giả, trực tiếp đem Tăng Y trừ xuống tới, lúc này sau lưng của hắn nhăn như là vỏ cây một loại, trên da ấn có 7 viên xá lợi tử. Nguyên Không đại sư nói, mọi người đều biết, hắn cái kia trong miếu chủ trì đều muốn in lên xá lợi tử hình dạng, dòng dã 7 viên, đây cũng không phải là ai cũng bắt trước, mà lại Nguyên Không đại sư trên người xá lợi tử ấn đã mấy chục năm, cũng có thể thấy được vết tích, tên giả mạo lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tính được đến điểm ấy. Lúc này mấy cái âm hành đại lão cùng một chỗ xông tới, nghiệm một hồi, bọn hắn tất cả đều nhất trí nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt nói đây tuyệt đối là Nguyên Không đại sư, không sai. Nguyên Không đại sư mặc vào Tăng Y, một mặt nụ cười, nói hắn cũng không phải thiên gia người, có tiền có thế, một cái thối lão hòa thượng, miếu cũng cho thiên mãn hủy, ai còn sẽ đến giả mạo hắn. Đã các đại lão đều nghiệm chứng xong, vậy cái này hẳn là không sai, người này thật sự là Nguyên Không đại sư. Nhưng thái độ của hắn cùng hành vi vì cái gì đột nhiên phát sinh 180 độ chuyển biến đâu. Ngày đó nhìn thấy hắn cũng không phải như vậy. Nguyên Không đại sư lúc này chỉ mập hòa thượng nói đã các ngươi không động thủ, vậy ta cũng không khách khí, hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ, cái này thằng danh con chẳng những muốn hại ta, còn đồ đầy miếu người, hôm nay, ta không phải báo thù này không thể. Nguyên Không đại sư một bộ răng đều cắn nát dáng vẻ, dẫn theo thiền trượng liền chậm rãi đi tới. Những người khác nghe xong, đây chính là huyết hải thâm cửu a, ai cũng không dám cùng hắn đoạt, trực tiếp tránh ra một con đường. Nhưng ta lúc này lại vươn tay ngăn lại hắn, không để hắn lại hướng phía trước, chậm đã, Nguyên Không đại sư, thiên mãn là ta đánh bại, người cái này tới nhặt chết vịt, cũng quá sẽ chiếm ta tiện nghi đi. Vừa rồi huyết chiến thời điểm làm sao không gặp ngươi, hiện tại đổ đến nói đến khẳng khái phân trần lên, xử trí như thế nào hắn, là chuyện của ta, vòng không được ngài hao tâm tổn trí. Người muốn thật muốn giết hắn, còn phải nhìn ta tâm tình. Lúc này Nguyên Không đại sư đột nhiên đem thiền trượng chợt một chút nện xuống đất, chỉ nghe thấy một trận trầm đục, mặt đất lập tức nứt ra 8 đầu khe lớn, ta chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đối mặt đánh tới, mọi người cũng thiếu chút bởi vì rung động dữ dội đứng không vững ném xuống đất. Tiểu tử, vậy ta hôm nay cứng rắn muốn bắt hắn mệnh đâu? Ngươi lại nên làm như thế nào? Nguyên Không đại sư đột nhiên hung hãn nói. Ta vội vàng lui lại một bước. Lão gia hỏa này lại có như thế lớn thực lực, ta đột nhiên có loại ảo giác, coi như thiên mãn tại, hắn có thể giết chết lão hòa thượng này sao? Hắn hôm nay đến cùng tại sao tới? Thật chỉ là vì giết thiên mãn. Ta nghe Nguyên Không đại sư lời nói, ha ha phá lên cười, không làm như thế nào, bằng vào ta hiện tại trạng thái, cho dù có tâm ngăn cản ngươi, ta cũng vô lực, chỉ là ngươi sau này sẽ bị người nhạo báng, sẽ chỉ nhặt chết vịt, còn đoạt hậu bối công lao, mà lại a. Còn thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta, thật là một cái chính cống tiểu nhân. Nguyên Không đại sư hừ lạnh một tiếng, nói xong tiểu tử, nhanh mồm nhanh miệng, hắn căn này thiền trượng đều đấu không lại ta cái miệng này. Ta nhếch miệng, không nói gì, ý là chính ngươi nhìn xem lo liệu đi, dùng sức mạnh ta không có chỗ tốt, ngươi cũng không có chỗ tốt, đều tuổi đã cao, vẫn là đạt được cao tăng, cũng không thể mặt mo đều không cần đi. Vì bảo đảm trời một cái này ca ca, ta thật đúng là nhọc lòng. Thiên tân vạn khổ đem hắn đánh bại, hiện tại còn phải thiên tân vạn khổ bảo đảm hắn, ta dự tính ban đầu cùng Mã Lâm là đồng dạng, mặc kệ trời vừa có không có phạm sai lầm, phần này nợ trước giúp hắn còn, không phải làm thế nào hảo huynh đệ, cho nên thiên mãn không thể chết, ít nhất phải chờ trời vừa ra tới mới quyết định. Nguyên Không đại sư cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói được thôi, đã ta lời nói đều nói đến mức này, vậy hắn cũng không thể thế nào, nói xong cũng nghĩ quay người rời đi. Ta nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một khối đá lớn rốt cục tính rơi xuống, ngay tại lúc này, đột nhiên xoay người Nguyên Không đại sư đột nhiên trở lại thân thể đến, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị một chưởng đánh tới, ta né tránh không kịp, bị một chưởng đánh trúng đầu vai, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hừ, ngươi là cái thá gì, lão nạp muốn để lấy ngươi. Nguyên Không đại sư một mặt giữ tợn thu hồi chưởng. Ta ngã trên mặt đất, lau đi khóe miệng bên cạnh máu chất vấn, ngươi đây là ý gì? Nguyên Không đại sư nhếch miệng lên, một mặt cười xấu xa nói lão nạp ra tới lẫn vào thời điểm, ngươi còn tại chơi bùn cát, ngươi cùng ta giảng số, mình bao nhiêu cân lượng a? Ngươi, ta che lấy bả vai muốn đứng dậy đánh trả, nhưng thân thể thực sự là không chịu đựng nổi, vừa rồi đại chiến đã tiêu hao toàn bộ thể lực, lão gia hỏa này chính là thừa dịp ta bệnh muốn giết ta lão hỗn đản.
Mập mạp thấy ta bị đánh, lập tức liền giận, xông đi lên liền phải cùng Nguyên Không Đại Sư liều mạng, nhưng Nguyên Không Đại Sư thiền trượng vung lên, mập mạp không có tới gần liền bị một trận cương phong gió thổi, vừa vặn đổ vào mập hòa thượng bên cạnh, không biết có phải hay không là té xuống thời điểm đầu nện, trực tiếp hai mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này Âm Hành người cũng không vui lòng, hiện tại Nguyên Không Đại Sư đang đánh lão đại bọn họ, còn muốn đến phân chiến quả, trực tiếp tất cả mọi người mắng hắn lão lửa chọc, còn gọi hắn lăn, tuy nói là đắc đạo cao tăng, nhưng bây giờ làm sự tình không có chút nào biết điều, mà lại Âm Hành người rất hiện thực, bọn hắn lại không có nhận qua cái này đắc đạo cao tăng ân huệ, tự nhiên không cầm lấy giấy nợ của hắn. Ta có chút vui mừng, xem ra một trận chiến này, ta đích xác tại Âm Hành địa vị tăng lên, nói là Âm Hành anh hùng cũng không đủ, cuối cùng là có người giúp ta ra mặt. Nhưng Nguyên Không Đại Sư biểu lộ có chút kỳ quái, hắn thế mà không có chút nào sợ hãi, cũng không hoảng hốt, giống như mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay đồng dạng, đột nhiên hắn lại xấu nở nụ cười, dùng tay tại trên cổ làm một cái xóa bỏ động tác, trong tim ta lập tức lạc một tiếng, cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Quả nhiên, trong đám người đột nhiên phát ra vài tiếng kêu thảm, có mấy đạo máu tươi ra tới, ta quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lưng Còng Lão Lục cùng Khỉ Ốm Làm, bọn hắn đột nhiên nổi lên, rất nhiều người không có kịp phản ứng, liền đầu người rơi xuống đất. Ở trong đó còn có rất nhiều Khỉ Ốm cùng Lưng Còng Lão Lục người, bọn hắn cũng đột nhiên nổi lên, lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhiều người đều nháy mắt bị giết, lại phản kháng thời điểm, đã là rơi vào thế yếu. Nguyên Không Đại Sư cũng đột nhiên huy động thiền trượng, một cái quét ngang qua đi, mười mấy người liền bị quét đến giữa không trung, rơi xuống đất lúc sau đã tại từng ngụm nôn ra máu, cái này lão lửa chọc thực lực có thể xưng khủng bố, không hổ là sống không sai biệt lắm 100 tuổi lão nhân tinh, ta dám khẳng định, coi như Ngụy Trung Hiền thân trên thiên mãn, cũng không nhất định có thể giết hắn, trước đó hết thảy, đều là hắn lão gia hỏa này trang, hắn đến cùng muốn làm gì? Chỉ là muốn giết thiên mãn báo thù, không phải, hắn khẳng định còn có càng nhiều mục đích cùng càng lớn kế hoạch. Rất nhanh, ta người liền bị vây đến cùng một chỗ, sau đó bước đến nơi hẻo lánh, chẳng qua kia năm vị Âm Hành đại lão lại đứng bất động, bọn hắn cũng không đánh người, người khác cũng không đánh hắn, từ vừa mới bắt đầu năm người này đều là đang đánh xì dầu, nói là lưu manh một chút cũng không sai, đến bây giờ dứt khoát cái gì cũng không làm, chẳng lẽ cùng Lưng Còng Lão Lục bọn hắn đồng dạng, cũng là Âm Hành phản đồ a? Không giống, muốn phản sớm phản, bọn hắn không giống người tốt, cũng không giống người xấu, điều này cũng làm cho ta có chút nhìn không thấu. Năm vị đại lão, ta biết các ngươi là quốc gia người, chúng ta nước sông không đáng nước giếng, mời đi. Nguyên Không Đại Sư đột nhiên nói. Năm vị đại lão đồng loạt quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt, sau đó nhanh chân đi ra thiên gia đại sảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ta tức giận đến dùng sức chùy một chút mặt đất, thật sự là đáng ghét. Âm Hành đáng tin người thật sự là ít càng thêm ít, thời khắc mấu chốt luôn luôn có người nói cho ta cái gì là hiện thực, ta một người đã gánh phải đủ nhiều, thời khắc trọng yếu vẫn không có người nào đứng ra, ta hiện tại cỡ nào hoài niệm có thiên một thời gian. Ta đã không có cái uy hiếp gì, Nguyên Không Đại Sư căn bản không để ý tới ta, hắn đối đám kia bước tại nơi hẻo lánh người nói, đầu hàng không giết, bỏ vũ khí xuống có thể rời đi. Thi Ngôn nắm chặt chủy thủ không chịu đầu hàng, nàng nghĩ phá vây ra ngoài cứu ta. Nhưng ta đối nàng nháy mắt, ra hiệu nàng không nên vọng động, có thể không thiệt thòi trước hết không muốn ăn thiệt thòi, trước đầu hàng ra ngoài tìm cửu thúc bọn hắn, nói không chừng còn có lật bàn cơ hội, bên ngoài cửu thúc còn có không ít người. Thi Ngôn hiểu ý về sau, cùng tất cả mọi người đầu hàng, nhưng lúc này Nguyên Không Đại Sư đột nhiên lật lọng, một cái thiền trượng quét tới, tất cả mọi người bị quét ghé vào trên tường, nhả mấy ngụm máu tươi về sau, không một may mắn thoát khỏi, đều hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Ngươi lão hồ ly này, thật là đủ hèn hạ, còn phải đạo cao tăng, ta nhổ vào. Ta hung dữ mắng, hiện tại còn có ý thức liền thừa ta cùng Mã Gia người, cái này Nguyên Không Đại Sư có thể nói là hoàn toàn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhặt cái đại tiện nghi, cấp tốc trưởng khống toàn cục. Ha ha ha, Nguyên Không Đại Sư đột nhiên điên cuồng nở nụ cười, thẳng đến khàn cả giọng mới dừng lại, đắc đạo cao tăng. Ai nói với ngươi, đây chẳng qua là người khác cứng rắn bộ cho ta thôi. Không 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 nên nói như vậy, ta chỉ là ngụy trang một chút người tốt, bọn hắn liền gọi ta đắc đạo cao tăng. Thật sự cho rằng ta tế thế vi hoài, phổ độ chúng sinh a. Năm đó cái kia giết toàn thôn tiểu tử, thật sự cho rằng ta độ hóa hắn rồi. Ha ha, đừng ngốc, ta đem hắn treo lên đánh 3 ngày 3 đêm, sau đó tra tấn 1 tháng, hắn về sau liền cùng chó đồng dạng nghe lời, còn có kia một thôn quỷ, ta đem bọn hắn đều diệt,
một con đều không buông tha, người khác đều cho là ta siêu độ bọn hắn, ha ha. Đến trong miếu hướng ta cầu tử, thật sự cho rằng là ngã Phật Pháp cao thâm. Thật sự cho rằng là Phật Tổ hiển linh, ha ha, đừng ngốc, chỉ là ta cho các nàng thôi miên, sau đó mang trở về trong phòng lo liệu, cái này chẳng phải có hài tử. Những cái kia làm chuyện xấu người, thật sự cho rằng đến trong miếu tìm ta liền có thể độ hóa trong lòng bọn họ ác, ta đem bọn hắn đều làm thịt, sau đó ném vào trên núi cho dã thú ăn, a a, không đúng, cái này xem như chuyện tốt. Hừ, đắc đạo cao tăng, ha ha, độ người độ quỷ, ha ha, tế thế vi hoài, thế gian này có ác, liền phải lấy ác dừng ác, thế gian này có oán, liền phải lấy oán báo oán, người tốt sẽ chỉ bị dẫm đạp, mặc kệ làm người làm quỷ đều như thế. Thế gian này nào có cái gì người tốt, đều chỉ chẳng qua giống như ta ngụy trang thôi, kéo xuống mặt nạ, so ta còn xấu xí. Nghe xong Nguyên Không Đại Sư lời nói, ta đột nhiên minh bạch, cái này căn bản cũng không phải là cái gì đắc đạo cao tăng, chính là một đầu sói đội lốt cừu, ngụy người tốt thôi, quả nhiên thế gian nghe đồn không thể dễ tin, vẫn là phải xem bản chất, đặc biệt là người, quỷ không bằng người tâm ác. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận cường đại âm phong thổi tới, ta meo một chút mắt. Cảm thấy toàn thân đều rét run, chờ gió lúc ngừng lại, ta mới dám mở mắt ra, lúc này ta đột nhiên toàn thân run lên, bởi vì Nguyên Không Đại Sư bên người thế mà đứng cái kia ngày đêm muốn giết chết ta lão thái bà. Lại là nàng, nàng trước đó không phải cùng Thiên Mãn một bọn sao, làm sao hiện tại lại cùng Nguyên Không Đại Sư làm cùng một chỗ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cục trong cục, ta đột nhiên có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nói Thiên Mãn chỉ là một con cờ sao. Sự tình càng ngày càng phức tạp, ta vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Mãn về sau thế mà còn có cái Nguyên Không Đại Sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cục trong cục. Kia Thiên Mãn là cái gì? Quân cờ. Lão thái bà nhìn thấy ta về sau, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi lên, chỉ nghe thấy hô phải một tiếng, ta liền mắt cũng không kịp nháy một chút, nàng liền xuất hiện ở trước mặt ta. Trong lòng ta lạc một chút, không tốt, hiện tại ta căn bản không có năng lực phản kháng. Không sợ. Một năm kỳ hạn chỉ mới qua nửa năm, nàng hẳn là không thể giết ta, hiện tại ta hẳn là an toàn. Lão thái bà đi vào trước mặt của ta về sau, gầm thét một tiếng, một trận cường đại âm phong lướt nhẹ qua mặt mà đến, ta kém chút bị thổi tới không trung, may mắn ta gắt gao chống đỡ, chẳng qua sau đó một con băng lãnh móng vuốt bóp ở trên cổ ta, kia cỗ lạnh buốt ta thật không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân giống như rơi vào hầm băng đồng dạng, tất cả tế bào có vẻ như đều bị đông cứng. Thân thể muốn động lại không động đậy. Lâm gia tạp toái, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão thái bà mặt mày dữ tợn, giống như cuồng vũ ác ma đồng dạng, toàn thân tản ra làm người ta sợ hãi lệ khí, nhưng nàng tay vừa muốn dùng sức, thân thể đột nhiên rất muốn bị điện giật kích đồng dạng, tay run một cái liền buông ra, chính nàng cũng bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Hừ, lại nhịn ngươi nửa năm, tiểu tử thúi. Lão thái bà mạnh mẽ mắng. Nguyên Không Đại Sư đột nhiên giơ lên thiền trượng nói, có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết hắn, ngươi không thể giết, ta có thể. Lão thái bà vội vàng nhấc tay ngăn cản nói, không được, tiểu tử này nhất định phải ta tự mình xuống tay, bằng không, có ý nghĩa gì, cái này thù ta cũng chờ bao lâu, liền kém một cái chết thừa chồng, ta nhất định phải lâm ra diệt tuyệt. Nguyên Không Đại Sư nhíu mày, ngươi xác định, nhưng tiểu tử này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh, Thiên Mãn tăng thêm yêu nhân đều không phải đối thủ của hắn. Nếu như đợi thêm nửa năm, ta sợ ngươi. Hừ, đừng nói chờ nửa năm, đợi thêm hắn 100 năm còn không sợ, ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết trời một tiểu tử kia liền phòng ngừa sai sót, thiên gia mấy trăm năm mới lại xuất hiện thiên tài, toàn bộ âm hành, ta sợ nhất chính là hắn, cái khác ta một cái đều không để vào mắt. Nguyên Không Đại Sư thu hồi thiền trượng, kia là tự nhiên, ta cùng thiên gia có thù không đội trời chung, ta bố cục này đã mười mấy năm, hôm nay ta chẳng những muốn giết bọn hắn hai huynh đệ, còn muốn đem thiên gia phá hủy, nhổ tận gốc. Đúng, người bên ngoài thế nào rồi? Nguyên Không Đại Sư đột nhiên lại hỏi. Lão thái bà cười lạnh một tiếng, nói người bên ngoài toàn bộ đều bị nàng giải quyết, những cái này âm hành phế vật, như trước kia âm hành thực tình không so được. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, sinh hoạt trình độ cũng đề cao, ăn người chết cơm càng ngày càng ít, âm hành người tài giảm mạnh, tự nhiên không có lấy trước như vậy phồn hoa, chẳng qua bên ngoài nhưng có không ít người. Cửu thúc cùng Ngụy Thư Đình bọn hắn, còn có thiên gia người, lão thái bà này thật lợi hại như thế. Thế mà đem toàn bộ âm hành đều người đều giải quyết rồi. Cái này đến cùng là cấp bậc gì ác quỷ? Phải biết, ăn người chết cơm người, nhưng không có sợ quỷ.
Ha ha ha. Ha ha ha. Lão thái bà đột nhiên cùng Nguyên Không đại sư phá lên cười, bọn hắn trưởng khống toàn cục, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhặt cái đại tiện nghi, tự nhiên cười đến vô cùng vui vẻ, khỉ ốm cùng lưng còng lão lục hai cái này phản đồ tự nhiên cũng có thể phân đến một chén canh, cho nên cũng đi theo phá lên cười. Ta phi một tiếng phun ra một miệng lớn nước bọt, mắng một câu thật không biết xấu hổ. Lập tức bọn hắn đều ngừng lại, sau đó hung hăng trừng mắt ta cũng không sợ, dù sao nhiều nhất vừa chết nha, hôm nay đến, ta liền làm tốt hy sinh chuẩn bị, chính là không nghĩ tới sẽ là cục diện này, thế mà bị đột nhiên phục sinh một cái lão lửa chọc ám toán. Tiểu tử, ngươi thật giống như không phục lắm a. Lão thái bà lạnh lùng nhìn ta. Ta cũng lạnh lùng đáp, nào dám không phục, kia lão lửa chọc đều nói sắp đặt mười mấy năm, chúng ta mới kế hoạch mấy ngày, tự nhiên không phải đối thủ của người khác. Ta trái một câu lão lửa chọc, phải một câu lão lửa chọc, Nguyên Không đại sư rốt cục chịu không được, giơ lên thiền trượng liền phải đánh ta, nhưng lại bị lão thái bà ngăn lại, ta lần này có thể tính là yên tâm có chỗ dựa chắc, ta liền thích hắn loại này không quen nhìn ta, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Nhưng lúc này lão thái bà đột nhiên nói ra một câu để ta khiếp sợ lời nói, người biết, yêu tăng là ai không? Ta sửng sốt một chút, không biết lão thái bà hỏi cái này là có ý gì, yêu tăng chẳng lẽ không phải Mập Hòa Thượng chia ra người tới cách sao? Nguyên Không đại sư cùng lão thái bà đột nhiên ha ha phá lên cười, sau đó Nguyên Không nói, loại này thế nhân bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, thật là tốt. Thiên mãn trên thân cái kia là yêu nhân, nói trắng ra là tên thái giám, hắn uống nữ nhân máu, nếu không liền toàn bộ ăn, nhưng là đối với phương diện kia, lại làm sao có thể có hứng thú, rất nhiều cố sự đều là ta biên ra tới, âm dương đồng tu loại tà pháp này hoàn toàn chính xác có đang luyện, chỉ có điều luyện người kia là ta, không phải thiên mãn, yêu tăng vẫn luôn là ta, mà không phải thiên mãn. Ha ha, nghe Nguyên Không đại sư lời nói, ta cả người giống như điên cuồng đồng dạng, lập tức từ dưới đất xông lên, ngươi mới là yêu tăng. Đúng, không sai, ta ngủ nữ nhân, so ngươi ăn muối còn nhiều, chỉ có điều không có một cái còn sống, chân núi đầu kia làng nữ nhân cũng tất cả đều là ta ngủ, sau đó giết ném trong sơn động, tái giá họa cho thiên mãn, tiểu tử này chẳng qua là ta nuôi một con chó mà thôi, một đầu giúp ta báo thù chó. Ta mới là yêu tăng. Còn có, trong miếu người cũng là ta giết, ta hóa thành thiên mãn dáng vẻ, sau đó đem toàn bộ miếu người đều giết, thiên mãn là sau đến, ta gọi lão thái bà giật dây hắn nói là mình giết, dạng này hiển bá khí, không nghĩ tới con lợn này thật làm như vậy, dạng này nháy mắt liền chọc giận tất cả mọi người, thiên gia chi chiến mới lấy tăng tốc tiến trình, đây hết thảy đều là ta an bài, thiên mãn chẳng qua là một con quân cờ. Thiên mãn trên người phong ấn cũng là ta tự đánh mình mở, chính ta phong ấn, tự nhiên chỉ có ta tự đánh mình mở, căn bản cũng không có người nào chen chân, đây chỉ là ta tự biên tự diễn một tuồng kịch, thiên mãn con chó này ta nuôi rất nhiều năm, cũng là thời điểm thả ra cắn người, lão thái bà cái này ác quỷ là con chó dây thừng, lão thái bà nắm hắn đi hướng nào, hắn liền phải đi hướng nào, ha ha, hoàn mỹ. Ta cuối cùng đã rõ, thiên mãn quả nhiên chỉ là Nguyên Không đại sư một con quân cờ, hết thảy tất cả đều là hắn cùng lão thái bà bố trí cục diệt, lợi dụng trời một đôi thiên mãn áy náy. Sau đó cướp đoạt thiên gia quyền vị, lại kích phát thiên gia cùng âm hành chiến tranh, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật sự là một cái cục trong cục, hai cái lão gia hỏa đều cực kỳ giảo hoạt cùng âm hiểm, cái này chiêu thật là không có người nào muốn lấy được, thiên mãn nghĩ không ra. Ta cũng không nghĩ ra. Thế nhưng là tại sao vậy? Nguyên Không đại sư nhọc lòng bố trí một cái như thế lớn cục, dùng thời gian mười mấy năm, chính là vì quyền lợi cùng tiền tài. Nghĩ độc bá nhất phương. Không đúng, bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu, chính là diệt trừ thiên gia, diệt trừ trời một. Lão thái bà là sợ trời một đám ta, cho nên muốn trừ hết khối này đá cản đường, kia Nguyên Không đại sư đâu. Nguyên Không đại sư làm nhiều chuyện như vậy, bảy cái này bao lớn cục là vì cái gì? Ta vừa mới nghe được hắn nói cùng thiên gia có thù, chẳng lẽ Nguyên Không đại sư là vì cừu hận? Ta trực tiếp hỏi lên, cái này sự tình ta cho dù chết cũng phải hiểu rõ. Thiên mãn cùng ta giống như đều bị hắn bày một đạo. Nguyên Không đại sư dương đầu lên, một mặt oán hận, khóe miệng không ngừng co quắp, không sai, ta cùng thiên gia chính là có thâm cừu đại hận, thiên vân, ngươi đoạt nữ nhân của ta, ngươi cái này bất nhân bất nghĩa đổ chó, ta nhất định phải để các ngươi thiên gia trả giá giá cao thảm trọng. Thiên vân, đây là thiên gia ai vậy? Lúc này Mã Lâm nhỏ giọng nói, thiên vân chính là trời một thái gia gia, Nguyên Không đại sư đều ở độ tuổi này.
có thể cùng hắn kết thù, cũng chỉ có trời một Thái Gia Gia. Ta đi, Thái Gia Gia một đời kia, cũng chính là trời một Gia Gia ba ba, cái này cũng nhiều ít năm trước sự tình, vẫn là vì nữ nhân, cái này lão lừa chọc đều xuất ra, còn như thế chấp nhất làm gì. Nguyên Không Đại Sư hừ lạnh một tiếng, nói ta không hiểu, Thiên Vân mang cho hắn khuất nhục cùng loại kia bị người phản bội đau đớn, hắn đời này đều quên không được, thiên gia người đều là đồ vô sỉ, âm hiểm xảo trá hoành đao đoạt ái thì thôi, còn làm bộ nhân nghĩa, ngụy quân tử một cái, hôm nay, hắn liền phải thiên gia thủ túc tương tàn, phá hủy toàn bộ thiên gia. Ta nhìn hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, giống như cái này oán hận còn cực kỳ sâu, có thể để cho hắn hận không sai biệt lắm một thế kỷ. Cái này đến cùng làm sao chuyện, có thể hay không nói một chút. Nguyên Không Đại Sư hừ lạnh một tiếng, nói đã ta có hứng thú, vậy liền để hắn để lộ thiên gia dối trá khuôn mặt để ta xem một chút. Nguyên Không Đại Sư lúc nhỏ, trong thôn náo qua nạn đói, người trong nhà không có cơm ăn, thế là đành phải đem Nguyên Không đưa lên chùa miếu làm hòa thượng. Về sau phụ mẫu không còn có đi lên đi tìm Nguyên Không, có thể là chết đói, Nguyên Không khi đó còn nhỏ. Không biết đường về nhà, thế là Nguyên Không liền định cả một đời ở tại trong miếu đầu làm hòa thượng. Làm hòa thượng mặc dù khổ, nhưng ít ra không cần đói bụng, mất mùa người ăn người, kia là thật tàn khốc, tại trong miếu chí ít có thể an ổn. Chờ Nguyên Không 18 tuổi thời điểm, rắn chắc một vị thường xuyên đến trong miếu dâng hương nữ thí chủ, nàng là một vị đại hộ nhân gia thiên kim, tên là Nhiếp Nghiên Yên. 18 tuổi là mới biết yêu niên kỷ, hòa thượng cũng không ngoại lệ. Nhiếp Nghiên Yên dáng dấp xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp, khí chất văn nhã, ăn nói bất phàm, đi năm 17, Nguyên Không đối nàng vừa thấy đã yêu. Nhiếp Nghiên Yên mỗi tháng lần đầu tiên 15 liền sẽ đến trong miếu dâng hương, trừ hai ngày này, Nguyên Không làm cái gì đều không tâm tư, liền ngóng trong lần đầu tiên, 15 hai cái này thời gian nhanh lên đến, niệm kinh bái Phật cũng bắt đầu thất thần, nghĩ Nhiếp Nghiên Yên nghĩ đến chả không nghĩ, cơm không muốn, nhưng hắn là tên hòa thượng. Người ta một cái thiên kim đại tiểu thư, làm sao lại coi trọng hắn đâu. Cái này sự tình, đoán chừng liền đại từ đại bi Phật tổ đều sẽ không đồng ý. Nguyên Không một mực thầm mến Nhiếp Nghiên Yên không dám mở miệng, thẳng đến hắn kết bạn thiên gia đại thiếu gia, Thiên Vân. Thiên Vân cũng thường xuyên đến ngọn núi này tu hành, ngẫu nhiên vào miếu bái bai Phật tổ, hai người một tới hai đi, liền trở thành bằng hữu. Nguyên Không chỉ có Thiên Vân một người bạn như vậy, thầm mến Nhiếp Nghiên Yên sự tình. Liền nhanh như chớp toàn bộ đối Thiên Vân nói. Thiên Vân nghe xong, nói người thế nào như thế sợ đâu. Có yêu liền nói ra miệng, nhân duyên nha, thượng thiên an bài lớn nhất, người cứ mở miệng, cái khác giao cho thiên ý. Nguyên Không ngay từ đầu không đồng ý, nói mình là tên hòa thượng, sao có thể? Sao có thể động tâm? Thiên Vân nói người cũng không phải khám phá hồng trần tự nguyện làm hòa thượng, muốn cái này sự thành, người liền xuống núi hoàn tục, còn ôm mỹ nhân về. Nếu như không thành, vậy đã nói rõ Phật tổ không đồng ý, ngươi liền thanh thản ổn định khi ngươi tiểu hòa thượng đi. Nguyên Không nghe xong, cảm thấy cũng đúng, tăng thêm cái này độ tuổi huyết khí phương cương, vừa nghĩ tới người trong lòng của mình, huyết khí liền phun lên đầu, tại Thiên Vân cổ vũ dưới, Nguyên Không lúc này liền viết một phong thư hướng Nhiếp Nghiên Yên thổ lộ, nhưng mình thân phận này giao không quá phù hợp, thế là cái này gánh nặng liền rơi xuống Thiên Vân trên thân tới. Thiên Vân cũng không từ chối, vỗ nhẹ lồng ngực. Nói chuyện này khẳng định giúp hắn làm thỏa thỏa thiếp thiếp, thiên gia người coi trọng nhất nghĩa khí. Có danh tiếng, tìm tới phủ thượng không khó khăn, tăng thêm hắn thiên gia đại thiếu gia thân phận, đưa phong thư chuyện nhỏ, Thiên Vân một lát đều không chậm trễ, lập tức xuống núi đưa tin đi. Đêm hôm ấy, Nguyên Không lăn lộn khó ngủ, là đã khẩn trương lại hưng phấn, qua hai ngày Thiên Vân mới đem thư trả lại, lần này nhưng làm Nguyên Không gấp xấu, vội vàng hỏi Thiên Vân thế nào rồi. Thiên Vân nói chớ khẩn trương. Người ta hồi âm, Nguyên Không mở ra tin xem xét, trong thư Nhiếp Nghiên Yên thế mà cũng đối Nguyên Không biểu đạt yêu thương, cái này nhưng làm Nguyên Không vui xấu, nhưng trong thư nói, bởi vì Nguyên Không thân phận, nàng tạm thời còn không thể cùng với hắn một chỗ. Nguyên Không tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức bình tĩnh lại, lời này cũng đúng, mình là tên hòa thượng, một cái lớn hoa khuê tú, sao có thể cùng hòa thượng đang cùng một chỗ, đây không phải là bại hoại phong tục sao? Thế là Nguyên Không bắt đầu kế hoạch hoàn tục sự tình. Hắn không còn cạo tóc, tóc bắt đầu một chút xíu mọc ra, nhưng Phương Trượng biết về sau, giận tím mặt, nhưng Nguyên Không mặc kệ, chính là chết sống không chịu lại cạo tóc, mặc cho đánh mặc cho mắng đều thay đổi không được hắn. Trong lúc này, Nguyên Không còn lục tục thu được mấy phong Nhiếp Nghiên Yên gửi thư, đều là lẫn nhau tố tình ý, chẳng qua kỳ quái là, Nhiếp Nghiên Yên lại cũng không có tới qua trong miếu dâng hương,
Nguyên không ở trong thư hỏi qua nguyên nhân, Nhiếp Nghiên Yên đều ấp úng, không chịu nói rõ nguyên nhân, Nguyên không cảm thấy không ổn, nghĩ nhờ Thiên Vân đi tìm hiểu một chút tin tức, nhưng càng thêm kỳ quái là, Thiên Vân cũng không tiếp tục tới. Về sau một ngày buổi sáng, Nguyên không rời giường phát hiện tóc bị cạo sạch, hắn vội vàng chất vấn Phương Trượng. Phương Trượng nói làm càn, sao có thể đối với hắn hô to gọi nhỏ, cái này còn thể thống gì, lúc đầu hòa thượng liền phải cạo trọc, lưu tóc gọi là tục gia đệ tử, nếu như Nguyên không không muốn làm hòa thượng, liền lăn xuống núi đi. Nguyên không vốn là có ý đó, đã Phương Trượng đều mở miệng, hắn vừa vặn xuống núi hoàn tục tìm mình Nhiếp Nghiên Yên đi. Nguyên không sau khi xuống núi, thiên tân vạn khổ mới tìm được Nhiếp Nghiên Yên nhà, nhưng lúc này Nhiếp phủ đèn lồng đỏ treo trên cao, ngay tại lo liệu việc vui. Nguyên không sau khi nghe ngóng, mới biết được hóa ra là Nhiếp phủ đại tiểu thư Nhiếp Nghiên Yên phải lập gia đình. Nguyên không nghe xong, đầu ông một tiếng, chẳng lẽ mình tới chậm rồi. Giống như cũng không muộn, may mắn gặp phải thời điểm, hôm nay cũng còn có thể đem Nhiếp Nghiên Yên cướp về, liền đến cái cướp cô dâu, khi đó đều là phụ mẫu chi mệnh môi trước lời nói. Nhiếp Nghiên Yên khẳng định yêu là mình, chỉ là bị phụ mẫu bức hôn. Nguyên không lại sau khi nghe ngóng gả phải là nhà nào, chờ hắn biết đáp án thời điểm, đầu lại một lần nữa ông một tiếng, Nhiếp Nghiên Yên gả phải thế mà là thiên gia đại thiếu gia, Thiên Vân. Nguyên không tưởng tượng không thích hợp, cảm giác mình tựa như là bị vỉnh góc tường, không khỏi trong lòng sinh oán trách lên, hắn hận thiên gia, hận Thiên Vân, cùng hận bằng hữu hai chữ. Cái gì chó má bằng hữu, cái gì chó má nhân nghĩa? Đều là thả dám chó, kết quả là hắn còn không phải bị bằng hữu phản bội, đoạt mình nhất nữ nhân yêu mến. Mặc dù là dạng này, Nguyên không vẫn không có tuyệt vọng, hắn đối Thiên Vân người huynh đệ này đã hết hy vọng, có thể đối Nhiếp Nghiên Yên vẫn không có hết hy vọng, hắn muốn cướp thân, hắn muốn đem Nhiếp Nghiên Yên cướp về, Thiên Vân loại này bất nghĩa chi đồ, sao có thể đem nữ nhân mình yêu thích tặng cho hắn. Lúc này Nhiếp Nghiên Yên còn không có bị đón dâu, nàng còn tại trong khuê phòng, Nguyên không vụng trộm chạy đi vào. Nhưng hắn vừa mở cửa, Nhiếp Nghiên Yên trông thấy hắn liền hét lên, Nguyên không cho nàng làm một cái chớ lên tiếng động tác, ra hiệu hắn không được ầm ĩ, là hắn đến rồi. Nhưng Nhiếp Nghiên Yên chấn kinh quá nghiêm trọng, trực tiếp ngừng không im miệng, lập tức đem phủ thượng người chiêu đi qua. Lúc này xông tới mười mấy cái gia đình, trên tay bọn họ đều cầm cây gậy, đem Nguyên không xem như kẻ phạm pháp, đối chính là dừng lại dồn sức đánh. Thời điểm đó Nguyên không nơi nào chống đỡ được mấy chục người. Rất nhanh đã bị đánh nửa chết nửa sống, trên mặt tất cả đều là máu, lúc này nhờ có Nhiếp Nghiên Yên giúp hắn nói chuyện, gọi đừng đánh, hôm nay ngày vui, không thể thấy máu. Nguyên không biết Nhiếp Nghiên Yên là đau lòng hắn, loại trường hợp này nàng cũng không tốt giúp chính mình nói chuyện, đều do mình quá phế vật, đều do Thiên Vân quá bất nhân nghĩa. Lúc này đột nhiên có người hô thiên gia tới đón kiệu, không bao lâu Nhiếp Nghiên Yên tại hạ nhân nâng đỡ hạ liền ra phòng ở, đẳng cấp không nhiều ra đến đại môn thời điểm. Nguyên không đột nhiên náo vọt lên, kêu khóc Nhiếp Nghiên Yên chớ đi. Nhiếp Nghiên Yên có chút không thôi nhìn Nguyên không liếc mắt, sau đó quay đầu ra cửa, Nguyên không muốn đuổi theo ra ngoài, vừa vặn cùng Thiên Vân tên hỗn đản kia rằng co, nhưng lúc này gia đình trông thấy Nguyên không dạng này, lại sẽ hắn đánh bại trên mặt đất. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn người tới, gia đình đều gọi hắn lão gia, hẳn là Nhiếp lão gia. Nhiếp lão gia dẫm lên Nguyên không đại quang đầu nói. Một cái hòa thượng cũng vọng tưởng nữ nhi của ta, niệm kinh niệm điên rồi đi. Nói xong còn nở nụ cười lạnh, kia một mặt dữ tợn tràn đầy trào phúng, lúc này tất cả người vây xem đều nở nụ cười. Gia đình nói, có thể là cái hòa thượng điên, cho hắn mấy cái bánh bao đuổi đi đi, bằng không, còn phải náo. Nhiếp lão gia bảo hôm nay nữ nhi của mình thành thân, muốn đổi bình thường, sớm đã đem Nguyên không đánh chết, hôm nay không mất hứng, liền thả Nguyên không một ngựa. Gọi gia đình cầm mấy cái bánh bao đuổi Nguyên không đi. Nguyên không lập tức bị ném tới trên đường, sau đó còn có mấy cái bánh bao nện vào cái ót, lúc này ở trên con đường là người, đối Nguyên không chỉ trỏ, cái gì hòa thượng còn tới cướp cô dâu, cái gì hòa thượng còn muốn nữ nhân, thật sự là không biết liêm sỉ, không muốn mặt loại hình như là một chậu bồn nước đá dội đến Nguyên không trên thân, để hắn như rơi vào hầm băng. Nhưng Nguyên không không hề từ bỏ, hắn cắn răng đứng lên, sau đó khập khiễng trong đám người đi ra. Hắn không để ý đau đớn, trải qua thiên tân vạn khổ, hắn muốn cướp về nữ nhân mình yêu thích, cái gì thế tục, cái gì giới luật thanh quy, đều gặp quỷ đi thôi. Nếu như có thể mà nói, hắn còn muốn phá sát giới, hắn muốn giết Thiên Vân. Nguyên không đến thiên gia về sau, liền thiên gia cổng đều tiến không được, Nhiếp phủ còn có thể trộm đi đi vào, nhưng thiên gia cũng không là người nhà bình thường,
lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể tại cửa ra vào ngồi xổm. Nguyên không phẫn nộ, trực tiếp tại thiên gia cổng cãi lộn, ra tới không phải Thiên Vân, mà là Thiên Vân phụ thân, Nguyên không muốn cùng hắn lý luận, nhưng nói còn chưa dứt lời một nửa liền bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Hắn nói, không đứng đắn hòa thượng hắn thấy nhiều, còn chưa thấy qua sạch bóng đầu liền đến đoạt người khác nàng dâu. Nhiếp gia đại tiểu thư cũng sẽ không coi trọng một cái hòa thượng, cút nhanh lên, không phải hắn liền không khách khí. Nguyên không phun ra một ngụm máu, muốn tranh biện lấy cái gì, nhưng hắn thương phải vốn là rất nặng, lại thêm cái này trưởng, lời nói đều đã nói không nên lời, chờ Thiên Vân phụ thân sau khi đi, Nguyên không đem lợi đều cắn nát, miệng đầy đều là máu, thiên gia. Khinh người quá đáng, một ngày nào đó, ta muốn gấp trăm lần trả lại. Nói xong câu đó về sau. Nguyên không liền hôn mê bất tỉnh, chờ hắn lúc tỉnh, đã nằm tại trong đống rác, dưới bầu trời lấy mưa rào tầm tã, Nguyên không vừa lạnh vừa đói, vết thương trên người tại nước mưa tưới tiêu dưới, cũng càng phát đau đớn. Nguyên không bị bất đắc dĩ, chỉ có thể bò lại đến trong miếu, có thể thủ tại cửa miếu hòa thượng không để hắn tiến, nói hắn đã hoàn tục, không thể trở lại, Nguyên không nói tự mình biết sai, nghĩ trở về một lần nữa làm hòa thượng, lúc này phương trượng ra tới, đối với hắn gây khó khăn đủ đường. Nói muốn trở về cũng được, phải thụ 180 cầm, lấy làm trừng phạt. Nguyên không cắn răng, nói đến đi, bị bằng hữu phản bội cùng mất đi nữ nhân yêu mến đau nhức hắn đều nhận được, những cái này nhỏ đau nhức đáng là gì. Phương trượng sau khi đi, thủ vệ hòa thượng liều mạng đánh lấy Nguyên không, một bên đánh còn một bên cười, làm hòa thượng còn muốn nữ nhân, thật sự là không muốn mặt, cái này còn dám trở về, cùng hắn một cái miếu đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nguyên không nói gì. Chịu đựng nước mắt cắn răng, hắn ở trong lòng mặc mặc hạ quyết tâm, một ngày nào đó, hắn nhất định phải Thiên Vân cùng thiên gia trả giá đắt. Nguyên không bị đánh cho ngất đi, lại tỉnh lại, chờ qua đi thời điểm, cũng kém không nhiều thừa nửa cái mạng, bị người ném về giữa giường hắn, tính nhặt về nửa cái mạng. Cuộc sống về sau, Nguyên không tại trong miếu nhận hết chế giễu, đây cũng là vì cái gì hắn tất cả sư đệ sư huynh đều chết được so hắn sớm, bởi vì những người này, tất cả đều là Nguyên không từng bước giết. Chẳng qua những người này đều không phải hắn hận nhất là thiên gia, là Thiên Vân, những cái này sỉ nhục, đều là Thiên Vân cho, Nguyên không oán hận theo một ngày không ngừng tại tăng trưởng, về sau hắn che mặt mặc vào y phục dạ hành đi ám sát Thiên Vân, nhưng Thiên Vân cực kỳ lợi hại, chẳng những không có tay, còn kém chút bị phản sát. Trở về Nguyên không bắt đầu nghĩ lại, lấy hiện tại mình thực lực, coi như đến chết cũng sẽ không là Thiên Vân đối thủ, về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp. Nguyên không giết một cái tại trong miếu ngủ lại người, đạt được một bản âm dương đồng tu, nam nữ điều hòa tà thư. Bắt đầu từ lúc đó, Nguyên không liền bắt đầu không ngừng ra hại nữ tính, dùng cái này tới tu luyện tà thuật, phàm là hắn coi trọng, đều không từ thủ đoạn đi đạt được, ai nói hòa thượng không thể đụng vào nữ nhân, ai nói hòa thượng không thể muốn nữ nhân, hắn liền lệch đụng, hắn muốn ngủ ai liền ngủ ai, ai có thể cản hắn. Về sau Nguyên không còn đi nhiếp phủ, đem tất cả nữ nhân đều ngủ xong. Tiếp lấy tàn nhẫn sát hại, toàn phủ thượng hạ không có một nữ nhân thoát khỏi kiếp nạn, những cái kia đánh qua nhà của hắn ninh, đều bị lột ruột phá bụng treo ở cửa phủ, mà nhiếp lão gia thảm hại hơn, hắn bị Nguyên không bắt đến một cái trong chuồng heo, sau đó buộc một đám tên ăn mày đem hắn cho cưỡng ích, xong việc về sau, còn giết băm cho heo ăn. Trừ nhiếp phủ, đã từng cái này cười qua hắn chấn nhỏ, hắn cũng phải điên cuồng trả thù, trên chấn rất nhiều nữ nhân đều bị qua hắn độc thủ. Lần này hắn không cần đang cố ý sát hại, bởi vì tu luyện tà thuật hắn, tại phương diện kia càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lâu, hắn đủ để cho một cái trưởng thành nữ tử sức cùng lực kiệt chết đi. Sau một thời gian ngắn, hắn bắt đầu uy danh lan xa, người khác cho hắn lên một cái danh hiệu, gọi Yêu Tăng. Về sau, thiên gia vì giết Yêu Tăng, Thiên Vân tự thân ra trận, lần này hai người lại một lần nữa gặp nhau. Hai người gặp nhau thời điểm, là tại một cái ban đêm đen kịt. Mà lại hai người đều không khác mấy 10 năm không gặp, Nguyên không còn nhận ra Thiên Vân, hóa thành cho đều nhận ra, nhưng Thiên Vân đã không nhận ra Nguyên không, cái này đại hắc thiên, có thể trông thấy người cũng không tệ, mà lại hắn cũng không nghĩ ra, đã từng chí hữu Nguyên không sẽ là Yêu Tăng. Hai người gặp mặt liền ra tay đánh nhau, Nguyên không muốn đem Thiên Vân dẫm tại dưới chân sau đó lớn tiếng chất vấn hắn, lại đem ngày đó nhận khuất nhục cùng chế giễu trả lại, còn muốn giết hắn, bởi vì Thiên Vân phản bội hắn, còn hoành đao đoạt ái. Nhưng hắn nghĩ quá nhiều, thiên gia người há lại hạng người bình thường, cứ việc tu luyện tà thuật, Nguyên không y Nguyên không phải Thiên Vân đối thủ, còn bị đả thương, có thể chạy thoát đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trở lại trong miếu về sau,
Nguyên Không chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ tiếp tục tu hành, tại không có vượt qua thiên vân thực lực trước đó, hắn cũng không dám lại đi chấn nhỏ. Trong lúc này, Nguyên Không một bên tu hành, còn vừa không từ thủ đoạn đạt được phương trượng vị trí, về sau còn làm bộ lòng dạ từ bi, khắp nơi phổ độ chúng sinh, trở thành mọi người trong miệng đắc đạo cao tăng, nhưng trời vừa tối, hắn liền lộ ra nguyên hình, trở thành ngàn vạn thiếu nữ sợ hãi yêu tăng. Nguyên Không càng ngày càng mạnh, nhưng thời gian cũng trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền qua mấy thập niên, lần này hắn cho là mình đã đầy đủ mạnh, nhưng khiêu chiến thiên vân thời điểm, thế mà vẫn chỉ là đánh cái ngang tay, thế là hắn chỉ có thể mất hứng mà về. Lại chờ mấy chục năm, thiên vân nhưng không có hắn như thế thân thể cường tráng, đã quy thiên, không cách nào báo thù, Nguyên Không oán hận không chỗ phát tiết, chỉ có thể trăm phương ngàn kế bố trí một cái mười mấy năm cục, hắn muốn phá đổ thiên gia, đem thiên gia tử tôn đuổi giết đến cùng, một tên cũng không để lại, mà thiên mãn chính là hắn một con cờ, một viên phá hủy thiên gia quân cờ. Nghe Nguyên Không đại sư cố sự, ta cuối cùng minh bạch đầu đuôi sự tình, cảm giác hắn cùng lão thái bà quả thực chính là người một đường. Mang thâm cừu đại hận, muốn giết người cả nhà, đoạn người tử tôn, chỉ là lão thái bà cừu hận, giống như đối ta Lâm gia càng thêm lớn. Cái này sự tình mặc kệ ai đúng ai sai, ai thiếu ngươi tìm ai chính là, liên lụy nhiều như vậy người vô tội, đây không phải ngươi trả thù thế giới lý do, có câu nói rất hay, oan có đầu nợ có chủ, ngươi vì báo thù không từ thủ đoạn, còn liên sư huynh đệ đều giết, qua miếu cũng giết, ai cũng hại, nói trắng ra chính là cái tội ác tày trời cặn bã. Bị đào góc tường là rất thảm, bị bằng hữu phản bội là rất đau, nhưng ngươi tìm người vô tội đến thay mặt tội, vậy nhưng chính là của ngươi sai, Nguyên Không đại sư là có chút đáng thương, nhưng không đáng ta đồng tình, lại nói, chuyện xưa của hắn bên trong Nhiếp Nghiên Yên vẫn luôn không có tự mình cùng hắn biểu lộ qua tình cảm, cái này ở trong có cái gì hiểu lầm còn nói không chừng đâu. Thế nào, thiên gia người có phải là đều cặn bã? Hiện tại ngươi lý giải nổi thống khổ của ta đi, ngươi còn tin tưởng bằng hữu sao? Còn tin tưởng nhân nghĩa sao? Ha ha, gạt người đồ chơi nhỏ mà thôi. Nguyên Không đại sư cười như điên nói. Ta nhếch miệng, nói không có cảm giác gì, nhưng người loại này lòng dạ hẹp hòi, một chút việc liền trả thù thế giới, khắp nơi giết người ác ma, ta không có nửa điểm đồng tình. Nguyên Không đại sư dùng thiền trượng chỉ vào cái mũi của ta mắng, cho cười, ta muốn ngươi đồng tình. Hai chúng ta hiện tại ai đồng tình ai trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Ta chỉ là không thể giết ngươi, nhưng là để ngươi sống không bằng chết chiêu số, ta nhưng còn nhiều, rất nhiều, ngươi không nên quá phách lối. Ta cũng hừ lạnh một tiếng, vậy ta liền cắn lưỡi tự sát, chết cũng không để các ngươi như ý. Ngươi tiểu tử này thật là mới mẻ, còn không có gặp qua người khác nói chết đều nói đến như thế tự hào, ngươi cái miệng này xem như ta gặp qua lợi hại nhất. Nguyên Không đại sư có chút nổi giận, hận không thể lập tức giết ta nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hôm nay thế mà còn nhờ một cái lão thái bà phúc, để chính ta may mắn thoát khỏi tại khó. Ta cũng không nghĩ lại cùng dài dòng, ta còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất không có hỏi, đã hắn là yêu tăng, kia Lâm Tuyết. Ta nhìn Nguyên Không đại sư liếc mắt, ta không cách nào tưởng tượng nếu như Lâm Tuyết thật bị cái này nhanh hơn 100 tuổi, làn da so vỏ cây còn nhíu lão lửa chọc cái kia, vậy ta hoặc là đâm chết mình, hoặc là đâm chết hắn, quá khó tiếp nhận. Ta lúc đầu có thể rất nhanh liền hỏi lên. Nhưng nghĩ tới đây, ta vẫn là dừng lại một hồi. Qua mười mấy giây ta mới cắn răng hỏi lên, ngày đó tại rạp chiếu phim cổng, ngươi có hay không? Ta vừa nói như vậy, Nguyên Không đại sư liền minh bạch ta hỏi vấn đề gì, hắn một mặt hưởng thụ, giống như lâm vào mỹ hảo trong hồi ức, trong lòng ta siết chặt, cảm giác có chút không ổn, vội vàng đi tìm đao, nhưng chung quanh đều là người mã ra đoạn mất đào mộc kiếm, liền thanh chủy thủ đều không có, đã không có chủy thủ. Vậy ta liền dùng răng cắn nát lỗ tai của hắn. Nguyên Không đại sư đột nhiên mở miệng nói chuyện, hắn nói hắn ngày đó trải qua rạp chiếu phim cổng, lúc đầu bình thường rất nhiều người, hắn xưa nay sẽ không ở nơi đó dừng lại, bởi vì nhiều người không tốt xuống tay, nhưng ngày đó rạp chiếu phim trục trặc, còn trời mưa, rạp chiếu phim cổng lãnh lãnh thanh thanh, không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả ánh sáng sáng đều không có một cái, đen như mực cổng chỉ đứng một người. Kia là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia cặp đùi đẹp, lập tức đem hắn cho mê hoặc, hắn duyệt nữ vô số, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ đùi ngọc, cặp kia chân có thể nói hoàn mỹ đến cực hạn, lại dài lại trắng, một điểm khác dấu vết đều không có, cùng trắng sạch không vết mỹ ngọc đồng dạng, tăng thêm nước mưa tung tóe đến trên đùi, lại từ phía trên trượt xuống đến thời điểm, thật là khiến bất kỳ nam nhân nào đều có thể nhiệt huyết sôi trào.
Nguyên Không đại sư lập tức liền đến cảm giác, tăng thêm bốn phía không có người nào, hắn lập tức lộ ra nguyên hình, đem tiểu cô nương kia kéo vào trong ngõ nhỏ, nàng nghĩ móc ra điện thoại cầu cứu, nhưng bị Nguyên Không đại sư một bàn tay đánh rụng điện thoại, còn quạt một bạt tai, lại đá một chân bụng của nàng, khóe miệng tất cả đều là máu, để Nguyên Không đại sư đau lòng là, cặp kia đùi ngọc cũng thụ thương, lưu không ít máu, nhưng cái này ngược lại để Nguyên Không đại sư càng thêm hưng phấn. Nguyên Không đại sư cười xấu xa lấy đi xé rách tiểu cô nương kia quần áo, nhưng tiểu cô nương kia tính tình cực kỳ liệt, tại Nguyên Không đại sư sắp công phá tất cả phòng tuyến đều thời điểm, đột nhiên nàng móc ra một cái dao móng tay nhắm ngay cổ họng của mình. Nguyên Không đại sư ra hại qua nhiều nữ nhân như vậy, không có một cái là thật lấy cái chết bức bách, cũng có một chút làm dáng một chút, Nguyên Không đại sư không ăn một chiêu này về sau, các nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng tiểu cô nương này khác biệt. Nàng là thật đem dao móng tay hướng trong cổ họng cắm, máu kít hoa kít phun lưu, đem Nguyên Không đại sư đều chấn trụ, không còn dám đi lên phía trước. Nói đến đây, Nguyên Không đại sư đột nhiên mặt trầm xuống, biểu lộ có chút nghiêm túc, hắn nói, đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng hiện lên, một con bạch miêu xuất hiện. Nguyên Không lần đầu tiên trông thấy con kia bạch miêu liền biết nó không đơn giản, phổ thông yêu quái sợ nhất Phật chú, nhưng Nguyên Không đại sư niệm hồi lâu, cũng không thấy nó có phản ứng. Còn hung ác trừng mắt Nguyên Không đại sư, loại ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ, so với người đều đáng sợ, Nguyên Không đại sư cũng nhịn không được đánh giật mình. Nguyên Không bị bất thình lình bạch miêu cho hù sợ, hắn sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày. Mèo này trên thân không có bất kỳ cái gì yêu khí, nhưng lại có như thế lớn lực chấn nhiếp, trong cổ họng nó phát ra tiếng gầm, toàn thân lông đều bắt đầu dựng ngược lên, một đôi hung ác mắt chăm chú nhìn Nguyên Không đại sư. Nguyên Không đại sư mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng cái này đến miệng mỹ nhân, cũng không thể cứ như vậy chắp tay tặng người a. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này, mà lại tính tình liệt nữ nhân, chinh phục lên càng thêm có cảm giác thành công, loại kia chiếm hữu vui sướng, là bất kỳ vật gì đều thay thế không được. Nguyên Không đại sư quyết định thử xem cái này bạch miêu, sau đó lại tính toán sau, nói không chừng chính là cái hộ chủ tiểu sủng vật mà thôi. Ngay tại lúc này, phát sinh một kiện để Nguyên Không cảm thấy kinh ngạc sự tình, con kia bạch miêu nói chuyện. Tiểu cô nương kia khả năng cảm thấy cực độ nguy hiểm, cũng không thấy phải con kia bạch miêu có thể cứu nàng, thế là vội vàng gọi bạch miêu đi. Nhưng bạch miêu giống như có thể nghe hiểu tiếng người giống như, nó chẳng những không đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua, cuối cùng khó mà tin nổi sự tình phát sinh, bạch miêu thế mà sâu kín nói, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi, lão lừa chọc mà thôi. Tiểu cô nương nghe xong, kinh ngạc che miệng lại, trên mặt biểu lộ cực kỳ chấn kinh. Nàng khả năng không nghĩ tới mèo nhà nhưng cũng biết nói. Nguyên Không đại sư cũng chấn kinh, chẳng qua không phải chấn kinh mèo biết nói chuyện, mà là một con biết nói chuyện mèo, thế mà trên thân một điểm yêu khí không có. Mà lại hắn còn có chút phẫn nộ, mình thế mà bị một con mèo cho mắng, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nguyên Không đại sư không do dự nữa, Thiếu Lâm Long chảo thủ như là một con băng lãnh móc sắt, trực tiếp hướng Bạch Miêu chộp tới. Bạch Miêu kêu lên một tiếng, vèo một cái đằng không mà lên tránh thoát Nguyên Không đại sư công kích. Nguyên Không đại sư không buông tha, tiếp tục một quyền đánh tới, nhưng kỳ quái là, kia giữa không trung nơi nào còn có cái gì mèo, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, nương theo lấy năm đạo hàn quang trực tiếp chụp vào Nguyên Không đại sư mặt. Nguyên Không đại sư vội vàng lóe lên, mặt về sau đổ, vuốt mèo rơi vào ống tay áo bên trên, lập tức trên quần áo nhiều năm đạo phá ngấn, trong thân thể cũng nhiều năm đạo đẫm máu lỗ hổng. Cái này vẫn chưa xong, mèo chân thân còn không có xuất hiện, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là màu trắng hư ảnh, mèo mèo âm thanh không dứt bên tai, tiếng mèo kêu bén nhọn lại sắc bén, kém chút không có đem Nguyên Không đại sư lỗ tai chấn điếc. Nguyên Không đại sư gấp, nhưng lại nhìn không thấy mèo chân thân ở đâu, chỉ có thể đem trên người Phật Châu lấy xuống, sau đó hai tay khẽ trống, tất cả Phật Châu đều phát ra kim quang bay ra ngoài, sau đó biến thành từng cái Phật chú tứ tán ra, cũng lơ lửng giữa không trung. Những cái này Phật chú vừa vặn hình thành một cái kim chung đem Nguyên Không đại sư gắn vào bên trong, bóng trắng không ngừng đụng chạm lấy Phật chuông, phát ra phanh 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 lớn trầm đục, Nguyên Không đại sư giống như bình tĩnh lại, cẩn thận nghiên cứu bạch miêu quỹ tích cùng tìm kiếm chân thân. Đúng vào lúc này, đột nhiên phanh một tiếng, Phật chuông thế mà phá, 108 viên Phật châu trở nên vỡ nát, nhao nhao vẩy rơi trên mặt đất. Nguyên Không đại sư lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, miệng bên trong hô to không có khả năng. Thành tinh động vật lợi hại hơn nữa cũng là yêu, làm sao có thể phá Phật chú. Nhưng sự thật hắn không thể không tin,
Phật chuông bị phá, Bạch Miêu lập tức liền xuất hiện tại lồng ngực của hắn trước, một con màu trắng móng vuốt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh ra. Nguyên Không đại sư kịp phản ứng về sau, muốn tránh cũng không được, vội vàng sử xuất Thiết Bố Sam. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Nguyên Không đại sư lồng ngực phát ra rên lên một tiếng, người khác hướng phía sau đổ không sai biệt lắm vài chục bước, trực tiếp bị rung ra ngõ nhỏ. Viễn Không đại sư che ngực ho khan vài tiếng, cũng là bị thương không nặng, chỉ cảm thấy lồng ngực có chút ẩn ẩn làm đau, vừa rồi nếu không có Thiết Bố Sam, đoán chừng ngực đã có thêm một cái lỗ lớn. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Nguyên Không đại sư cũng chưa chắc sẽ thua, chỉ có điều đây không phải luận võ, thời gian dài, sợ sẽ có người tới vây xem, mưa càng rơi xuống càng nhỏ, xem ra nhanh ngừng. Nguyên Không đại sư trừng mắt liếc Bạch Miêu, lại không thôi liếc mắt nhìn đôi chân dài, lau nước miếng cực kỳ không tình nguyện rời khỏi. Sau khi nói xong, Nguyên Không đại sư hai mắt nhắm nghiền, còn giống như tại dư vị kia để hắn khó quên đại mỹ chân, nước bọt kém chút lại chảy ra, chẳng qua ta lúc này là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta đoán không sai, Bạch Miêu cứu Lâm Tuyết, cái này lão lửa chọc căn bản liền không có tay. Nhưng cái này càng thêm kỳ quái, đã Lâm Tuyết không có bị tổn thương, nàng tại sao phải thừa nhận đâu? Nàng vì sao lại biến thành giống như bây giờ? Là bởi vì ăn dấm, đố kỵ, hôm nay nàng tiến thiên gia tàng thư các lại đến cùng lấy đi cái gì? Hiện tại Lâm Tuyết trên thân giống như có một đoàn sương mù đồng dạng, ta làm sao phát đều phát không ra. Nguyên Không đại sư lúc này giống như dư vị xong, đem thiền trượng hướng trên mặt đất đập mạnh, sau đó nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nói đều trạng vạng tối, làm sao trời một tiểu tử này còn chưa tới. Nguyên lai bọn hắn một mực chờ đợi trời một, cũng thế, hiện tại liền thừa trời một, chỉ cần đem hắn giết, Nguyên Không đại sư liền vạn sự đại cát, thù cũng báo. Lão thái bà lúc này đột nhiên cười xấu xa một tiếng, sau đó nhìn về phía Mã Lâm, ta bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Lão thái bà này âm hiểm ác độc chi cực, không biết lại nghĩ xảy ra điều gì biện pháp. Quả nhiên, nàng giống như nghĩ xảy ra điều gì chủ ý xấu, chỉ vào Mã Lâm nói, Nguyên Không đại sư, ngươi không phải âm dương đồng tu, dựa vào nữ nhân âm dương bổ sung tu luyện sao? Ngươi nhìn, Mã gia người làm sao dạng? Nguyên Không đại sư sững sờ, đột nhiên ha ha phá lên cười, nói rất tốt, đem Mã gia nữ nhân ngủ, nói không chừng còn có thể đem nàng đạo hành cũng cùng nhau hấp thu tới. Kia thật là một công đôi việc. Lúc này lưng còng lão lục cùng khỉ ốm cũng bóp lấy cái cằm, một mặt cười xấu xa nhìn xem Mã Lâm, đồng thời khẩn cầu Nguyên Không đại sư chơi xong về sau, cũng làm cho bọn hắn qua một cái nghiện, nữ nhân bọn hắn chơi đến nhiều, chỉ là Mã gia nữ nhân đến cùng là mùi vị gì, bọn hắn ngược lại thật sự là nhiều muốn thử xem. Hắc hắc, nghe nói Mã gia nữ nhân, thân thể vừa vỡ, đạo hành sẽ hạ xuống 30%. Cho nên bọn họ tại kết hôn trước kia, đều sẽ giữ lại hoàn bích chi thân. Cái này không trọng yếu, dù sao đầu một hơi canh đều để Nguyên Không đại sư cho uống, trọng yếu chính là, nàng hiện tại còn mặc áo cưới, cái này nhìn xem liền rất hưng phấn. Lưng còng lão lục cùng khỉ ốm vừa nói, còn một bên cười xấu xa, bộ dáng cực kỳ hèn mọn, ngôn ngữ cực điểm bẩn thỉu. Nguyên Không đại sư giang tay ra, nói không quan trọng, hắn chơi xong, những người khác tùy ý. Không riêng gì lưng còng lão lục cùng khỉ ốm, nó thủ hạ của hắn cũng được, tùy thiện chơi đến tận hứng. Nguyên Không đại sư vừa nói, tất cả nam nhân đều nhiệt huyết sôi trào lên, mỗi người đều lộ ra cười xấu xa, còn đối Mã Lâm huyết sáo, nhìn xem Mã Lâm dáng vẻ liền cùng một đám sói nhìn chúng một đầu dê đồng dạng. Lão thái bà lúc này hừ lạnh một tiếng, ta liền không tin ngươi trời một còn có thể giấu được, thật sự nếu không ra tới, liền nhìn xem Mã gia nữ nhân gặp cha tấn đi. Ta nhìn ngươi nhịn được bao lâu? Mã Lâm bị thương rất nặng, đại đầu quỷ mặc dù giúp nàng trị liệu tốt một điểm, vết thương cũng đã kết vảy, chẳng qua bây giờ tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, đừng nói đang đánh nhau, liền dùng lực đoán chừng cũng khó khăn. Nguyên Không đại sư cái này lão lừa chọc cười xấu xa lấy đi tới, mắt không ngừng tại Mã Lâm trên thân tùy ý du tẩu, những người khác cũng đi theo đi tới, đặc biệt là khỉ ốm cùng lưng còng lão lục hai cái này phản đồ, càng là bóp lấy cái cằm chảy nước miếng. Mắt giống như là con sói đói. Mã Lâm phẫn nộ được sủng ái đều đỏ, chẳng qua nàng hiện tại không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngồi dưới đất không ngừng lui về sau, nhưng nàng lui một bước, đám kia sói liền đi gần một bước, giống như không phải đem nàng ăn không thể. Súc sinh, Mã Lâm hung hăng mắng một câu, sau đó lại đối Nguyên Không đại sư mắng một câu, lão súc sinh. Nguyên Không đại sư cũng không tức giận, hừ lạnh một tiếng, bây giờ gọi súc sinh. Chờ xuống ngươi liền phải sảng đến gọi lão công.
Phi, Mã Lâm hướng hắn nhả một miệng lớn nước bọt, chỉ có điều bị cái này lão lửa chọc cho tránh thoát đi. Hừ, lão tử hiện tại liền đem ngươi làm, Mã gia xú bà nương. Nguyên Không đại sư một tiếng cười xấu xa, tại chúng sói vây xem dưới, vội vàng hướng Mã Lâm nhào tới. Lúc này ta thấy tình thế không ổn, vội vàng giống lớn một tiếng, sao có thể để Mã Lâm thụ khuất nhục như vậy, ta coi như liều chết cũng phải ngăn cản những xúc sinh này. Ta cắn răng đứng lên, nắm chặt song quyền liền hướng Nguyên Không đại sư đập tới, Nguyên Không đại sư vung lên thiền trược, trực tiếp đánh vào hai quả đấm của ta bên trên, ta chỉ cảm thấy hai tay một trận tê dại, hắn cầm đầu đâm một cái, thẳng đỗi ngực ta hai tay muốn đi bên trên cản, nhưng toàn thân đều thấy đau, xương cốt giống vỡ ra đồng dạng, một chút cũng không lấy sức nổi, trực tiếp bị hắn thiền trượng đâm trọt lồng ngực, lập tức bay ra ngoài đến mấy mét xa. Cái này lão lừa chọc, thật sự là tìm cái tốt thời gian, trên cơ bản chiếm hết tất cả tiện nghi, hiện tại chúng ta, không có một cái là thật tốt, tất cả đều mất đi đánh nhau năng lực, căn bản không có khả năng cùng hắn đối kháng, ta hiện tại liền hắn một chiêu đều tiếp không được. Nguyên Không đại sư nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, chỉ là dùng thiền trượng chỉ vào, hừ, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không muốn tự chịu diệt vong. Ta đi ngươi nhị đại gia, ngươi cái lão lừa chọc, có loại hướng ta đến, khi dễ nữ nhân có gì tài ba. Ta không cam lòng dáng chống đỡ, thử mấy lần đều không thành công đứng lên, hiện tại thân thể thực sự là quá tệ. Ai nha, lưu cái mạng nhỏ ngươi còn lải nhải, đánh cho ta. Quen khỉ nhìn ta không vừa mắt. Vội vàng sai xử những người khác hướng ta vây quanh, đối ta chính là một trận đấm đá. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại ta không có năng lực hoàn thủ, chỉ có thể ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, chẳng qua ta tin tưởng chỉ cần không bị đánh chết, cơn giận này, ta sớm muộn đạt được. Lúc này Mã Lâm hô, các ngươi đừng đánh, ngươi thả nơi này tất cả mọi người đi, ta. Ta không phản kháng. Ta nghe xong người đều nổ, cái gì không phản kháng. Bọn này xúc sinh chẳng lẽ ngươi còn có thuận theo bọn hắn sao? Ta đi ngươi bà nội gấu, lão tử cùng ngươi liều. Ta chống đỡ bọn hắn tất cả quyền đấm cước đá, cả người cùng như bị điên luồn lên đến, hai quyền liền quật ngã mấy cái, nhưng ta đứng lên nháy mắt, ta chân rung động mấy bước, đầu hơi choáng váng, nhưng ta cắn răng kiên trì, phải ngã cũng không phải hiện tại đổ, cho dù chết ta cũng phải đem mình còn lại một chút xíu sinh mệnh ép khô. Ta hét lớn một tiếng, sử xuất câu hồn tay. Hai lần liền đem trong đó mấy người hồn phách câu ra tới, bọn hắn lập tức ngây ra như phỗng, ngồi dưới đất cùng cái người thực vật đồng dạng, nhưng tay phải của ta đột nhiên không nhấc lên nổi, cùng không cảm giác đồng dạng, đoán chừng là báo hỏng, chẳng qua ta không dám để cho bọn hắn nhìn ra, y nguyên dáng chống đỡ. Những người khác thấy ta sử xuất câu hồn tay, không còn dám vây quanh, cái này chiêu thế nhưng là đem thiên gia mấy cái đường chủ đều cho chỉnh cùng ngớ ngẩn đồng dạng, bọn hắn có chút sợ hãi, chẳng qua ta đã là dầu hết đèn tắt. Không có khả năng dùng lại ra cái này chiêu. Những cái này tiểu lâu la không nhìn ra, nhưng không giấu giếm được Nguyên Không đại sư, hắn cười lạnh một tiếng nói, không cần sợ hắn, tiểu tử này đã dầu hết đèn tắt, tiếp tục đánh cho ta, hắn còn không được mấy lần tay. Những người kia tại Nguyên Không đại sư chỉ huy dưới, lại lần nữa vọt lên, ta vội vàng nhấc chân chính là một cái, đá phải thứ ba chân thời điểm ta liền đá bất động, thân thể lung la lung lay, đứng cũng không vững. Lúc này một người đá ta một cước bụng, ta một lần nữa bay ra ngoài, lúc này ngã trên mặt đất ta là triệt để không có lực. Ta còn tưởng rằng sẽ bị lần nữa vây công thời điểm, đột nhiên một câu A-di-đà Phật truyền tới, thanh âm này không phải Nguyên Không đại sư, đây là Mập Hòa Thượng. Đám người kia bị thanh âm hấp dẫn, đều nghĩ quay đầu nhìn lại, còn không có nghiêng đầu lại, một đạo trưởng phong thổi qua, chỉ gặp bọn họ tóc cắt ngang trán đều bị thổi lên, sau đó liền bị đánh bay một loạt. Rơi núi lấp biển, một đạo gầm thét truyền đến, ta còn tưởng rằng đây là cái kia môn thần công, không nghĩ tới là mập mạp 200 cân thân thể công kích đi qua, cùng một chiếc xe hàng lớn giống như, một đám người trực tiếp bị đụng cái đầy cõi lòng, kia hạ uy lực cũng không nhỏ, có mấy cái còn bay ra ngoài, ta còn trông thấy có răng cửa cũng bay, rơi xuống đất thời điểm, cũng là ép tới bọn hắn nước đắng đều nôn sạch. A, nhà thứ đồ gì, thối quá, mập mạp mắng một câu nương, một tay khuỷu tay vung xuống dưới. Mấy người đều kêu khổ thấu trời. Cái này đè ép đoán chừng đều có thể cho bọn hắn ép thành bánh quả hồng, còn nhiều cho một tay khuỷu tay, thật đúng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mập mạp cùng Mập Hòa Thượng hai người hợp lực, đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, không bao lâu liền đem đám người kia quật ngã một nửa, tất cả đều nằm trên mặt đất kêu thảm, những người khác dọa đến lui về phía sau mấy bước, lại không dám bên trên. Tốt,
mập mạp, ta ho khan vài câu, sau đó lớn tiếng tán dương, còn cho hai người bọn họ té xỉu, không nghĩ tới thế mà thời khắc mấu chốt còn có thể giết trở tay không kịp. Là ngươi con chó này, hừ, thật tốt nằm không tốt sao, chí ít còn có thể sống lâu mấy khắc, lại muốn bỏ lên chịu chết. Nguyên Không đại sư đối Mập Hòa Thượng lời nói lạnh nhạt nói. Mập Hòa Thượng cũng không có chống đối Nguyên Không đại sư, ngược lại quỳ xuống, đối Nguyên Không đại sư quỳ lại lên, cái này để tất cả mọi người đều có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Mập Hòa Thượng dập đầu ba cái rồi nói ra, cảm tạ sư phó ân cứu mạng, dưỡng dục tri ân. Sau khi nói xong, trực tiếp đứng lên, sau đó chắp tay trước ngực nói, chẳng qua sư phụ của ta Nguyên Không đại sư đã chết rồi, ngươi bây giờ là yêu tăng, lời nói mới rồi ta đều nghe thấy, trong miếu sư huynh đệ tất cả đều là ngươi giết. Hiện tại, ta muốn báo thù cho bọn họ. Nguyên Không đại sư nghe Mập Hòa Thượng có chút khó chịu, trực tiếp liền chỉ vào hắn mũi mắng, Thiên Mãn, ngươi thiếu cho ta giả vờ giả vịt, hiện tại làm thành dạng này, không đều là ngươi một tay tạo thành sao? Bằng không, ta làm sao có thể nhặt cái tiện nghi lớn như vậy, ngươi bây giờ đến đóng vai chính nghĩa. Ngươi đừng đánh trống lảng. Mập Hòa Thượng nở nụ cười, lại nói một câu A-di-đà Phật, thật xin lỗi, ta không phải Thiên Mãn, ta chỉ là một cái hòa thượng, nếu như muốn ta bồi thường, ta lát nữa báo thù, có thể lấy cái chết tạ tội. Nguyên Không đại sư nghe Mập Hòa Thượng, đột nhiên ha ha phá lên cười, báo thù. Hừ, vậy thì tới đi, để ta nhìn ngươi những năm này đều học ta bao nhiêu da lông. Sau khi nói xong, Nguyên Không đại sư một cái thiền trưởng quất tới, Mập Hòa Thượng quần áo đều bị bí mật mang theo kình phong thổi lên, chỉ có điều Mập Hòa Thượng thế mà không chạy không tránh, trực tiếp chịu cái đại mãn quán, hắn phốc một tiếng phun ra một ngụm máu về sau, người quỳ một chân trên đất. Mập mạp một bên đem ta nâng đỡ, một bên hô hào ai u, nói cái này Mập Hòa Thượng phạm cái gì ngốc, này làm sao có thể trốn không thoát. Ta cũng có chút nghi hoặc, Nguyên Không đại sư kia một chút hẳn là rất dễ dàng liền tránh thoát, vì cái gì Mập Hòa Thượng không tránh. Có thể dung không được chúng ta vì Mập Hòa Thượng lo lắng, lưng còng lão lục đột nhiên xuất hiện tại chúng ta phía sau, một đạo hàn quang hiện lên, loan đao trực tiếp bổ về phía mập mạp đầu. May mắn ta phát giác sớm, một tay lấy mập mạp đẩy ra, chính ta cũng hướng bên cạnh lăn đi, mập mạp lộn một vòng rất nhẹ nhàng liền đứng lên, mà ta chỉ có thể tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, phải xiết, vừa rồi kia hạ bạch đỡ. Lưng còng lão lục uy danh ta có chút nghe thấy qua, một cây đao nhanh như cuồng phong điện chớp, mà lại không gì không phá, hắn trước kia đã từng đi lính, cũng đánh qua Việt Nam, nghe nói đao của hắn so thương còn nhanh hơn, tại địch nhân móc cò súng thời điểm, liền đã đầu người rơi xuống đất. Lưng còng lão lục loan đao giết người vô số, nghe nói trước kia cái này loan đao là màu bạc trắng, hiện tại thân đao lại như ẩn như hiện hiện ra tinh hồng sắc, cũng là bởi vì uống máu nhiều lắm, lệ khí trọng. Lưng còng lão lục có 5 người ca ca, 2 cái đệ đệ, hắn xếp hạng thứ 6, nhưng trên chiến trường sống sót, chỉ có một mình hắn. Giải nghệ về sau, hắn liền đi giúp người nhìn mộ địa, làm cái nhìn mộ phần người, nghe nói lại hung lại tà môn mộ địa, chỉ cần hắn đem loan đao cắm ở mộ địa chính giữa, vậy liền không có bất kỳ cái gì quỷ quái dám quấy phá. Dần ra, rất nhiều người đều tìm hắn nhìn mộ phần, trong lúc nhất thời liền thanh danh lan truyền lớn, lại về sau âm hành liền có danh hào của hắn. Lần này bị hắn đánh lén không chết, thật là xem như nhặt về một đầu mạng nhỏ, nếu như hắn thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, vậy chúng ta đối phó hắn nhưng phải quá sức. Tránh thoát một kiếp về sau, chỉ có thể để mập mạp đối phó hắn, ta không có dư thừa sức chiến đấu, lúc này ta nhìn về phía Mập Hòa Thượng, chỉ gặp hắn từ dưới đất đứng lên, lau khóe miệng bọt máu, cái này một trượng, là ta trả lại ngươi, hiện tại bắt đầu, ta cùng ngươi ân tình thầy trò đã đứt, ngươi không còn là sư phụ của ta cũng không có như ngươi loại này sư phó. Nguyên Không đại sư cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm, cái gì sư phó, ngươi chẳng qua là ta kiếm về một con chó. Ta lợi dụng ngươi mà thôi, ngu ngốc. Đừng nói, Mập Hòa Thượng đột nhiên phẫn nộ lên, một trường tế ra, như là như bài sơn đảo hải đánh tới. Nguyên Không đại sư thu hồi thiền trượng, lấy đồng dạng chiêu thức đánh ra ngoài, hai trường tấn công, phát ra một trận mãnh liệt trường phong, y phục của hai người đều bị thổi lên. Nhưng Nguyên Không đại sư trường lực miễn cưỡng càng thêm lợi hại, Mập Hòa Thượng bị chấn ra ngoài, người lui ra phía sau mười mấy mét, hắn một trường đạp mạnh trên mặt đất. Hung hăng ném ra một cái nhỏ hố cạn mới dừng lui thế. Nhỏ đỏ lão, người tất cả mọi thứ đều là ta giáo, ở ta nơi này đều là da lông mà thôi, ta lại làm sao có thể giáo cửu nhân nhi tử đồ tốt, người lấy cái gì đánh với ta. Mập Hòa Thượng một mặt không phục, hắn cắn răng, gầm nhẹ một tiếng,
sau đó đem đầu thấp xuống, thân thể thế mà trực tiếp bay ngang ra, sau đó đột nhiên đụng tới. Thiết đầu công, trong lòng ta thầm kêu một tiếng. Nguyên Không đại sư không chút hoang mang, hắn đem thiền trượng chạy tiến sàn nhà bên trong, chờ Mập Hòa thượng đầu đụng tới thời điểm, hai tay của hắn chặn lại, sau đó một vò, cùng chơi bóng đồng dạng, lại đem Mập Hòa thượng đầu xoay tròn, lập tức liền đem Mập Hòa thượng bốc đồng cho chậm xuống tới. Mập Hòa thượng thân thể sau khi hạ xuống, đầu còn tại Nguyên Không đại sư trong tay kẹp lấy, Mập Hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng, đầu trái phải đi loạn, bởi vì man lực quá lớn, Nguyên Không đại sư một cái không có nắm chặt, bị đụng lui lại mấy bước. Hừ, có chút ý tứ, kia một chút giống như cũng không có đối Nguyên Không đại sư tạo thành bao lớn tổn thương, hắn hừ lạnh một tiếng về sau, đột nhiên đứng bất động, Mập Hòa thượng lại một lần nữa đụng tới thời điểm, trực tiếp liền đụng vào bụng của hắn. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, giống như hai loại kim loại đụng vào nhau. Nhưng Béo Hòa thượng chính mình lại hét thảm một tiếng, đầu giống như chảy ra rất nhiều máu, mũi cũng thế, lùi lại mấy bước về sau, hắn một mặt đau khổ chi tướng. Nguyên Không đại sư vỗ nhẹ bụng của mình, tiểu tử thúi, ngươi thiết đầu công, lại làm sao có thể phá được ta thiết bố sam. Mập Hòa thượng vẫn là không phục, hai tay như phượng, long chảo thủ vung vẩy mấy lần, lập tức hướng phía Nguyên Không đại sư bóp đi. Nguyên Không đại sư nhấc chân một đá, Mập Hòa thượng tay trực tiếp chộp vào trên đùi của hắn, nhưng ta lại nghe thấy ngón tay của hắn phát ra bộp một tiếng, giống như đoạn mất đồng dạng, Nguyên Không đại sư lại là một chân, vậy chân trực tiếp đá phải Mập Hòa thượng trong lòng bàn tay. Chỉ thấy Mập Hòa thượng móng vuốt lập tức chậm lại, toàn bộ tay đều giống như phế đồng dạng, trực tiếp rũ xuống, cuối cùng Nguyên Không đại sư lăng không mà lên, một chân đá vào Mập Hòa thượng trên ngực, Mập Hòa thượng trực tiếp bay ra ngoài. Ngã xuống đất sau cả người đều đau khổ núp ở một đoàn, giống như bị thương không nhẹ, Mập Hòa thượng chẳng những long trảo thủ bị phá, còn bị phản đánh cho một trận. Ta thiếu Lâm Kim Cương Cước, có thể đem ngón tay của ngươi đều đá gãy, cái này gọi ta cũng không bỏ được dạy ngươi. Nguyên Không đại sư một mặt miệt thị nhìn xem Mập Hòa thượng. Không ổn, Mập Hòa thượng là Nguyên Không đại sư đồ đệ, vẫn là loại kia cố ý lưu lại mấy chục tay sư phó, Mập Hòa thượng làm sao có thể đánh thắng được Nguyên Không đại sư. Không đúng, đây không phải báo thù, Mập Hòa thượng đây là muốn chết, bởi vì chính hắn cũng khẳng định rõ ràng điểm ấy, hắn muốn đem mình một nhân cách khác thiếu nợ, đều trả lại, chết nhiều như vậy người, hắn chỉ có thể dùng mệnh thường. Hắn nghĩ vừa chết chi. Lúc này ta lại nhìn về phía Mập Mạp, nhưng nhìn đến Mập Mạp về sau, trong lòng ta hiện tại toàn lạnh, vừa rồi nhiều nhất lạnh một nửa. Chỉ thấy Mập Mạp toàn thân đều là vết đao, một mặt máu, ta không biết hắn trúng bao nhiêu đao. Trên thân đều là từng đạo huyết hồng lỗ hồng, hắn nắm chặt song quyền quyết chống, mà đối diện lưng còng lão lục thì một điểm vết thương đều không có, từ đó có thể biết, Mập Mạp căn bản không phải đối thủ của hắn, bị chém chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không được, lần này thắng không được, không có ta, chiến lực chênh lệch nhiều lắm, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải chết, bi kịch vẫn là sẽ phát sinh. Đi, Mã Lâm đi mau, ta lảo đảo đứng lên, nắm Mã Lâm liền đi ra ngoài cửa. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mang Mã Lâm đi dẫn ra bọn hắn lực chú ý, bằng không, hai người Mập Mạp sớm muộn cũng phải chết, mà bây giờ ta, sự tình gì đều làm không được. Nhưng bên cạnh còn có một người cùng một con quỷ, theo thứ tự là khỉ ốm cùng lão thái bà. Lão thái bà thờ ơ, mà khỉ ốm lại đuổi theo, hắn hô to một tiếng, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Khỉ ốm hét lớn một tiếng về sau, người vội vàng đuổi theo. Lúc này đám kia mã ra người cũng dáng chống đỡ lấy đem khỉ ốm vây lại, lập tức đem khỉ ốm cho ngã nhào xuống đất. Khỉ ốm trở tay liền chùy mấy quyền cho người chung quanh, chân cũng không ngừng ra bên ngoài đạp, mã ra người thật giống như rất suy yếu, căn bản liền phản kháng không được, bị đánh cho máu me đầy mặt, nhưng bọn hắn y nguyên không buông tay, gắt gao ôm lấy khỉ ốm không để hắn đuổi tới. Mã Lâm có chút đau lòng, sắc mặt nàng rất khó coi, khóe mắt có giọt nước mắt, tay cũng không ngừng ra bên ngoài vung. Nàng muốn tránh thoát ta tay trở về. Nhưng ta chết sống không buông tay, nếu như nàng bây giờ đi về, như vậy mọi người không đều khổ sở uổng phí đánh sao. Mà lại nàng trở về cũng chưa chắc có làm được cái gì, thừa dịp bây giờ có thể chạy, tranh thủ thời gian trượt, người đối diện lực chú ý bị hấp dẫn, vậy những người này mới an toàn, bằng không, bọn hắn khẳng định sẽ bị đánh chết, bao quát Mập Mạp cùng Mập Hòa thượng. Ngay tại lúc này, khó mà tin nổi sự tình phát sinh. Vốn cho rằng khỉ ốm đã bị chế trụ, nhưng hắn thế mà từ trong đám người mạnh mẽ ép ra ngoài. Khỉ ốm thân thể phát sinh rất biến hóa kỳ quái, thân thể của hắn thu nhỏ hơn phân nửa, mà lại thân thể mềm nhũn, giống như không có xương cốt đồng dạng,
chính là bởi vì dạng này, hắn khả năng từ đám người kia ôm ấp bên trong mạnh mẽ ép ra ngoài. Xúc cốt công, Mã Lâm sợ hãi than nói, mắt đều nhìn thẳng. CMN, ta cũng khiếp sợ mắng một câu, cái này âm hành thật sự là kỳ nhân trồng chất, thế mà liền xúc cốt công đều biết, loại này kỹ thuật ta cũng chỉ từ TV cùng trong tiểu thuyết gặp qua, trong hiện thực xem xét, cho ta một loại cực kỳ rung động thị giác hiệu quả, cảm giác thật quỷ dị, khi còn bé đến cùng gặp bao lớn cực khổ khả năng luyện thành loại này kỹ thuật. Chạy mau, ta chậm tới về sau, vội vàng lôi kéo Mã Lâm tiếp tục ra bên ngoài chạy, những cái kia người Mã gia nghĩ lại xông đi lên, nhưng khi ốm hai tay chống đất, giữa không trung một cái 180 độ toàn phong thối đem tất cả mọi người đá ngã lăn trên mặt đất, tiếp lấy liều mạng đuổi theo. Ta cũng quản không được nhiều như vậy, mang theo Mã Lâm liền xông ra trước cửa, địa trung đường bọn hắn còn treo ở phía trên, cái kia cạo đầu tượng truyền nhân tẩy cắt thổi ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, ngực cùng trên cổ tất cả đều là vết cào, còn chảy nồng đậm dòng máu màu đen, cái này xem xét chính là quỷ trảo cho bắt, cái kia hẳn là lão thái bà làm không có chạy. Ta mang theo Mã Lâm một hơi lao xuống cầu thang, khi ốm đã đuổi theo, hắn trực tiếp từ hơn 100 cái trên cầu thang nhảy xuống, sau đó phi cước vọt thẳng hướng chúng ta. Lâm Nguyên, đánh, Mã Lâm đột nhiên hô. Ta kịp phản ứng về sau, cùng Mã Lâm hai người đồng thời phản chân về sau đạp hướng giữa không trung, khi ốm còn ở giữa không trung, căn bản điều chỉnh không được thân thể vị trí, bị hai chúng ta đạp vừa vặn, ta đá trúng mặt của hắn, Mã Lâm đá trúng bụng của hắn. Khi ốm lập tức liền ngã văng ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đem cầu thang đều rơi vỡ, cầu thang ở giữa xuất hiện cái lỗ lớn. Khi ốm từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, ở giữa không trung liền bị chúng ta phản đạp trở về, rơi hẳn là không nhẹ, nếu như là người bình thường, đoán chừng không có mấy giờ đứng không dậy nổi, nhưng khi ốm nhưng thật giống như cũng không có chuyện gì, tại trên cầu thang lộn một vòng liền đứng lên. Ngoá, gia hỏa này thật khó dây dưa, ta ở trong lòng mắng một câu nương. Đang nghĩ tiếp tục chạy thời điểm, đột nhiên có một người trực tiếp từ trong đại sảnh bay ra ngoài, sau đó trùng điệp phanh một tiếng ngã tại trên cầu thang. Rơi xuống cầu thang về sau, liền cùng bóng một loại trực tiếp hướng xuống lăn, một mực lăn đến ta cùng Mã Lâm dưới chân. Ta cùng Mã Lâm cúi đầu xem xét, phát hiện là Mập Hòa Thượng, hắn hiện tại đầy người đều là tổn thương, quẹ ra một ngụm máu về sau, sắc mặt tái nhợt, người đã phi thường suy yếu. Trước đó bị yêu nhân Ngụy Trung Huyền chiếm cứ thân thể. Sau đó lại đại chiến một trận, biến trở về Mập Hòa Thượng về sau, thân thể khẳng định là còn có không ít tổn thương, mà lại nhận được phụ tải siêu trọng, bây giờ bị Nguyên Không Đại Sư đánh, lập tức liền gánh không được, trên mặt hắn một điểm huyết sắc không có, toàn thân giống như đều rất đau, trên mặt đất cuộn cong lại không ngừng run rẩy, máu một mực hướng trong cổ họng tràn ra. Thiên Mãn, Mã Lâm khóc giống một tiếng, ôm lấy Thiên Mãn thân thể giúp hắn chùi khóe miệng máu. Mập Hòa Thượng cười khổ một cái. Hư nhược nói, còn nhớ rõ năm tuổi ngày đó ngươi đến nhà chúng ta chơi sao? Một lần kia, ta liền đem ta tất cả đường đều cho ngươi ăn. Mã Lâm khóc gật đầu, nhớ kỹ, ta nhớ được, nguyên lai ngươi cũng còn nhớ rõ, ngươi không có mất trí nhớ. Ngươi cái này nhân cách cũng có ký ức. Khục khục, Mập Hòa Thượng lại ho ra một ngụm máu, ha ha, ta đương nhiên nhớ kỹ, ta chỉ là không muốn nghĩ lên sự tình trước kia, bởi vì quá thống khổ, chỉ có ngươi, là ta thường xuyên nhớ tới ngươi. Sau khi lớn lên ta vẫn tại nghĩ, nếu như ta không có bị đuổi ra thiên gia, có thể hay không tựa như hôm nay đồng dạng, có thể quang minh chính đại cưới ngươi.